Chương 322 gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Vương Tùng Phượng nhìn trước mặt Trương Huyền truyền đạt chén rượu, sắc mặt không ngừng biến ảo, này ly chung, chính là có cổ trùng tồn tại. Không cần, vẫn là ta kính các ngươi hảo, ta chính mình lại đảo một ly. Vương Tùng Phượng đẩy ra Trương Huyền truyền đạt chén rượu. Vì cái gì? Trương Huyền trên mặt ngậm ý cười, Vương gì, ngươi không uống này ly rượu, chẳng lẽ, này rượu có thứ gì không thành? Trương Huyền những lời này, làm Vương Tùng Phượng trong lòng theo bản năng căng thẳng, nàng cường bài trừ một cái gương mặt tươi cười, như thế nào sẽ đâu, này rượu, có thể có cái gì? Hảo đi, ta còn tưởng rằng bên trong sẽ có sâu linh tinh đồ vật đâu. Trương Huyền cố ý nói, kia nếu không có, Vương gì cũng đừng chối từ, cái kia lão bà, rượu của ta khen ngược sao? Lần này cái này hiểu lầm nháo đến quá lớn, ta cũng đến hảo hảo kính Vương gì một cái. Trương Huyền tiếp nhận Lâm Thanh Hạm truyền đạt chén rượu, theo sau đem phía trước kia ly rượu, mạnh mẽ nhét vào Vương Tùng Phượng trong tay. Vương Tùng Phượng cầm này ly cất giấu cổ trùng rượu, trên mặt toàn là xấu hổ, nàng nghiêng quá thân mình, hướng một người lão giả liên tục sử ánh mắt. Tiểu bối, ngươi làm như vậy, có điểm quá mức đi, kia rượu là từ Phượng đảo cho các ngươi trả lại trở về, nhưng không thích hợp. Như vậy, Thanh Hạm nha đầu, người đem ngươi Vương gì trong tay kia ly rượu lấy thượng, cùng ngươi lão công, cùng nhau cho ngươi Vương gì kính một cái. Tên kia lão giả nói. Trương Huyền đột nhiên quay đầu, nhìn về phía người nói chuyện, lão Đông Tây, đem ngươi miệng cho ta nhắm lại. Trương Huyền này đột nhiên thái độ, làm ghế lô nội người đồng thời sửng sốt, ai cũng không có dự đoán được, Trương Huyền sẽ đột nhiên nói ra nói như vậy. Lão công, Lâm Thanh Hạm lôi kéo Trương Huyền vạt áo. Tiểu Trương, ngươi có điểm quá mức, Lâm Kiến Vũ vẻ mặt trách cứ nói một tiếng, Trương Huyền quát lớn tên kia lão giả, chính là hắn gặp được cũng đến khách khách khí khí tiếng kêu bá bá, kết quả bị Trương Huyền gọi là lão Đông Tây. Còn lại những cái đó cùng Lâm lão gia tử đồng lứa người, cũng sôi nổi phát ra trách cứ thanh. Dương gia, người này tôn nữ tế, không hiểu lễ nghi a. Còn phải lại nhiều giáo dục, một cái tới cửa con rể mà thôi, không cần cho hắn mặt cấp quá nhiều. Kia bị Trương Huyền quát lớn lão giả, trên mặt sinh ra tức giận, tiểu bối, ngươi có biết hay không ngươi ở cùng ai nói lời nói? A, Trương Huyền khinh miệt cười, ta không biết ngươi là ai, cũng không có hứng thú biết, ta chỉ muốn biết, này Vương Tùng Phượng cho ngươi cho phép nhiều ít chỗ tốt, làm ngươi như vậy giúp nàng. Vương Tùng Phượng sắc mặt lại lần nữa mãnh biến, họ Trương, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Không biết, Trương Huyền lông mày một trọn, tia chớp ra tay. Trực tiếp tạp trụ Vương Tùng Phượng yết hầu, nếu không biết nói, liền đem ngươi trong tay này ly rượu, cho ta uống lên. Vương Tùng Phượng bị Trương Huyền tạp trụ cổ, vô pháp tránh thoát, nàng mắt lé nhìn hạ chính mình trong tay chén rượu, tâm hung ác, dùng sức đem ly rượu chiều trên mặt đất ném tới, liền tính là này cổ vô pháp hạ, cũng tuyệt không chính mình uống xong đi. Vương Tùng Phượng ý tưởng này vừa ra, vừa mới giơ tay, liền phát hiện trong tay không còn, nguyên bản lấy ở nàng trong tay chén rượu. Lại về tới Trương Huyền trong tay. Trương Huyền buông ra Vương Tùng Phượng, cầm kia trang có cổ trùng chén rượu, đi đến vừa mới thế Vương Tùng Phượng nói chuyện tên kia lão giả trước người, nàng không uống nói, bằng không ngươi uống. Lão giả nhìn mắt Trương Huyền trong tay chén rượu, trong mắt không ngọn nguồn xuất hiện một tia sợ hãi, hắn chính là biết này chén rượu có gì đó. Ta không uống, lão giả vẫy vẫy tay. Trương Huyền cười lạnh một tiếng, lão Đông Tây, các ngươi cũng không dám uống đồ vật. Khiến cho lão bà của ta uống. Lâm Kiến Vũ nhíu nhíu mày, tiểu Trương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, này ly rượu, có cái gì không thích hợp địa phương sao? Đương nhiên là có, Trương Huyền gật gật đầu, hắn đem chén rượu dơ lên, đem ly khẩu nghiêng, ly chung rượu, chậm rãi chảy ra cái ly, sái lạc trên mặt đất. Theo ly chung rượu vang đỏ chậm rãi đảo ra, một cái màu đỏ giòi bọ, xuất hiện ở cái ly giữa, kia giòi bọ mấp máy bộ dáng. Làm mọi người nhìn đến một trận ghê tởm. Vương Tùng Phượng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nàng căn bản tưởng không rõ, Trương Huyền là như thế nào biết chuyện này. Bao gồm tên kia lão giả, sắc mặt cũng là nói không nên lời khó coi. Trương Huyền đem kia chỉ dòi bọ, từ cái ly nắm ra tới, lớn tiếng nói, các ngươi cho rằng, này họ Vương, thật cảm thấy chính mình sai rồi. Này dòi bọ ăn đến trong bụng sẽ phát sinh cái gì, ta tưởng ai đều không muốn nếm thử đi. Lâm Kiến Vũ ở lúc ban đầu ngây người qua đi, đột nhiên một cái tát chụp đến trên bàn, đứng dậy, nổi giận mắng, họ Vương, người hắn sao muốn làm gì? Lâm lão gia tử sắc mặt, cũng là hoàn toàn tối sầm đi xuống, hắn không nghĩ tới,
Vương Tùng Phượng thế nhưng Nhiễm cùng chính mình chơi như vậy xiếc, phải cho chính mình cháu gái hạ độc, nàng chiêu thức ấy, chính là có thể làm Lâm gia tuyệt hậu a. Còn lại những cái đó bị Vương Tùng Phượng mời đến trưởng bối, cũng đều ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nói không ra lời. Vương Tùng Phượng sắc mặt có chút tái nhợt, họ Trương, ta không rõ ngươi đang làm chút cái gì, ta trước nay chưa thấy qua cái này sâu. Đúng không, Trương Huyền nhếch miệng cười, hắn đi đến Vương Tùng Phượng trên chỗ ngồi, một phen lấy quá Vương Tùng Phượng túi sách, đem khóa kéo kéo ra, đem bên trong đồ vật toàn bộ đảo ra tới. Một trương lớn bằng bàn tay trống con từ Vương Tùng Phượng trong bao đảo ra, Trương Huyền cầm lấy trống con, ở mặt trên nhẹ nhàng một phách, kia màu đỏ dòi bọ, làm cho mọi người mặt, phân bố ra một đống màu đen chất lỏng. Vương Tùng Phượng, người này trống con, người cũng không biết sao lại thế này. Trương Huyền hài hước nhìn Vương Tùng Phượng. Hiện tại, ai đều có thể nhìn ra tới, này dòi bọ, tuyệt đối cùng Vương Tùng Phượng có quan hệ. Ta, Vương Tùng Phượng phe phẩy đầu. Nhìn mắt ghế lô cửa phương hướng, hít sâu một hơi, quay đầu liền chiều ghế lô cửa chạy tới. Nàng động tác, Trương Huyền ở trước tiên liền hiểu rõ, căn bản không có lưu thủ, một chân đem Vương Tùng Phượng đá phiên trên mặt đất, chặt đứt Vương Tùng Phượng muốn chạy trốn ý niệm. Trương Huyền nhéo kia chỉ dòi bọ, đi đến cùng Vương Tùng Phượng hợp tác tên kia lão giả trước mặt, nói, Vương Tùng Phượng cho ngươi cho phép cái gì chỗ tốt. Bằng không, ta liền phải hiện trường nghiệm chứng một chút cái này cổ trùng hiệu quả. Tên kia lão giả sợ tới mức sắc mặt bá bạch, hắn run run rẩy rẩy mở miệng, ta nói, Vương Tùng Phượng nói cho ta, chỉ cần đem cái này hạ đến người khác trong miệng, nàng là có thể khống chế người khác, nàng nói. Nàng nói Lâm gia tới rồi thanh hạm này đồng lứa, một mạch đơn truyền, chỉ cần đem nàng khống chế, Lâm gia cũng dễ như trở bàn tay, đến lúc đó có thể phân ta Lâm gia 1/3 cổ phần. 1/3, Trương Huyền nhướng mày, nhìn về phía Vương Tùng Phượng, họ Vương. Ngươi rất hào phóng a, bất quá ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, dùng cái này khống chế người, nếu nói như vậy. Trương Huyền bước đi đến Vương Tùng Phượng trước mặt, dùng sức niết khai Vương Tùng Phượng miệng, đem kia chỉ dòi bọ, phóng tới Vương Tùng Phượng trong miệng, dòi bọ vừa vào khẩu, liền điên cuồng chiều Vương Tùng Phượng dạ dày toàn đi, Vương Tùng Phượng trong mắt, xuất hiện như cho tàn giống nhau thần sắc. Chương 323 thông báo tuyển dụng sẽ. Trương Huyền lắc lắc tay, đi đến một bên. Cầm lấy kia trương chống con, vỗ nhẹ nhẹ một chút. Liền ở Trương Huyền chụp vang chống con sau đệ nhị giây, Vương Tùng Phượng phát ra thống khổ kêu to, mặt bộ vặn vẹo, đôi tay che lại bụng, đau đầy đất lăn lộn. Gì, còn rất có ý tứ. Trương Huyền trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, lại lần nữa chụp xuống tay cổ. A, Vương Tùng Phượng lại lần nữa phát ra thống khổ tiếng hô, thanh âm đều trở nên nghẹn ngào, có thể nhìn đến, cái trán của nàng đã che kín dày đặc mồ hôi. Cánh tay thượng gân xanh bạo khởi, thống khổ vạn phần. Ghế lô nội người, nhìn đến Vương Tùng Phượng dáng vẻ này, trên mặt đều xuất hiện chút sợ hãi. Lâm lão gia tử cùng Lâm Kiến Vũ ở có chút nghĩ mà sợ đồng thời, càng nhiều còn lại là phẫn nộ, liền loại này có thể làm người thống khổ vạn phần đồ vật. Nếu bị hạ đến Lâm Thanh Hạm trên người, kia Lâm gia thật đúng là từ Vương Tùng Phượng nói tính. Cầu ngươi, không cần lại gõ. Vương Tùng Phượng đầu tóc bị mồ hôi ướt nhẹp. Một sợi tán loạn ở cái trán, nàng sắc mặt tái nhợt, hơi thở suy yếu, trong mắt tràn ngập khẩn cầu. Cái loại này từ trong dơ mà đến đau nhức, làm nàng hận không thể đem chính mình bụng đào lên, đem dạ dày đều thiết xuống dưới ném xuống. Trương Huyền khóe miệng mang cười, hỏi, Vương Tùng Phượng, ta nghe nói, ngươi tính toán đem ngươi trong tay Trịnh thị cổ phần tất cả đều tặng cho ta, đúng không? Ta, Vương Tùng Phượng há mồm, trong mắt xuất hiện một mạt do dự, nàng trong tay. Chính là có Trịnh thị 20% cổ phần, đó là 10 mấy trăm triệu a. Nói tặng người liền tặng người, ai có thể làm được. Trương Huyền lại là liền chụp tam xuống tay cổ, Vương Tùng Phượng lại lần nữa thống khổ kêu to lên. Chờ một phút sau, đầy đất lăn lộn Vương Tùng Phượng mới dừng lại động tác, nàng thở hổn hển, trên mặt không có một chút huyết sắc, cả người có vẻ phá lệ tiêu tụy. Đừng gõ, ta đồng ý, Vương Tùng Phượng vô lực mà bãi xuống tay. Ngày mai buổi chiều, ta muốn gặp đến người cổ phần không ràng buộc chuyển nhượng hợp đồng, này cổ, ta đã có thể trước thu hồi tới. Trương Huyền dơ lên trong tay tiểu cổ. Vương Tùng Phượng liên tục gật đầu, cái loại này thống khổ, phảng phất có người đem chính mình nội tạng toàn bộ ninh đến cùng nhau giống nhau, căn bản không cách nào hình dung. Ghế lô nội người, người nhìn xem ta nhìn xem ngươi, lại xem Vương Tùng Phượng trong ánh mắt, đều mang theo một loại bi ai, muốn hại người khác, cuối cùng.
lại đem chính mình cấp hại. Tên kia cùng Vương Tùng Phượng liên hợp lại muốn hại Lâm Thanh Hạm lão giả, lúc này một câu đều nói không nên lời. Vương Tùng Phượng từ trên mặt đất bò dậy, sợ hãi rụt rè đứng ở một bên, không dám hé răng. Trạm kia làm gì, còn chờ ta thỉnh ngươi đi không thành. Trương Huyền tò mò nhìn thoáng qua Vương Tùng Phượng. Vương Tùng Phượng nghe được lời này, liền tiếp đón cũng chưa đánh, trốn giống nhau chạy ra ghế lô. Này đốn bồi tội yến, cũng tan rã trong không vui, những cái đó bị Vương Tùng Phượng mời đến người, đều đầy mặt xin lỗi cáo từ, trong nháy mắt, ghế lô nội đi chỉ còn Lâm Thanh Hạm người một nhà. Tiểu Trương A, lần này ít nhiều ngươi, không nghĩ tới, này Trịnh gia con dâu, lại là như vậy ác độc, nếu không phải ngươi, Thanh Hạm lần này, đã có thể có nguy hiểm A. Lâm lão gia tử thở dài một tiếng. Lâm Kiến Vũ cũng mở miệng, Tiểu Trương, ba vì lời nói mới rồi cho ngươi xin lỗi. Ba, đều là người một nhà, người như vậy đã có thể có chút quá khách khí, Thanh Hạm là lão bà của ta, ta khẳng định sẽ không để cho người khác xúc phạm tới nàng. Trương Huyền kéo Lâm Thanh Hạm tay nhỏ, trong mắt toàn là tình yêu. Lâm Thanh Hạm bị Trương Huyền nói có chút mặt đỏ, tay nhỏ muốn từ Trương Huyền trong lòng bàn tay tránh thoát, lại bị Trương Huyền gắt gao bắt lấy. Lâm lão gia tử cười lớn một tiếng, ha ha, các ngươi người trẻ tuổi sự, chúng ta này đó lão đông tây cũng không hiểu, ta hiện tại chính là tưởng chạy nhanh ôm đến chắt trai A, những cái đó lão gia hỏa bốn thế cùng đường, nhưng cho ta hâm mộ không được, Thanh Hạm, ngươi nhưng phải chủ động một chút, ra ra ta chờ không nổi nhiều ít năm lạc. Lâm Thanh Hạm kia một trương mặt đẹp, hồng lợi hại hơn, nàng theo bản năng chiều Trương Huyền nhìn lại, phát hiện Trương Huyền chính chiều chính mình không ngừng mà nháy đôi mắt. Lưu manh, Lâm Thanh Hạm giận một tiếng, hướng Trương Huyền trợn trắng mắt, không đi xem hắn. Tân Khải khách sạn ngoại. Vương Tùng Phượng ở ra khách sạn trước tiên, liền gọi điện thoại liên hệ đêm đó lão nhân. Hàn tiên sinh, nếu ăn xong cổ trùng, như thế nào lấy ra? Lấy không ra, loại này cổ trùng, sẽ trên cơ thể người nội ẩn núp 2 đến 3 tháng không ngừng, đã đến giờ sau, nó sẽ bị dịch dạ dày ăn mòn, muốn lấy ra, không có khả năng, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Hàn tiên sinh ở trong điện thoại tin tưởng tràn đầy nói. Vương Tùng Phượng nghe được lời này, trong lòng tức khắc trầm xuống. Quải rất Hàn tiên sinh điện thoại sau, lại liên hệ bệnh viện, muốn trước tiên làm phẫu thuật, thật muốn đem hơn 1 tỷ cấp Trương Huyền, Vương Tùng Phượng sao có thể không đau lòng, cần phải làm nàng thời thời khắc khắc thừa nhận cái loại này thống khổ, nàng đồng dạng không thể chịu đựng được. Bên kia, tên kia liên hợp Vương Tùng Phượng cùng nhau hại Lâm Thanh Hạm lão giả, mới ra khách sạn, đã bị một chiếc vô bài đừng khắc xe thương vụ tiếp đi, lão giả hoảng sợ nhìn trên xe những cái đó mang theo mặt quỷ mặt nạ người. Các ngươi là người nào? Người chết không cần biết quá nhiều. Đừng khắc xe thương vụ một đường hướng ngoại ô chạy tới. Tân Khải khách sạn, Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm xuất hiện ở khách sạn Đại Môn. Đúng rồi, người hai ngày này có chuyện gì không? Lâm Thanh Hạm nhìn Trương Huyền, hỏi một tiếng. Không gì sự a, làm sao vậy? Trương Huyền tò mò hỏi một tiếng. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, vậy hành. Hai ngày này Ninh tỉnh nhân lực tài nguyên sẽ làm một cái đại hình thông báo tuyển dụng sẽ, hướng Ninh tỉnh dân dụng xí nghiệp chuyển vận không ít người mới. Ngươi không phải lần trước ở nhân tài trung tâm đánh giá điểm rất cao sao, lần này ngươi giúp ta đi chiêu những người này đến đây đi. Nhân sự bộ đưa tới những người đó, rất nhiều chỉ có bằng cấp, không có bản lĩnh, ngươi giúp ta chấn cửa ải. Không thành vấn đề, Trương Huyền so cái ok thủ thế. Có Trương Huyền tham dự lần này thông báo tuyển dụng sẽ. Lâm Thanh Hạm cũng liền an tâm rồi, liền Trương Huyền kia các hạng đánh giá thấp nhất mấy ngàn vạn đánh giá kết quả, cho người ta sự bộ chấn cửa ải tự nhiên là không gì vấn đề. Thông báo tuyển dụng sẽ từ ngày hôm qua liền bắt đầu cử hành, Trương Huyền đáp ứng lúc sau, cũng không nhiều lãng phí thời gian, hỏi hạ thông báo tuyển dụng sẽ địa điểm sau, liền chiều kia chạy đến. Lâm Thanh Hạm gọi điện thoại cấp Lý Na, làm Lý Na thông chi nhân sự bộ người, tất cả mọi người tận lực phối hợp Trương Huyền công tác. Ngân Châu trung tâm triển lãm, ngày thường Ngân Châu một ít đại hình triển lãm, như xe triển, phòng triển lãm tranh chờ, đều sẽ tại đây tổ chức, lần này toàn bộ Ninh tỉnh đại hình thông báo tuyển dụng sẽ, cũng đều lại ở chỗ này. Ngân Châu mấy năm nay phát triển mạnh, đối lần này thông báo tuyển dụng sẽ, cũng là phế đi rất lớn sức lực. Toàn bộ trung tâm triển lãm, chia làm mấy cái quán, chỉ là xí nghiệp liền có hơn 200 gia, bao dung các lĩnh vực, trong đó nhất chịu người chú ý. Tổng cộng có 2 cái xí nghiệp, một cái là Ngân Châu Long Đầu xí nghiệp, Lâm Thị. Một cái khác là gần đoạn thời gian ở Ngân Châu hứng khởi đại hình xí nghiệp, Triệu Thị. Triệu Thị tập đoàn một lộ diện,
liền hô lên thị giá trị chục tỷ danh hào, một chút siêu việt Chu thị, trở thành Lâm thị lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Chương 324 ta nói tính. Ở gần nửa tháng thời gian, lực lượng mới xuất hiện Triệu thị tập đoàn, cùng Lâm thị tập đoàn chi gian, đã xảy ra không ít tranh đấu gay gắt. Triệu thị tập đoàn xuất hiện, là làm rất nhiều người bất ngờ, cái này tập đoàn đăng ký tài chính, đều đạt tới 80 trăm triệu, sau lưng có thần bí tập đoàn tài chính chống đỡ, thành lập ngày đầu tiên thời gian, từ nơi khác điều tới thượng trăm tinh anh, duy trì công ty vận chuyển, càng là bắt lấy không ít đơn tử. Nguyên bản Lâm thị, ở Ngân Châu thị trường chiếm so ngạch đạt tới 48% tả hữu, Triệu thị tập đoàn xuất hiện, làm Lâm thị cái này chiếm so ngạch, từng cái hàng 13%, chỉ có 35% còn niết ở trong tay. Mà Triệu thị tập đoàn hiện tại Ngân Châu thị trường chiếm so ngạch, đạt tới 25%, gần so Lâm thị thấp 10%. Phải biết rằng, đây là Triệu thị tập đoàn mới xuất hiện nửa tháng kết quả. Ngày thường thương nghiệp đàm phán thượng, Lâm thị cùng Triệu thị sẽ tranh. Đấu thầu cạnh tranh thượng, Triệu thị cũng là Lâm thị nhất hữu lực đối thủ. Lần này thông báo tuyển dụng sẽ, Lâm thị cùng Triệu thị, cũng ở tranh đoạt nhân tài. Lâm thị cùng Triệu thị phân ở một cái triển thính giữa, mỗi cái triển thính, đều có hơn 10 triển lãm cá nhân đài, một ít tiểu xí nghiệp, sẽ top 5 top 3 tụ tập ở một cái tiểu triển trên đài, rốt cuộc lần này triển đài, chỉ là phí dụng liền cao tới 80 vạn, một cái xí nghiệp khẳng định chi trả không dậy nổi, sở hữu đông đảo xí nghiệp sẽ liên hợp lại, cùng nhau chi trả, nếu có thể tìm được hữu dụng nhân tài, này tiền tiêu liền giá trị. Tìm không thấy, coi như làm cái thâm hụt tiền mua bán. Mà Lâm thị cùng Triệu thị, còn lại là một nhà có được một cái triển đài, nhà mình xí nghiệp tên từ thiếp vàng chữ to treo ở nơi đó, triển trên đài phóng đầy xí nghiệp văn hóa, cùng với đối nhân tài yêu cầu. Ở triển trên đài, Lâm thị nhân sự bộ, giờ phút này cấp chính là sứt đầu mẻ trán. Thế nào, lần này nhất có tiềm lực kia mấy cái, đều ký xuống sao? Còn không có, Triệu thị đưa ra đãi ngộ. So với chúng ta muốn cao thượng ít nhất một cấp bậc, đây là cố ý nhằm vào chúng ta đâu. Bọn họ đây là tưởng cùng chúng ta không qua được. Đang ở một đám sự nghiệp bộ người kịch liệt thảo luận thời điểm, nhân sự bộ Trần Giám Đốc đã đi tới. Hảo, các ngươi lưu đến trước chậm rãi, mới vừa nhận được tin tức, từ Lâm Tổng Trưởng Phu muốn tới, từ Trương Tiên Sinh phụ trách lần này thông báo tuyển dụng, chúng ta mọi người, đều hiệp trợ hắn là được. Trần Giám Đốc đối mọi người mở miệng. Trần Giám Đốc nói. Làm nhân sự bộ mọi người lắp bắp kinh hãi. Cái gì, Lâm Tổng Lão Công muốn tới? Hắn tới làm cái gì? Hắn hiểu thông báo tuyển dụng sao? Làm ơn Trần Giám Đốc, chúng ta này đã đủ loạn, phiền toái không cần lại làm người tới thêm phiền được chưa? Một trận câu oán hận nổi lên bốn phía, đại gia ai không biết, này đó bằng vào cặp váy quan hệ tiến vào công ty người, có mấy cái là có thật bản lĩnh. Phía trước cái kia Vương Vĩ, ngồi ở công ty như vậy quan trọng vị trí thượng. Mỗi ngày trừ bỏ ăn nhậu chơi bời ở ngoài, chính là cho người khác thêm phiền. Tuy rằng Trương Huyền người này, bọn họ phía trước cũng chưa tiếp xúc quá, nhưng chính là quang tưởng, cũng có thể nghĩ đến một ít. Nhân sự bộ Trần Giám Đốc làm sao lại không biết đại gia trong lòng ý tưởng, cái này Trương Huyền, hắn phía trước còn tiếp xúc quá, đi làm ngày đầu tiên chính mình yêu cầu cái bảo an chức vị, kết quả đem Lâm Tổng cô cấp điện hôn mê, từ điểm đó là có thể nhìn ra tới, này tuyệt đối là một cái kiêu ngạo ương ngạnh. Hành sự không kiêng nể gì người, hắn tới nơi này, nếu chỉ là gì đều mặc kệ còn không có sự, nhưng cố tình làm mọi người đều nghe hắn. Việc này là Lâm Tổng an bài xuống dưới, Trần Giám Đốc lại có ý kiến, cũng không dám nói ra hắn hiện tại chỉ hy vọng, Trương Huyền là cái minh lý lẽ người. Bất quá này Trương Huyền, thượng một lần đại lâu cháy, hắn không muốn sống cứu Lâm Tổng, hẳn là không phải gì quá mức người đi. Ha ha! Lão bà của ta nếu là cái thị giá trị chục tỷ công ty lão tổng, ta cũng không muốn sống cứu, hôm nay tới này, hắn nếu có thể giúp đỡ, tính ta. Chính là muốn ta cũng liều mạng, ngươi nhìn xem chúng ta này mỗi ngày, không đều là liều mạng kiếm tiền sao, chơi một lần có thể kiếm chục tỷ, ai đều chơi. Nhân sự bộ công nhân, đều lộ ra một bộ tức giận biểu tình. Được rồi, đều bớt tranh cãi đi, từ từ người liền tới rồi, nói không chừng đãi không được một lát liền đi rồi. Trần Giám Đốc an ủi nói, chờ hắn đi rồi, vậy chậm, hiện tại dư lại nhân tài liền như vậy mấy cái, đến lúc đó chiêu không thượng nhân, lại không khấu hắn tiền lương, chúng ta còn có một nhà già trẻ đều phải nuôi sống đâu. Chính là, các ngươi ngốc hiện tại toàn bộ phân tán, chờ hắn tới, liền nói mọi người đều vội đi, hắn tổng không có khả năng đem các ngươi kêu trở về đi.
mau đi, đều tràn ra đi thôi. Trần giám đốc phất phất tay. Những cái đó công nhân nhóm vừa nghe, cũng chưa do dự. Đi đi đi, trước lưu. Đi thôi. Một đám người, hai hai kết đối rời đi triển đài, thực mau, thuộc về Lâm Thị thông báo tuyển dụng vị thượng, trừ bỏ mấy cái làm việc đúng giờ người bên ngoài, một người cũng chưa. Buổi chiều 2 giờ rưỡi, Trương Huyền chậm gì gì hoảng tới rồi trung tâm triển lãm. Trung tâm triển lãm trong ngoài, có thể nói là biển người tấp nập, hiện tại người đều vào nghề áp lực đại, 5 người giữa, liền có một cái không có công tác, dư lại kia 4 cái giữa, có không tồi đãi ngộ cũng liền một cái, dư lại 3 cái, đều lắc lư không chừng. Lần này thông báo tuyển dụng, không riêng gì không công tác người tới chạm vào cơ hội, một ít có công tác người, cũng chuyên môn xin nghỉ, nhìn xem có thể hay không tìm được một phần có càng cao đãi ngộ công tác. Trương Huyền đi vào trung tâm triển lãm, ở lược xúc trên bản vẽ nhìn thoáng qua, liền tìm đến Lâm Thị triển đài. Chờ hắn đi vào Lâm Thị triển đài thời điểm, triển trên đài mặt đã chen đầy người tìm việc làm, đều truyền lên chính mình lý lịch sơ lược, ai lý lịch sơ lược nếu có thể thông qua, là có thể tham gia bước tiếp theo phỏng vấn. Đối đại bộ phận người tìm việc làm tới nói, đều là Lâm Thị ở lựa chọn bọn họ, chỉ có rất ít một bộ phận tinh anh, mới là từ bọn họ tới lựa chọn Lâm Thị. Hiện tại Lâm Thị, vừa lúc thiếu chính là loại này tinh anh. Trần Giám Đốc đã sớm đứng ở triển trước đài chờ đợi, đương nhìn đến Trương Huyền thời điểm, Trần Giám Đốc trước tiên đón đi lên. Trương tiên sinh, ngài đã tới. Trần Giám Đốc nhìn Trương Huyền, hắn cùng Trương Huyền phía trước liền gặp qua, nhìn Trương Huyền này một thân giá rẻ hưu nhàn phục, hắn như thế nào đều có điểm vô pháp tiếp thu, đây là Lâm Tổng Lão Công, một cái giá trị con người chục tỷ Lão Tổng Trượng Phu. Trương Huyền gật gật đầu, nhìn mắt trên đài, nhíu mày hỏi, này tế người có điểm quá nhiều đi, nếu ta nhớ không lầm nói, lần này các ngươi nhân sự bộ tới 23 cá nhân, làm việc hiệu suất không kém như vậy đi. Trần Giám Đốc xấu hổ cười, ngày thường là sẽ không tế nhiều người như vậy, nhưng vừa mới biết Trương Huyền muốn tới, người đều bị tràn ra đi, tự nhiên làm việc hiệu suất liền giảm xuống. Là cái dạng này Trương tiên sinh, lần này đâu, chúng ta có mấy cái chất lượng tốt mục tiêu, bất quá đến bây giờ còn không có bắt lấy. Cho nên mọi người đều đi ra ngoài. Trần Giám Đốc giải thích nói. Đi ra ngoài, đều làm trở về đi, chính mình trước cửa sự đều xử lý không tốt, chạy loạn cái gì. Trương Huyền trách cứ một tiếng. Trần Giám Đốc có chút khó xử, nhưng những cái đó chất lượng tốt nhân tài. Trương Huyền nhìn mắt Trần Giám Đốc, nhàn nhạt nói, nơi này ta nói tính. Chương 325 người này không cần. Buổi chiều 2:45. Những người đó sự bộ nguyên bản tràn ra đi công nhân, tất cả đều về tới triển đài, chẳng qua mỗi người trên mặt đều mang theo một loại tức giận, bọn họ là thật sự không nghĩ trở về, nhưng Trần Giám Đốc nói cho bọn họ, vị kia nói, nếu ai 15 phút nội không đúng chỗ, liền tự hành trình từ chức tin đi. Lâm Thị công nhân, tất cả đều là bị cưỡng bách trở về, mỗi người trong lòng đều tràn ngập oán khí. Trương Huyền ngồi ở triển đài phía sau nghỉ ngơi trong sảnh, thông qua thật lớn cửa kính. Có thể nhìn đến triển trên đài phát sinh hết thảy, hắn phao một ly trà, nhàn nhã tự tại uống. Người bên cạnh sự bộ công nhân nhìn đến hắn dáng vẻ này, đều thất vọng lắc lắc đầu, này quả nhiên là một cái lại đây hỗn nhật tử. Thực mau, Lâm Thị triển trên đài tới cầu chức người, chậm rãi tan đi, đại gia tóm tắt đều bị thu nạp, chờ bước tiếp theo thông chi. Trương Huyền ánh mắt, ở một người chân dài eo nhỏ cô nương trên người đánh giá, cô nương này đứng ở trong đám người, phá lệ thấy được. Đơn giản là nàng xinh đẹp bề ngoài, cùng với một loại người khác khó có thể bằng được khí chất. Đem nàng gọi tới, Trương Huyền duỗi tay chỉ một chút tên này cô nương, hướng Trần Giám Đốc phân phó nói. Cô nương này, Lâm Thị nhân sự bộ công nhân cũng đều chú ý tới, bề ngoài thật là thượng giai, nhưng bằng cấp quá thấp, chỉ là đại học chuyên khoa tốt nghiệp, không có công tác kinh nghiệm, nhưng thật ra tự chủ gây dựng sự nghiệp mấy năm, cuối cùng còn bồi. Vừa nghe Trương Huyền muốn gọi người ta cô nương lại đây. Mọi người đều lộ ra một bộ khinh thường ánh mắt, đây cũng là cùng Vương Vĩ giống nhau mặt hàng, cái gì bản lĩnh đều không có, tai họa cô nương đảo có một tay, thật không biết Lâm Tổng thấy thế nào thượng như vậy nam nhân. Thực mau, Trần Giám Đốc liền đem tên kia xinh đẹp cô nương chuyên môn kêu lại đây. Những cái đó cùng cô nương cùng nhau cầu chức người, cũng đều lộ ra một bộ đã sớm dự đoán được bộ dáng, hiện tại cái này tiềm quy tắc đều phóng tới bên ngoài thượng xã hội, xinh đẹp nữ nhân luôn là nổi tiếng. Đồng thời, tên này cô nương lý lịch sơ lược, cũng bị đặt ở Trương Huyền trước mặt. Ở một chương đơn giản trên bàn, Trương Huyền ngồi ở cái bàn trước, uống trà, nhìn cô nương lý lịch sơ lược,
cô nương này liền đứng ở Trương Huyền trước mặt, thân xuyên một cái màu đỏ váy dài. Nhuế Tư, cái này họ nhưng thật ra rất hiếm thấy, 26 tuổi, chuyên khoa tốt nghiệp, tự chủ gây dựng sự nghiệp 8 năm, giới thiệu một chút chính ngươi đi. Trương Huyền đem lý lịch sơ lược hướng trên bàn một phóng, đánh giá Nhuế Tư. Nhuế Tư hơi hơi mỉm cười, giám khảo ngài hảo, ta kêu Nhuế Tư, ta đối. Đình, Trương Huyền làm cái cấm thủ thế, quên cho ngươi nói, ta muốn tự giới thiệu, không phải cái loại này chẳng qua đồ vật, cũng không muốn nghe ngươi lời hay, ngươi chỉ cần nói cho ta tam điểm, đệ nhất, ngươi ưu thế, đệ nhị, ngươi hoàn cảnh xấu, đệ tam, ngươi đối Lâm thị cái nhìn. Nhuế Tư hơi hơi sửng sốt, sau đó trầm ngâm một chút, xin lỗi, như vậy tự giới thiệu, ta làm không được. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, tựa hồ đã dự đoán được Nhuế Tư sẽ như vậy trả lời, hắn hỏi, vì cái gì? Ta chỉ có thể ở điểm thứ nhất nói ta đối Lâm thị cái nhìn, điểm thứ hai nói ta hoàn cảnh xấu, mà ta ưu thế, muốn phóng tới cuối cùng. Nhuế Tư cấp ra như vậy trả lời. Cái này trả lời phương thức, ở người khác xem ra, có loại chết cân não cảm giác, đơn giản chính là tam điểm, nào điểm phóng phía trước nói đều giống nhau. Nhưng ở Trương Huyền trong mắt, hoàn toàn không giống nhau. Thực hảo, người trúng tuyển. Trương Huyền lấy ra di động, nhìn hạ thời gian, 5 giờ rưỡi thời điểm, người đến này tới, ta lại cùng ngươi nói tiền lương vấn đề. Trương Huyền nói, làm Nhuế Tư trước mắt sáng ngời, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện Nhuế Tư trong mắt, thế nhưng có chứa một loại tán dương ánh mắt. Đúng vậy, nàng một cái đại học chuyên khoa bằng cấp người tìm việc làm, lấy một loại tán dương ánh mắt, xem kỹ Lâm thị giám khảo, đây là một kiện phi thường không tầm thường sự. Nhuế Tư hướng Trương Huyền duỗi tay. Ngươi thực đặc biệt, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Nhuế Tư này hợp tác vui sướng 4 chữ giữa, biểu đạt ra càng thêm bất đồng ý tứ. Ta cũng như vậy hy vọng, Trương Huyền mỉm cười, nhẹ nhàng nắm hạ Nhuế Tư nhu đề. Bên cạnh người nhìn, Trương Huyền dễ dàng như vậy liền nói cho đối phương trúng tuyển, này nơi nào là chiêu công nhân. Rõ ràng là cho chính mình chiêu tiểu tam mới đúng. Ta liền biết, loại người này tới, chỉ biết cho chúng ta thêm phiền. Chờ quay đầu lại hắn chơi xong rồi, nói đi là đi, lưu lại cục diện rối rắm cho chúng ta thu thập. Chính là, ai làm nhân gia quyền lực đại đâu? Nhân sự bộ công nhân nhóm phát ra một trận khe khẽ nói nhỏ. Thấy Nhuế Tư dễ dàng như vậy liền nhận lời mời thượng, một người đồng dạng lớn lên xinh đẹp nữ nhân, mau toại tự đề cử mình lại đây, hướng Trương Huyền vứt cái mặt mày, giám khảo ngươi hảo, ta kêu Lâm Đạt, khoa chính quy tốt nghiệp, cũng muốn tìm công tác đâu. Lâm Đạt nói chuyện thời điểm, cố ý tướng lãnh khẩu nhiều khai một chút, thật sự là mị hoặc dẫn người thăm dò. Trương Huyền nhìn thoáng qua cái này Lâm Đạt, tìm công tác ấn lưu trình đi. Lâm Đạt vừa nghe lời này, lại thấy Trương Huyền này có chút lãnh đạm thái độ, mắt trợn trắng, quay người liền đi, đồng thời phát ra âm thanh, trang cái gì sói đuôi to a. Lâm Đạt lý lịch sơ lược vừa mới bị Lâm thị cự rớt. Lâm Đạt nói, được đến nhân sự bộ những cái đó công nhân nhất trí nhận đồng. Bọn họ cũng cho rằng, Trương Huyền ở giả ngu, vừa mới như vậy dễ dàng khiến cho một vị mỹ nữ nhận lời mời thượng, hiện tại lại trang khởi chính nhân quân tử tới. Một lát sau, một người thân xuyên tây trang, lưu trữ tắc đầu thanh niên, tay để một cái công văn bao, đi vào Lâm thị triển trên đài. Này thanh niên vừa xuất hiện, lập tức khiến cho không ít người sự bộ công nhân chú ý, bọn họ còn nhớ rõ, người này, chính là kia số ít chất lượng tốt nhân tài chung một cái. Có mấy người lập tức chạy đến triển trên đài, đi đem tên này thanh niên nghênh đến phòng nghỉ tới. Thanh niên tiến phòng nghỉ, liền lớn tiếng nói, ta cũng không cùng các ngươi vòng cong, bên cạnh Triệu thị, cho ta khai chính là lương 1 năm 30 vạn, ta ý đồ tiền lương, là lương 1 năm 35 vạn, hiện tại ai có thể cho ta chạy đến ta lý tưởng con số, ta liền lựa chọn nhà ai công ty. Này thanh niên lời nói rơi xuống, Lâm thị công nhân nhóm liền ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng đem ánh mắt phóng tới Trần Giám Đốc trên người, làm Trần Giám Đốc định đoạt. 35 vạn, Trần Giám Đốc suy nghĩ một chút, lại lấy ra giấy bút, viết viết vẽ vẽ nửa ngày, cuối cùng nha một cắn, 35 vạn liền 35 vạn. Có thể, nếu không thành vấn đề, hiện tại là có thể ký hợp đồng. Thanh niên này, là Lâm thị nhân sự bộ lần này trọng điểm mục tiêu, phi thường muốn ký xuống tới. Thanh niên trên mặt xuất hiện một tia ngạo nghễ, vậy ký hợp đồng đi. Nhìn thanh niên trên mặt ngạo nghễ, Lâm thị đám công nhân này, cũng không biểu hiện ra cái gì bất mãn, thanh niên này muốn thật nhập chức, khả năng một chút liền sẽ trở thành chính mình cấp trên cũng nói không chừng. Trương Huyền ngồi ở bên cạnh, nhíu nhíu mày, ra tiếng nói,
Trần giám đốc, này người nào mới a, trực tiếp muốn 35 vạn lương một năm. Trương Thiên Sinh, đây là Phan Quảng, 23 tuổi, đã bắt được kinh đại song thạc sĩ học vị, trong thời gian ở trường, lấy qua 4 lần học bổng, đồng thời hắn chuyên nghiệp cũng cùng chúng ta hiện tại hai cái quan trọng nhất hạng mục đối khẩu. Trần giám đốc vừa nói, một bên đem một phần lý lịch sơ lược cấp đến Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền chỉ là nhìn lướt qua, liền mở miệng, người này không cần. Chương 326 chọc nhiều người tức giận Trương Huyền. Không cần. Trương Huyền nói, làm nhân sự bộ công nhân nhóm chừng lớn đôi mắt, người tài giỏi như thế, thế nhưng không cần. Trương Tiên Sinh, này không thể không cần a. Trần giám đốc ở Trương Huyền bên tai nhỏ giọng nói, đây chính là khó được nhân tài. Trương Huyền uống ngụm trà, lắc lắc đầu nói, ta nói không cần liền không cần, cái kia Phan Quảng đúng không, ngươi có thể đi rồi. Trương Huyền đem Phan Quảng lý lịch sơ lược hướng trên bàn một ném, theo sau xem đều không hề xem Phan Quảng liếc mắt một cái. Phan Quảng trên mặt xuất hiện một mặt phẫn nộ, hảo. Nơi này không lưu ra, đều có lưu ra chỗ. Phan Quảng đại bước lên trước, bắt lấy chính mình lý lịch sơ lược, quăng ngã môn rời đi. Nhân sự bộ công nhân, bao gồm Trần Giám Đốc, ngơ ngác nhìn Phan Quảng rời đi, còn có chút hồi bất quá kính tới. Thật đi rồi. Một cái như vậy chất lượng tốt nhân tài a. Bọn họ hiện tại, trong lòng là có khổ nói không nên lời, này Trương Huyền tới, nơi nào là quang cho người ta thêm phiền toái đơn giản như vậy, hoàn toàn chính là quấy rối tới a. Trần giám đốc trên mặt toàn là chua xót, này nếu là cá biệt lãnh đạo, hắn còn dám nói điểm cái gì, nhưng cố tình đây là Lâm tổng lão công a. Trần giám đốc trợn mắt nhìn Phan Quảng đi đến cách vách Triệu thị triển đài, bị Triệu thị người tiếp đãi đi vào. Trương Huyền liền tại đây triển đài mặt sau phòng nghỉ ngồi, Lâm thị mỗi nhận lời mời thượng một người, Trương Huyền đều phải nhìn xem người kia lý lịch sơ lược, có khi làm đối phương làm tự giới thiệu, một ít nguyên bản đều phải ký hợp đồng, sinh sôi bị Trương Huyền cấp xử đi, mà một ít liền lý lịch sơ lược cũng chưa quá người, Trương Huyền nhưng thật ra đem nhân gia cấp xính thượng. Hai cái giờ xuống dưới, Trương Huyền xính đại khái có 10 cái người, đuổi đi vốn dĩ muốn ký hợp đồng 7 người, hắn như vậy cách làm. Làm những người đó sự bộ công nhân đều không muốn phun tào, nguyên bản làm mọi người tin tưởng tràn đầy một lần thông báo tuyển dụng sẽ, bởi vì Trương Huyền tồn tại, hoàn toàn héo đi xuống. 5 giờ 25 phân. Thông báo tuyển dụng sẽ người so lúc trước thiếu rất nhiều. Thân xuyên màu đỏ váy dài nhuế tư đi vào Lâm thị triển đài, cùng Trương Huyền đàm phán về tiền lương vấn đề. Ở Ngân Châu, tiền lương chia làm mấy cái cấp bậc. 3.000 đến 5.000, 5.000 đến 8.000. 8.000 đến 1 vạn 1, lại chính là cuối năm chia hoa hồng, cái loại này lương một năm ở 25 vạn trở lên, đặt ở Ngân Châu chính là đứng đầu nhân tài, tỷ như Phan Quảng, kinh đại song thạc sĩ học vị, lương một năm 35 vạn, kia đi ra ngoài, tuyệt đối là Ngân Châu người trong mắt thành công nhân sĩ. Trương Huyền là như thế nào cùng Nhuế Tư nói tiền lương, Trần Giám Đốc bọn họ cũng không biết, nhưng đương đóng dấu hợp đồng thời điểm, Trần Giám Đốc đám người nhìn đến Trương Huyền khai ra tới tiền lương. Thậm chí hoài nghi chính mình nhiều đánh một cái linh. Lương một năm 100 vạn. Này đặt ở Ngân Châu, còn không có nhà ai xí nghiệp cấp công nhân cấp khai như vậy cao tiền lương đâu. Nếu Trần Giám Đốc nghe được người khác cái này chào giá, sẽ trước tiên làm đối phương đi nhà khác nhìn xem, 100 vạn a. Cái kia kinh đại song thạc sĩ học vị thiên tài, mới khai 35 vạn, cái này chuyên khoa tốt nghiệp, liền cấp 100 vạn. Quả nhiên là kẻ có tiền a, vì chơi nữ nhân. Còn rất hạ vốn gốc. Nữ nhân này 100 vạn lương một năm, về sau đến kiểu cái đuôi ở công ty đi đường. Ta tốt xấu khoa chính quy bằng cấp, ở Lâm thị làm mau 10 năm, hiện tại một tháng mới 8.000 đồng tiền, cái này chuyên khoa bằng cấp, trực tiếp liền lương một năm 100 vạn. Nhân sự bộ công nhân nhóm, đều lén phát biểu chính mình bất mãn. Chính nói chuyện đâu, liền thấy một đám người đi đến Lâm thị triển trên đài. Những người này, Lâm thị nhân sự bộ công nhân đều nhận thức. Là cách vách Triệu thị người. Triệu thị trưởng phòng nhân sự, chủ động dẫn người đi vào Lâm thị bên này, ở hắn bên người, còn có phía trước bị Trương Huyền cự tuyệt quá Phan Quảng. Triệu thị trưởng phòng nhân sự nhìn đến Trần Giám Đốc sau, đầy mặt cảm kích, lớn tiếng nói, ai nha nha, Trần Giám Đốc, thật là đa tạ các ngươi a, tốt như vậy nhân tài, các ngươi không cần, thật là tiện nghi chúng ta Triệu thị, 30 vạn lương một năm liền bắt lấy vị này xong thạc sĩ học vị nhân tài, đúng rồi. Có một số việc khả năng Phan Quảng đều đã quên, bất quá chúng ta vẫn là điều tra ra tới. Phan Quảng ở học kỳ một gian, từng bởi vì thành tích ưu dị, ở các đại học giáo khai quá tọa đàm, càng là ở ngay lúc đó sinh viên gây dựng sự nghiệp thượng.
dùng một năm thời gian, kiếm lời 21 vạn. Triệu thị trưởng phòng nhân sự nói, làm Lâm thị nhân sự bộ bên này người sắc mặt thật không đẹp, đối phương 30 vạn liền ký xuống phía chính mình chuẩn bị 35 vạn muốn thêm người, hơn nữa cái này Phan Quảng, thế nhưng so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn ưu tú, vào đại học trong lúc gây dựng sự nghiệp, một năm kiếm 21 vạn, hiện tại có bao nhiêu người có thể làm được như vậy? Tuyệt đối là có thương nghiệp đầu óc a. Trần giám đốc không nói gì, không để ý tới Triệu thị trưởng phòng nhân sự, nhưng Triệu thị trưởng phòng nhân sự cũng không tính toán liền như vậy kết thúc, đại gia mấy ngày nay tranh đấu gay gắt, trong lòng đều nghẹn một hơi đâu, hôm nay là thông báo tuyển dụng sẽ cuối cùng một ngày, mắt thấy liền phải kết thúc, đương nhiên muốn lại đây dương mi thổ khí một phen, hắn liếc mắt Trần giám đốc trên tay hợp đồng, oa, Trần giám đốc, lương một năm 100 vạn a. Đây là nào tìm người mới? Nhuế Tư, tên này ta có điểm quen tai, nga nga, ta nhớ ra rồi, là một cái chuyên khoa tốt nghiệp Bình Hoa a. Trần giám đốc sắc mặt hắc lợi hại hơn, chuyện này, nếu truyền ra đi, tuyệt đối sẽ làm Lâm thị nhân sự bộ biến thành trong nghề trò cười, một cái lấy nghiêm khắc cùng chuyên nghiệp xưng nhân tài thẩm tra bộ môn, lương một năm 500 vạn ký xuống một cái chuyên khoa tốt nghiệp người, đơn giản là đối phương lớn lên xinh đẹp. Ha ha, Trương Huyền cười khẽ thanh ở một bên vang lên, cái gọi là Bình Hoa, là chỉ bề ngoài đẹp, không có nội tại người, không biết vị này sở chỉ Bình Hoa, là nói ngươi người đâu, vẫn là nói ta người đâu. Trương Huyền nhìn về phía Triệu thị trưởng phòng nhân sự. Ta nói ai, ai trong lòng tự nhiên là có điểm số, không phải ta nói a, chuyên khoa tốt nghiệp người, lương tháng 3.000 ta đều cảm thấy cấp cao. Triệu thị trưởng phòng nhân sự đôi tay ôm ngực. Trương Huyền nhìn mắt Phan Quảng, kỳ thật ta cảm thấy, ngươi thiêm vị này cao tài sinh, lương một năm 10 vạn, ta cảm thấy đều là cao. Chê cười, Phan Quảng cười nhạo ra tiếng, ta bản nhân, ở gây dựng sự nghiệp thời điểm, một năm là có thể tránh hơn 20 vạn, 10 vạn khối thêm ta. Nằm mơ. Đúng không? Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, người một năm kiếm 20 vạn, sau đó đâu? Chứng minh người có bản lĩnh. Sinh viên gây dựng sự nghiệp, giả thuyết hình thức, tiền đến ngươi trong tay, mới chứng minh là ngươi kiếm, xin hỏi, ngươi tiền tới tay sao? Vô nghĩa, Phan Quảng khinh thường bĩu môi, giả thuyết hình thức kinh doanh, hắn tự nhiên không thu đến tiền. Trương Huyền nhìn về phía Trần giám đốc, mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy liền loại này hóa, liền hắn này tính cách, người 35 vạn thêm trở về, hắn có thể ở ta thuộc hạ sống quá mấy ngày. Một năm 1.000 vạn, đều không đủ cho hắn đào tiền thuốc men đi. Trần giám đốc nghe được lời này, cười mỉa một tiếng, Trương Huyền tính tình, hắn là lĩnh giáo qua, Lâm tổng cô, nói điện hôn liền điện hôn, tuyệt đối không phải cái gì thiện tra. Trương Huyền lại nhìn về phía Phan Quảng, nói, năng lực, là chính mình làm được, không phải biểu hiện ra ngoài, mà ở công ty, ngươi phải làm. Là phải vì công ty phụng hiến, mà không phải thể hiện chính ngươi giá trị, cái gọi là công ty phụng hiến, chia làm hai loại, đệ nhất loại, vì công ty sáng tạo ích lợi, đệ nhị loại, cho đại gia mang đến ích lợi. Chương 327 đây mới là nhân tài. Trương Huyền vươn hai ngón tay, công ty ích lợi, ta tạm thời không suy xét, trước nói cá nhân ích lợi, ngươi cho ta bãi một trương cao ngạo mặt, chính là ảnh hưởng tâm tình của ta, theo ý ta tới, hảo tâm tình cũng là một loại ích lợi thể hiện, cho nên người đã ảnh hưởng đến ta cá nhân ích lợi, bao gồm ở công ty, người cũng sẽ ảnh hưởng mặt khác đồng sự tâm tình, cho nên, ta sẽ trước tiên làm ngươi cút đi. Buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Lão tử có năng lực, nhà ai công ty đều sẽ cướp muốn ta. Phan Quảng ngạo khí nói. Phan Quảng ngạo khí, là nơi phát ra với hắn nội tâm, hắn từ đáy lòng cho rằng, chính mình là kinh đại tốt nghiệp cao tài sinh, song thạc sĩ học vị, đi vào Ngân Châu cái này tiểu thành thị. Mặc kệ đi đến cái nào công ty, đều sẽ có người tranh nhau cướp muốn chính mình cũng cao nhân nhất đẳng. Trương Huyền nhún vai, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, ngươi tưởng nói năng lực, ta liền phải hỏi một chút ngươi, ngươi có cái gì năng lực, muốn tới lương một năm 35 vạn. Bằng cấp đại biểu ngươi năng lực. Đương nhiên, Phan Quảng đầu dương lên. Trương Huyền vẫy vẫy tay, Nhuế Tư, ngươi tới nói hạ, ngươi tự chủ gây dựng sự nghiệp 8 năm, là làm cái gì đâu. Nhuế Tư trả lời nói, Internet tiêu thụ. Internet tiêu thụ, Triệu thị trưởng phòng nhân sự nghe được lời này, biểu tình đầu tiên là sửng sốt, chợt cười to vài tiếng, khinh thường nói, thực sự có ý tứ, hiện tại có phải hay không cá nhân, lý lịch sơ lược liền có cái Internet tiêu thụ, tự chủ gây dựng sự nghiệp trải qua, ai không biết, các người cái gọi là Internet tiêu thụ, bất quá chính là giao 1-2 ngàn đồng tiền đại lý phí, ở mạng xã hội thượng làm một ít đồ vật bán mà thôi. Nhuế Tư giải thích một tiếng,
ta bán chính là lĩnh vực IP, bán 8 năm. Nhuế Tư nói ra lĩnh vực IP này 4 chữ sau, mặc kệ là Triệu thị trưởng phòng nhân sự, vẫn là Trần giám đốc, bao gồm cái kia Phan Quảng, trên mặt đều lộ ra một mặt nghi hoặc. Trương Huyền mở miệng, cái gọi là lĩnh vực IP, chính là nhiều năm trước trang web bán, chẳng qua hiện tại thay đổi một loại hình thức mà thôi, vừa mới ta bản nhân tiến hành rồi một cái lén điều tra, Hoa Hạ quý nhất trang web, 361 an toàn vệ sĩ phía chính phủ địa chỉ web, chính là dùng 100 triệu mua nhập, Nhuế Tư, nói một chút, người 8 năm thời gian, tổng cộng lợi nhuận nhiều ít. Nhuế Tư gật gật đầu, tiếp tục nói, 8 năm tới, ta càng có rất nhiều đem nước ngoài lĩnh vực IP tiến hành lăng xê bán, tổng lợi nhuận không tính, tốt nhất thời điểm, một năm lợi nhuận đạt tới 4.700 vạn Magi Kim. Trang bức, Phan Quảng bĩu môi, 4.700 vạn Magi Kim. Ngươi thật kiếm được nhiều như vậy tiền, còn cần tới cái này tiểu thành thị làm công. Nhuế Tư không sao cả lấy thác tay, tiền bồi hết mà thôi. Ha ha, một câu bồi hết, ai sẽ không nói a? Phan Quảng trên mặt tràn ngập không tin. Nàng nói chính là thật là giả, ta không biết. Trương Huyền lắc lắc đầu, nhưng năm đó tạp chí kinh tế tài chính, ta còn là có thể tin tưởng. Trương Huyền từ di động thượng điều ra một cái trang web, đó là một quyển 4 năm trước Magi Quốc tạp chí kinh tế tài chính. Tạp chí bìa mặt, thình lình chính là giờ phút này đứng ở bọn họ trước mặt Nhuế Tư. Ở tạp chí bìa mặt thượng, đối Nhuế Tư giới thiệu chỉ có ngắn ngủn một câu. Vượt thời đại thương nghiệp nữ tính. Trương Huyền cười nói, địa chỉ web các ngươi thấy rõ, có phải hay không chân thật, hay không pê đồ, các ngươi chính mình có thể tuần tra, ngươi cảm thấy, người như vậy mới là bình hoa, vẫn là các ngươi ký xuống, cái này cái gọi là song thạc sĩ học vị, không có một chút thành tích, liền ngạo khí tận trời cao tài sinh. Là bình hoa. Nghe Trương Huyền nói, Triệu thị trưởng phòng nhân sự sắc mặt có chút khó coi, một cái thượng Magi Quốc kinh tế tuần san bìa mặt người, không có một cái là đơn giản người. Cái này Nhuế Tư có thể đem sinh ý làm mệt, người chỉ có thể nói nàng vận khí kém chút, không đuổi kịp thời điểm, nhưng tuyệt đối không thể phủ nhận nàng năng lực, nếu có thể cho nàng một cái thích hợp ngôi cao, nàng sở mang đến ích lợi, là thật lớn. Trương Huyền nhìn Phan Quảng, lắc lắc đầu, bằng cấp không đại biểu ngươi năng lực. Chờ ngươi thật sự có thể đem ngươi bằng cấp hóa thành năng lực thời điểm, ngươi mới có tư cách đem ngươi ngạo khí biểu hiện ra ngoài, nhưng hiện tại, thứ ta nói thẳng, ngươi chỉ là một cái gì đều sẽ không tân nhân mà thôi. Trương Huyền nói xong, xoay người đi vào phòng nghỉ chung. Phan Quảng đứng ở nơi đó, sắc mặt khó coi, hắn như thế nào đều không thể nghĩ đến, một cái chỉ là chuyên khoa bằng cấp người, thế nhưng có thể thượng Magi Quốc kinh tế tuần san bìa mặt. Trần giám đốc phiên di động. Ở Trương Huyền vừa mới mở ra địa chỉ web mặt trên, hắn thật sự thấy được Nhuế Tư giới thiệu, hơn nữa tại đây khan tạp chí mặt trên, đối Nhuế Tư đánh giá phi thường cao, thậm chí còn có một ít chùm tài chính chuyên môn lên tiếng, khen ngợi Nhuế Tư. Trần giám đốc thu hồi di động, lại xem Nhuế Tư thời điểm, trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng kích động, này tuyệt đối là một nhân tài A, hơn nữa là siêu cấp nhân tài. 100 vạn lương một năm ký xuống loại người này, tuyệt đối là công ty đại kiếm. Chỉ cần có thể cho nàng một cái ngôi cao, nàng sở phát huy giá trị, là vô pháp tưởng tượng. Thậm chí đều có thể, siêu việt Lâm Tổng. Phải biết rằng, Lâm Tổng như vậy ưu tú nữ nhân, đều không có thượng quá bất luận cái gì kinh tế tài chính báo chí. Kinh tế tài chính báo chí hàm kim lượng, trong nghề người đều minh bạch. Này một cái Nhuế Tư, trên đỉnh 10 cái Phan Quảng. Trần giám đốc lúc trước có chút khói mù tâm tình, trở thành hư không, hai ngày này thông báo tuyển dụng sẽ. Liền tính mời chào lại nhiều nhân tài, cũng đỉnh không thượng một cái Nhuế Tư. Trần giám đốc đổi vị tự hỏi một chút, nếu là hiện tại chính mình 35 vạn năm tân thiêm thượng Phan Quảng, mà làm Triệu thị 100 vạn năm tân thiêm thượng Nhuế Tư, chính mình biết Nhuế Tư năng lực sau, tuyệt đối sẽ buồn bực mấy ngày ngủ không hảo giác, Nhuế Tư loại người này, mới là chân chính đứng đầu nhân tài A. Triệu thị trưởng phòng nhân sự, trên mặt đã không có vừa mới cái loại này đắc ý, hắn biết, chính mình lần này giao phong chung. Bại bởi Lâm Thị. Trần giám đốc, thiên A, quá kinh người. Một người Lâm Thị nhân sự bộ công nhân vẻ mặt hưng phấn từ phòng nghỉ chạy ra tới. Như thế nào, các người đã biết? Trần giám đốc tò mò hỏi một tiếng, xem những người này như vậy hưng phấn, phỏng chừng cũng là vì biết Nhuế Tư năng lực sự đi. Cái gì đã biết, tên này hưng phấn chạy ra công nhân, lộ ra một tia nghi hoặc. Vậy ngươi như vậy vui vẻ làm gì? Trần giám đốc hỏi. Trần giám đốc, liền vừa mới, Trương tiên sinh chiêu một người, hơn 40 tuổi cái kia nam, không gì bằng cấp, hắn thế nhưng là phía trước Long vực đầu tư đánh giá người.
Công nhân lớn tiếng nói ra. Cái gì? Trần giám đốc sắc mặt cả kinh, chợt trở nên đại hỉ. Long vực đầu tư, Ngân Châu người cơ hồ đều nghe nói qua, đây là một cái rất nhỏ công ty, lúc trước mới 2 người, trong tay tài chính khởi đầu không đến 100 vạn, lại ở ngắn ngủn 1 năm thời gian, làm thành thượng 1000 vạn công ty, như vậy phát triển tốc độ, không rời đi Long vực đầu tư đánh giá người, hắn ánh mắt, tương đương độc ác, ngay cả Lâm Thanh Hạp, lúc ấy đều khai ra lương 1 năm 500 vạn giá cao, muốn đem đối phương đào lại đây, lại bị đối phương cự tuyệt. Hiện tại, người này, thế nhưng bị Trương Huyền cấp chiêu thưởng. Chương 328 tin mừng liên tục. Bao nhiêu tiền thiêm, Trần Giám Đốc hưng phấn hỏi. Giám Đốc, nói ra người đều không tin a, lương 1 năm 10 vạn, ăn công trạng 1% trích phần trăm. Công nhân trên mặt mang theo 1 phần không thể tưởng tượng. Lương 1 năm 10 vạn, ăn trích phần trăm, Trần Giám Đốc có chút khó mà tin được. Lúc ấy Lâm Tổng tính toán 500 vạn ký xuống tới người, hiện tại bị Trương Tiên Sinh cái này giá cả liền ký xuống tới. Nhân sự bộ tên này công nhân, lại nhìn về phía ngồi ở phòng nghỉ chung Trương Huyền khi, trong mắt đã không có lúc trước cái loại này bất mãn. Trương Huyền lấy loại này giá cả ký xuống nhân tài này, Lâm Tổng phải biết rằng, cả người sự bộ, đều sẽ được đến khen ngợi, lấy Lâm Tổng tính cách, tiền thưởng gì đó tuyệt đối sẽ không thiếu. Người tài giỏi như thế, có thể so cái loại này quang có cái văn bằng cao tài sinh muốn lợi hại nhiều a. Lúc ấy Long vực đầu tư pháp nhân quyên tiền trốn chạy, bao nhiêu người muốn đem Long vực đầu tư cái kia đầu tư đánh giá người mời chào, đều không có phương pháp, đối phương cũng là một biến mất chính là mấy năm. Trần giám đốc bên này khiếp sợ còn không có xong, lại một người nữ công nhân từ phòng nghỉ chạy ra tới, Trần giám đốc, chuyện tốt a, vừa mới Trương Tiên Sinh chiêu cái kia đại tỷ. Đã bị người tự mình đem lý lịch sơ lược đánh trở về cái kia, thế nhưng là lúc ấy thấm tâm viên tâm hạng mục khai phá giả, liền đã nhiều năm trước, truyền đến hấp tấp, nơi nơi đăng báo vay tiền cái kia, cuối cùng hạng mục bị người khác lấy xuống, kiếm lời hơn 1 tỷ. Nàng, Trần giám đốc nhíu mày, nàng lý lịch sơ lược không phải có tiền án sao? Là có, lúc ấy còn không phải là nàng chuỗi tài chính đứt gãy, cho vay còn không thượng, bị phán cái tài chính lừa dối, trong khoảng thời gian này vừa mới ra tới. Bởi vì tiền khoa sự, tìm không thấy công tác, không nghĩ tới bị Trương Tiên Sinh đưa tới, bên ngoài lúc ấy đều truyền a, này đại tỷ bị người bày một đạo, nếu không đã sớm là thân gia mấy tỷ lão tổng. Tên này nữ công nhân vừa dứt lời, lại một đạo hưng phấn thanh âm từ phòng nghỉ bên kia truyền tới. Trần giám đốc, nói đến người khả năng đều không tin. Triệu thị trưởng phòng nhân sự đứng ở một bên, nghe Lâm thị đám công nhân này đàm luận tin tức tốt, sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn tích ra thủy tới. Kia một đám lĩnh vực đứng đầu nhân tài, thế nhưng bị Lâm thị lấy như vậy thấp giá cả ký xuống, hơn nữa đều là trích phần trăm chế, lấy những người này bản lĩnh, chỉ cần có một cái có thể hoàn toàn phát huy ra tới, vì xí nghiệp mang đến ích lợi, đều là vô pháp tưởng tượng, lại xem cái này Phan Quảng, Triệu thị người phụ trách, có loại muốn chịu hắn xúc động, một cái vừa mới tốt nghiệp học sinh. Chính mình thế nhưng liền cho 30 vạn lương 1 năm, so sánh với dưới, chính mình quả thực chính là cái đầu ngu. Trần giám đốc đứng ở triển trên đài, nhìn ngồi ở phòng nghỉ chung, đang từ từ phẩm trà Trương Huyền, trong lòng coi khinh đã sớm không thấy, chỉ có thật sâu kính nể. Này Trương tiên sinh, quả nhiên không phải mặt ngoài xem đơn giản như vậy, hắn làm việc phương pháp, thật sự xưng được với là cao thâm 2 chữ. Buổi chiều 6 giờ, trung tâm triển lãm đóng cửa, lần này đại hình thông báo tuyển dụng sẽ cũng liền tính hoàn toàn kết thúc, mỗi nhà công ty, đều có không ít thu hoạch, bất quá muốn nói thu hoạch lớn nhất. Vẫn là Lâm thị. Liên ở vừa mới định ra tiền lương hợp đồng nửa giờ, Lâm thị nhân sự bộ công nhân phát hiện, Trương Huyền ký xuống những người đó, cơ hồ mỗi người đều là nhân tài, hơn nữa những người này mới, còn đều là phía trước bị chính mình đám người sợ xem nhẹ. Trương tiên sinh, chúng ta rất tò mò, người rốt cuộc là như thế nào làm được. Những người đó mới, bọn họ lý lịch sơ lược thượng, rất nhiều đồ vật cũng không có viết đến. Trần giám đốc nhịn không được hỏi. Trần giám đốc hỏi ra vấn đề này sau, những người đó sự bộ công nhân, cũng đều vẻ mặt lòng hiếu học nhìn Trương Huyền, đây là bọn họ cũng đều rất muốn biết đến vấn đề. Trương Huyền cười một chút, kỳ thật rất đơn giản, Trần giám đốc, nếu ta hiện tại cho ngươi đi nhận lời mời một cái lương 1 năm 500 vạn chức nghiệp, ngươi sẽ đi sao? Trần giám đốc lắc lắc đầu, sẽ không. Vì cái gì? Trương Huyền hỏi. Ta tự biết không có năng lực này. Trần giám đốc thực thật thành trả lời. Trương Huyền búng tay một cái, này liền đúng rồi, đổi vị tự hỏi, một người lý lịch sơ lược rất khó xem, không có bằng cấp, không có giấy khen, nhưng hắn lại dám nhận lời mời một ít quan trọng cương vị,
loại người này, các người phải học được hỏi, mà không phải bởi vì đối phương lý lịch sơ lược liền trực tiếp cự tuyệt, mà hỏi phương pháp cũng rất đơn giản, ta chỉ chọn dùng một cái biện pháp, trước làm đối phương nói chuyện chính mình ưu điểm, lại nói chính mình khuyết điểm, cuối cùng tới trình bày đối phương đối Lâm thị cái nhìn. Này có cái gì khác nhau sao? Trần giám đốc nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là có, Trương Huyền gật gật đầu, một cái xí nghiệp đúc thành, tương đương với một đống đại lâu, các ngươi nhân sự bộ, liền tương đương với này đống đại lâu tài liệu xét duyệt sư, tỉ như một mặt trên tường rớt một khối gạch, các ngươi sẽ lựa chọn nhất thích hợp gạch mua sắm trang bị đi lên, vẫn là chẳng qua mua các loại quy mô gạch, cuối cùng lựa chọn một khối nhất tiếp cận lớn nhỏ ăn đi lên. Trần giám đốc không hề nghĩ ngợi phải trả lời, đương nhiên là lựa chọn nhất thích hợp đi mua sắm. Trương Huyền gật gật đầu, đúng rồi. Ta đưa ra này ba cái vấn đề, một cái có năng lực người, hắn có 90% khả năng, sẽ đem chính mình đối Lâm thị cái nhìn đặt ở đệ nhất vị, bởi vì hắn biết rõ chính mình định vị, rất rõ ràng chính mình đến công ty tới, có thể làm cái gì, thậm chí đi làm ngày đầu tiên, không dùng tới cấp an bài, hắn liền sẽ chủ động đi làm một ít công tác, mà không phải, đi làm ngày đầu tiên, ngốc ngồi ở mặt bàn làm việc trước, chờ chính mình thượng cấp, tới cấp chính mình phân phối một ít chính mình cũng không hiểu công tác. Nghe Trương Huyền nói, Lâm thị công nhân nhóm, đều có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, trong lòng đối Trương Huyền, cũng là tràn ngập kính nể. Trương tiên sinh, chúng ta lần này, thật là học được. Trần giám đốc dựng chính mình ngón tay cái, tự đáy lòng nói. Giờ này khắc này, Lâm thị nhân sự bộ đám công nhân này, đều vì chính mình lúc trước ý tưởng, cảm thấy hổ thẹn. Vốn dĩ nghĩ, vị này tổng tài trưởng phu, tới đây là quấy rối thêm phiền toái, kết quả là, đối phương thủ đoạn. Không biết cao chính mình nhiều ít lần, đồng thời trải qua việc này, bọn họ cũng có thể minh bạch, vì cái gì chính mình chỉ là cái công nhân, mà vị này Trương tiên sinh, có thể đương lão bản, ở tư duy cực hạn tính thượng, chính mình rõ ràng bị giam cầm ở, khó có thể có càng tốt phát triển. Trần giám đốc gọi điện thoại, đem hôm nay chiến quả cấp Lâm thỉnh hạm hội báo một chút, đồng dạng, đem Trương Huyền tìm được rất nhiều chất lượng tốt nhân tài sự tình cũng nói. Lâm thỉnh hạm nghe xong, hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Trải qua này đó thời gian ở chung, Trương Huyền ở Lâm thỉnh hạm trong lòng, đã trở thành một cái ưu tú nam nhân hình tượng. Lâm thị cao ốc đỉnh chóp, Lâm thỉnh hạm ngồi ở chính mình văn phòng chung, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lấy ra di động, bát thông Trương Huyền dãy số, ở điện thoại bát thông trước, nữ nhân lẩm bẩm, ân. Đây là coi như đối với ngươi hôm nay khen thưởng, thỉnh ngươi ăn cái bữa tiệc lớn hảo. Điện thoại bá ra, ống nghe chung truyền đến đường dây bận thanh âm. Lâm thanh hạm đợi 5 phút. Lại cấp Trương Huyền đánh qua đi, nhưng vẫn luôn đều biểu hiện không người tiếp nghe. Chương 329 tin dữ. Liền ở Lâm Thanh Hạm cấp Trương Huyền gọi điện thoại cùng thời gian, trung tâm triển lãm ngoại, Trương Huyền đầy mặt nôn nóng ngăn lại một chiếc xe taxi, mau. Nhân dân bệnh viện. 5 phút trước, Trương Huyền nhận được mưa thu điện thoại, nhà đầu này ở trong điện thoại, khóc đến tê tâm liệt phế, nàng phụ thân, uống nông dược. Trương Huyền đuổi tới bệnh viện thời điểm. Mưa thu phụ thân đã vào phòng cấp cứu, mưa thu một người, ngồi ở phòng cấp cứu ngoại ghế dựa thượng, ôm chính mình hai chân, đem đầu chôn đến trong lòng ngực, có chút tối tăm ánh đèn chiếu vào trên hành lang, đem mưa thu bóng dáng kéo lão trường, có vẻ phá lệ cô độc. Trương Huyền nhìn phòng cấp cứu sáng lên đèn đỏ, chậm rãi đi đến mưa thu trước mặt, hắn bắt tay nhẹ nhàng đáp ở mưa thu trên vai, nhà đầu. Mưa thu nghe được Trương Huyền thanh âm, chậm rãi đem đầu nâng lên, nàng đôi mắt sưng đỏ lợi hại. Phát ra nức nở thanh âm, Trương. Trương ca. Trương Huyền nhìn mưa thu bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đi an ủi, mưa thu phụ thân vì cái gì ăn vào nông dược, Trương Huyền đại khái cũng có thể nghĩ đến. Mưa thu trong nhà sự, phóng tới bất luận cái gì một người trên người, đều không phải như vậy hảo tiếp thu. Mưa thu phụ thân thời trẻ thích đánh bạc, lão bà cùng người chạy, dư lại thân nhân, trừ bỏ chính mình nữ nhi, chính là những cái đó huynh đệ tỉ muội, chính là hiện tại. Cùng hắn từ một cái từ trong bụng mẹ ra tới huynh đệ, thế nhưng người một nhà liên hợp lại lừa hắn tiền, như vậy sự, sẽ làm bất luận cái gì một người, đều cảm thấy tuyệt vọng. Trương Huyền thở dài, hắn trương nửa ngày miệng, cũng chỉ có thể nói ra một câu, thúc thúc sẽ không có việc gì. Đang nói xong những lời này nháy mắt, Trương Huyền liền cảm giác một khối mềm mại nhào vào trong lòng ngực, mưa thu mới vừa điều chỉnh tốt cảm xúc, bởi vì Trương Huyền xuất hiện, lại lần nữa bộc phát ra tới. Nàng tiếng khóc ở hành lang nội tiếng vọng, nước mắt làm ướt Trương Huyền trước ngực vạt áo. Khóc đi, khóc ra tới liền dễ chịu nhiều. Trương Huyền duỗi tay, vỗ mưa thu phía sau lưng. Trương Huyền đã đến,
có thể là mưa thu cuối cùng cảng, nàng xúc ở Trương Huyền trong lòng ngực, không ngừng nức nở. Phòng cấp cứu đại môn mở ra, thân xuyên giải phẫu phục Mã hội trưởng từ bên trong đi ra, liếc mắt một cái liền thấy được Trương Huyền. Trương tiên sinh, người cũng tại đây. Tình huống thế nào? Trương Huyền chỉ vào phòng cấp cứu, hỏi một tiếng. Mã hội trưởng trên mặt sinh ra một mặt cô đơn, người bệnh không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là... Chỉ là cái gì? Mã hội trưởng biểu tình, làm Trương Huyền có chút dự cảm bất hảo. Chỉ là virus đã ăn mòn thần kinh não, người bệnh ở vào hôn mê trạng thái, khi nào có thể thức tỉnh, chúng ta cũng không dám bảo đảm. Mã hội trưởng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Trương tiên sinh, người bệnh là người bằng hữu sao? Ân, Trương Huyền gật gật đầu, một cái trưởng bối. Ai, Mã hội trưởng thở dài, Trương tiên sinh, người mang người bệnh nữ nhi vào xem đi. Mưa thu lau một phen trên mặt nước mắt, đi theo Trương Huyền, đi vào phòng giải phẫu chung. Phòng giải phẫu bác sĩ nhìn thấy Trương Huyền, đều hỏi lộ ra tiên sinh hảo. Trương Huyền nhìn đến, mưa thu phụ thân, đang lẳng lặng nằm ở phẫu thuật trên đài, hắn bụng cắm hai căn đạo lưu quản, hẳn là vừa mới tẩy xong dạ dày. Mưa thu vừa thấy đến phụ thân dáng vẻ này, trong mắt lại ngăn không được, bò đến giải phẫu đài biên, nước mắt lưng tròng nhìn nằm ở nơi đó nam nhân. Trương Huyền đi đến một bên khí cụ biên, cầm lấy dụng cụ quan sát đến, liền như Mã hội trưởng vừa mới nói như vậy, mưa thu phụ thân thần kinh não, đã hoàn toàn bị độc tính lan tràn, như vậy lan tràn, rất khó đuổi đi, chỉ có thể dựa vào người bệnh tự thân miễn dịch lực tới tiêu trừ này đó độc tính. Đối với như vậy hôn mê, ở y học thượng, gọi chung vì người thực vật, sinh mệnh tế bào nhảy lên, não tế bào hoại tử. Ba, ngươi vì cái gì ngu như vậy a? Vì cái gì a? Những người đó muốn lừa ngươi, bọn họ đều không đem ngươi đương thân nhân, ngươi làm gì phải làm ra loại này việc ngốc a? Mưa thu nức nở thanh âm vang lên, nước mắt không ngừng từ khuôn mặt chảy xuống. Trương Huyền đứng ở một bên, nhìn mưa thu kia đáng thương bộ dáng, trong mắt toàn là đau lòng. Nhà đầu, trước làm bác sĩ đưa thúc thúc đi phòng bệnh đi. Trương Huyền vỗ vỗ mưa thu bả vai. Bởi vì Trương Huyền quan hệ, mưa thu phụ thân bị đưa đến một gian đơn độc phòng bệnh chung. Mưa thu cùng Trương Huyền ngồi ở giường bệnh biên, Trương Huyền tận lực an ủi nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, thúc thúc hiện tại đã không có sinh mệnh nguy hiểm, người tự thân miễn dịch công năng là phi thường cường đại, virus sớm muộn gì sẽ biến mất, thúc thúc tỉnh lại, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Ân, mưa thu gật gật đầu, nhìn về phía chính mình phụ thân trong mắt, toàn là lo lắng. Phòng bệnh môn bị người khấu vang, Mã hội trưởng thanh âm ở phòng bệnh ngoại vang lên, Trương tiên sinh, ta có chuyện. Yêu cầu đơn độc cùng ngươi nói hạ. Hảo, Trương Huyền ở trong phòng bệnh lên tiếng, nhà đầu, ngươi trước ngồi, ta cùng Mã hội trưởng lưu một chút. Đi ra phòng bệnh, Trương Huyền nhìn đến Mã hội trưởng chính cầm một phần kiểm tra đo lường báo cáo đứng ở chỗ này. Trương tiên sinh, ngươi xem hạ cái này, về người bệnh. Mã hội trưởng đem này phần kiểm tra đo lường báo cáo giao cho Trương Huyền. Trương Huyền nhìn Mã hội trưởng truyền đạt đồ vật, mày nhăn càng ngày càng gần, miễn dịch lực cơ hồ bằng không. Đúng vậy, Mã hội trưởng gật gật đầu, người bệnh hàng năm say rượu, tự thân gan công năng hư hao nghiêm trọng, liền hiện tại đến ra kết luận tới xem, người bệnh não bộ virus, cơ hồ không có khả năng loại trừ. Trương Huyền hít sâu một hơi, đem trong tay này phân báo cáo xé xuống, chuyện này, trước không cần nói cho nàng, ta sẽ nghĩ cách. Mã hội trưởng gật gật đầu, hảo. Trương Huyền một lần nữa trở lại phòng bệnh, trên mặt bài trừ một nụ cười, nhà đầu, là cái tin tức tốt. Tin tức tốt, vừa nghe lời này, mưa thu trên mặt tức khắc sinh ra hy vọng thần sắc, là về ta ba. Ân, Trương Huyền lên tiếng, đi thôi, này đều vài giờ, chúng ta trước đi ra ngoài tìm một chỗ, một bên ăn cơm một bên nói. Trương Huyền mang theo mưa thu rời đi bệnh viện. Ta đã sớm muốn ăn một nhà cay bạo tiểu gà trống, cùng ta đi kia ra đi. Trương Huyền cố ý đưa ra như vậy một cái yêu cầu, mang mưa thu ly bệnh viện xa một ít. Mưa thu tự nhiên sẽ không cự tuyệt Trương Huyền, gật gật đầu. Hai người đi ở trên đường. Lâm thị tập đoàn. Lâm Thanh Hạm đi vào công ty đại sảnh, vẫn luôn đánh Trương Huyền điện thoại, từ vừa mới bắt đầu không người tiếp nghe, biến thành tắt máy. Lâm Tổng, kia phân phá bỏ và di rời phê xuống dưới, hôm nay có thể đi nhìn xem những cái đó nhà cũ. Lý Na cũng xuất hiện ở Lâm thị công ty đại sảnh, đem một phần văn kiện giao cho Lâm Thanh Hạm. Lâm Thanh Hạm nhìn bên dưới kiện. Thu hồi di động, hành, liên hệ một chút bên kia đường phố làm người phụ trách, hôm nay liền đem sự định ra đến đây đi.
Lâm Thanh Hàm hiện tại trong tay văn kiện thượng sở bia miếng đất kia, chính là Mưa Thu hiện tại trụ cái kia, đã cũ nát bất kham bản lâu. Ở một gian ly Mưa Thu ra không xa quán ăn chung, Trương Huyền cùng Mưa Thu ngồi ở chỗ này. Mới vừa ngồi xuống hạ, Mưa Thu liền nhịn không được hỏi, Trương ca, người vừa mới nói rất đúng tin tức, là cái gì a? Chương 330, ta tưởng có cái tưởng niệm. Nga, chính là Mã hội trưởng nói, hắn tìm được làm phụ thân ngươi thức tỉnh biện pháp, chẳng qua chúng ta này chữa bệnh trình độ còn không đạt được. Từ từ cơm nước xong, ngươi về nhà thu thập hạ đồ vật, bên kia cho ngươi liên hệ một nhà tân bệnh viện, đến lúc đó ngươi mang theo thúc thúc đi kia trị liệu là được. Trương Huyền nói, đây là Trương Huyền hiện tại có khả năng tìm được tốt nhất lấy cớ. Liền Mưa Thu phụ thân hiện tại trạng thái, lưu tại Ngân Châu bệnh viện trị liệu, cơ hồ không có khả năng có khởi sắc, muốn ăn ngay nói thật nói cho nha đầu này, phỏng chừng nha đầu này cũng thừa nhận không được, Trương Huyền chỉ có thể giải một cái thiện ý nói dối. Đến nỗi muốn đi đâu, Trương Huyền cũng giúp Mưa Thu nghĩ kỹ rồi. Pháp Quốc, suy xét đi nơi đó, Trương Huyền cũng là nghĩ tới mấy cái điểm, đệ nhất là Mưa Thu phụ thân trị liệu phí dụng vấn đề, ở Pháp Quốc, Âu Nhân đối Mưa Thu ấn tượng không tồi. Trương Huyền cũng có thể đủ làm Âu Nhân cấp Mưa Thu an bài một phần thích hợp nàng công tác, sẽ không bạch bạch cho nàng đưa tiền, cũng sẽ không làm nha đầu này nơi nơi vấp phải trắc trở. Điểm thứ hai, kỹ thuật vấn đề, ở Âu Nhân kia, Trương Huyền có thể yên tâm lớn mật làm tương lai cung cấp một ít kỹ thuật trị liệu, mà ở Hoa Hạ, rất khó làm được điểm này, tương lai muốn làm ra cái gì kỹ thuật trị liệu, sẽ khiến cho Hoa Hạ phía chính phủ chú ý, cũng dễ dàng bại lộ Trương Huyền chính mình. Đệ tam điểm, Trương Huyền cũng muốn cho Mưa Thu đi bên ngoài đi một chút, nàng ở Ngân Châu, không chừng ngày nào đó liền sẽ đụng tới chính mình kia mấy cái thân thích, đến lúc đó nha đầu này có thể hay không khống chế trụ chính mình cảm xúc, Trương Huyền cũng không dám bảo đảm. Mưa Thu vừa nghe chính mình phụ thân có thể thức tỉnh, tức khắc vui mừng khôn xiết. Trương ca, thật là thật cảm ơn ngươi, ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngươi. Trương Huyền cười nói, hảo, ngươi đem chính mình chiếu cố hảo. Liền tính báo đáp ngươi Trương ca ta, từ từ ta bồi ngươi đi thu thập đồ vật, ngươi ngày mai liền đem hộ chiếu làm một chút, tận lực sớm một chút mang thúc thúc đi trị liệu. Làm hộ chiếu, muốn xuất ngoại sao, Mưa Thu mắt to trung tràn ngập nghi hoặc. Trương Huyền gật đầu, ân, đi Âu Nhân kia, ở thúc thúc trị liệu trong lúc, Âu Nhân sẽ cho ngươi cung cấp một phần công tác, cùng với trụ địa phương, chờ thúc thúc tỉnh, các ngươi muốn ở kia trụ thói quen, liền nhiều đãi một đoạn thời gian. Ta tưởng thúc thúc cũng không muốn trở lại thành thị này tới đi. Trương Huyền không phát hiện, ở chính mình nói xong câu đó sau, Mưa Thu trong ánh mắt, tràn ngập một loại cô đơn. Cơm nước xong, Trương Huyền cùng Mưa Thu, cùng nhau chiều kia nhà cũ đi đến. Lâm Thanh Hạm ở Lý Na cùng đi hạ, đi vào này phiến phá bỏ và di rời khu trước, tổ dân phố người phụ trách đầy mặt hưng phấn bồi ở một bên, hắn tại đây liền có một bộ phòng ở, một khi phá bỏ và di rời. Kia chính mình ngày lành cũng liền tới rồi, trước mặt vị này Lâm thị tổng tài, chính là chính mình thần tài a. Lâm Thanh Hạm nhìn này phiến lão phòng khu, trong lòng làm một ít quy hoạch. Đột nhiên, một đạo hình bóng quen thuộc, ấn nhập Lâm Thanh Hạm mi mắt, là Trương Huyền. Lâm Thanh Hạm vừa định ra tiếng, cùng Trương Huyền chào hỏi một cái, liền nhìn đến, Trương Huyền đang cùng Mưa Thu, sóng vai đi cùng một chỗ, ở một cái đơn nguyên trước cửa xoay người, đi vào. Như vậy một màn. Làm Lâm Thỉnh Hạm cảm giác được một cổ lo lắng, nàng lấy ra di động, lại lần nữa cấp Trương Huyền gọi điện thoại, biểu hiện chính là tắt máy. Nghe trong điện thoại truyền đến nhắc nhở âm, Lâm Thỉnh Hạm trên mặt biểu tình trở nên ngây dại ra. Lâm Tổng, ngươi làm sao vậy? Lý Na đã nhận ra Lâm Thỉnh Hạm không thích hợp, lo lắng hỏi. Không có việc gì, Lâm Thỉnh Hạm cường bài trừ một tia cười vui, các ngươi tiếp tục nói. Lâm Thỉnh Hạm nói xong câu đó sau. Mắt đẹp lại lần nữa nhìn về phía vừa mới Trương Huyền sở đi vào cái kia đơn nguyên, hắn khẳng định là bồi người lấy cái đồ vật gì đó đi, một lát liền ra tới, chính mình lại ước hắn ăn một bữa cơm xem cái điện ảnh gì đó. Lâm Thỉnh Hạm cái này ý tưởng, ở Lý Na cùng phòng làm việc người phụ trách giảng giải xong khu vực này toàn bộ sau, còn ở trong lòng hiện ra, chỉ là thời gian đã qua đi nửa giờ. Lâm Tổng, người xem, việc này có thể định ra tới sao? Lý Na sau khi nói xong, dò hỏi Lâm Thanh Hạm ý tứ. Ta lại suy xét một chút đi. Lâm Thanh Hạm nhìn kia trước sau không ai xuất hiện đơn nguyên môn, một cổ khó có thể miêu tả cảm thụ từ trong lòng hôi hổi dâng lên, quay đầu xoay người, đi thôi. Lâm Thanh Hạm đột nhiên cảm xúc biến hóa, làm Lý Na cũng có chút sở không tới đầu óc, lái xe, mang theo Lâm Thanh Hạm, rời đi này phiến lão phòng khu.
Trên xe, Lâm Thanh Hạm nhìn ngoài cửa sổ, Trương Huyền cùng Mưa Thu song song đi vào đơn nguyên một màn, không ngừng ở nàng trong đầu hiện lên, hốc mắt dần dần phiếm hồng. Vì cái gì? Lâm Thanh Hạm trong lòng hỏi chính mình, chẳng lẽ chính là bởi vì, chính mình không có cho hắn, cho nên hắn đi tìm người khác. Mưa Thu trong nhà. Trương Huyền nhìn chất đống ở phòng khách bao lớn bao nhỏ, có chút vô ngữ, nhà đầu, người không cần thiết lấy nhiều như vậy đồ vật đi. Mưa Thu có chút ngượng ngùng, Trương ca, này không phải sợ hãi đi kia còn phải lại mua sao. Trương Huyền một phách chán, gửi vận chuyển không cần tiền a. Đệm chăn gì đó, người cũng đừng cầm, lấy chút tắm rửa quần áo, còn lại đến kia lại chí là được. Hảo đi, Mưa Thu nghịch ngợm phun ra đầu lưỡi nhỏ, ở biết chính mình phụ thân có thể cứu chữa lúc sau, tâm tình của nàng cũng rộng rãi rất nhiều. Cuối cùng chọn lựa xong, Mưa Thu chỉ dẫn theo một cái dương hành lý, đem trong nhà thủy điện chặt đứt lúc sau, liền chuẩn bị ra cửa. Trương ca, người nói, thật nhiều người ra quốc, liền luyến tiếc đã trở lại, vì cái gì a? Mưa Thu tò mò hỏi một tiếng. Trương Huyền sờ sờ mũi, thói quen bái, người chính là loại này sinh vật, thói quen một chỗ, trừ phi là tình huống bắt buộc, nếu không đều không muốn dịch hoa, một chỗ trụ lâu rồi, liền thành ra. Mưa Thu nhấp nhấp môi, kéo hạ Trương Huyền vạt áo, kêu lên, Trương ca. Ân, Trương Huyền xoay người, nhìn Mưa Thu, hắn tổng cảm thấy nhà đầu này có điểm không thích hợp. Mưa Thu ngửa đầu nhìn Trương Huyền mặt, nghịch ngợm khuôn mặt hiện lên một mặt hồng yên, nàng một chút mũi chân. Hai tay quấn lên Trương Huyền cổ, kia miệng anh đào nhỏ, chiều Trương Huyền miệng rộng thượng ấn đi lên. Mưa Thu động tác có vẻ thực trúc chắc, có thể nhìn thấy, ánh mắt của nàng trung tràn ngập sốt ruột xúc, cả người phi thường dùng sức, gắt gao ôm Trương Huyền. Trương Huyền theo bản năng sửng sốt, chờ hắn phản ứng lại đây khi, một cổ hương thơm nhập khẩu, ẩm ướt, ngọt ngào. Mưa Thu mặt đẹp đỏ bừng buông ra Trương Huyền cổ, nhìn Trương Huyền, Trương ca, người muốn ta đi, ta. Ta sợ hãi chính mình thật sự thói quen, liền không trở lại, ta muốn cho chính mình tâm lưu lại nơi này, ta muốn cho một cái với ta mà nói quan trọng nhất người lưu lại nơi này, làm ta ở bên kia, cũng hảo có cái tưởng niệm. Mưa Thu sắc mặt đỏ bừng, lại là kiên định vô cùng. Trương Huyền bên miệng, còn tàn lưu Mưa Thu môi hương, Trương Huyền vừa mới chuẩn bị mở miệng, Mưa Thu lại một lần chủ động phát đi lên, nàng so vừa mới càng thêm lửa nóng, càng thêm chủ động. Thuộc về thiếu nữ hơi thở trải rộng Trương Huyền toàn thân, kia mê người đáng yêu bộ dáng, phảng phất là một liều chí mạng độc dược, đánh sâu vào người thần kinh não. Đỏ bừng da thịt, đủ để cho người sung huyết. Mưa Thu hai mắt mê ly, Nhậm Quân ngắt lấy bộ dáng, sẽ làm người điên cuồng, nàng chủ động đòi lấy. Trương ca, muốn ta đi. Chương 331, mất đi. Một cổ không lý trí tràn ngập ở Trương Huyền trong lòng, một đôi bàn tay to chiều kia trắng nõn tìm kiếm. Liền sắp tới đem chạm vào bí mật khi, Trương Huyền động tác đột nhiên ngừng, hắn có chút phiếm hồng đôi mắt một lần nữa khôi phục thanh minh. Không được không được không được, Trương Huyền nhìn trước mắt khối này kiều nộn khả nhân, dùng sức lắc lắc đầu, hắn bay nhanh bò lên thân tới, vọt vào phòng vệ sinh, dùng còn sót lại ở thủy quản một chút nước trong tới thanh tỉnh chính mình. Trương Huyền ngẩng đầu, nhìn trong gương chính mình, đây là làm sao vậy? Như thế nào liền một chút dụ hoặc đều chịu không nổi? Hít sâu một hơi, đi ra phòng vệ sinh, Trương Huyền nhìn đến Mưa Thu đã một lần nữa mặc tốt quần áo, ngồi ở trên sofa, ánh mắt cũng có chút mất tự nhiên. Vừa mới hành vi, hai người đều ở trong nháy mắt kia quá xúc động. Thấy Trương Huyền ra tới, Mưa Thu ngữ khí có chút nói lắp nói, Trương ca, chúng ta đi thôi. Đối với vừa mới phát sinh sự tình, hai người chỉ tự chưa đề, chỉ là chi gian không khí, hiển nhiên xấu hổ rất nhiều, một đường trở lại bệnh viện. Liền nói chuyện đều thiếu rất nhiều. Trương Huyền đem Mưa Thu đưa đến bệnh viện dưới lầu. Trương ca, người trở về đi, ta chính mình đi lên là được. Mưa Thu đứng ở bệnh viện trước cửa, hướng Trương Huyền phất tay. Hảo, Trương Huyền gật đầu, không có kiên trì đưa Mưa Thu đi vào, nhìn theo Mưa Thu tiến vào bệnh viện sau đại môn, xoay người rời đi. Mưa Thu đi vào bệnh viện đại môn, mười mấy giây sau, nàng một lần nữa xuất hiện ở bệnh viện cửa, nhìn Trương Huyền bóng dáng. Hơi hơi há mồm, không có phát ra âm thanh, nhưng thông qua nàng miệng hình, vẫn là có thể đọc hiểu cảm ơn hai chữ. Trương Huyền về đến nhà sau, vừa vào cửa liền nhìn đến Lâm Thanh Hạm ngồi ở trên sofa, không biết vì cái gì, Trương Huyền tổng cảm thấy trong phòng tràn ngập một loại quỷ dị không khí. Nghe được ra môn vang, ngồi ở trên sofa Lâm Thanh Hạm đầu cũng không quay lại nói, vì cái gì điện thoại tắt máy. Không điện,
Trương Huyền lấy ra trong túi di động, cười khổ một chút, vừa mới ăn cơm đều làm mưa thu đào tiền. Không điện, Lâm Thanh Hạm cười lạnh một tiếng, hiển nhiên không có tin tưởng Trương Huyền cách nói, nàng lại hỏi, người từ thông báo tuyển dụng sẽ ra tới sau, làm gì đi? Trương Huyền trả lời, đi bệnh viện. Lâm Thanh Hạm truy vấn, đi bệnh viện làm gì? Cũng không làm gì, liền đi nhìn cái bằng hữu. Trương Huyền lắc lắc đầu, hắn cho rằng mưa thu phụ thân uống nông dược loại sự tình này, vẫn là không nói cho Lâm Thanh Hạm hảo, nữ nhân này ngoài lạnh trong nóng, nàng đã biết, ở trong lòng nàng cũng chỉ là đồ tăng lo lắng. Nghe Trương Huyền như vậy trả lời, Lâm Thanh Hạm trong lòng, tràn ngập tràn đầy thất vọng. Nàng xoay người nhìn Trương Huyền, ở cái này nam nhân trên người, Lâm Thanh Hạm thấy được xưa nay chưa từng có phức tạp, hắn phía trước làm, hắn sở biểu hiện ra ngoài, đều là giả, hắn nói đúng ta hảo, đều là gạt người. Trương Huyền bị Lâm Thanh Hạm nhìn chằm chằm, tại đây một khắc, có một loại hoảng hốt, tràn ngập ở Trương Huyền trong lòng, là cái loại này dự cảm bất hảo, lão bà, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, lộ ra một mặt tự giễu tươi cười, ta muốn đi nghỉ ngơi. Lâm Thanh Hạm mặc vào dép lê, xem cũng không hề xem Trương Huyền liếc mắt một cái, đứng dậy chiều trên lầu đi đến. Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm bóng dáng, giờ khắc này, hắn tổng cảm thấy, giống như có cái gì quan trọng đồ vật, ly chính mình mà đi, nhưng cố tình chính mình lại chảo không được. Lâm Thanh Hạm trở lại chính mình phòng ngủ, nàng kéo ra bức màn, nhìn ngoài cửa sổ có chút tối tăm không trung, một giọt nước mắt trong suốt, theo khuôn mặt chảy xuống, nàng cho rằng chính mình tìm được rồi có thể dựa vào người, lại phát hiện, này sở hữu hết thảy, đều bất quá là bọt biển ảo ảnh, hiện tại tất cả đều hóa thành hư vô. Lâm Thanh Hạm lấy ra di động, bát thông bí thư Lý Na điện thoại, cho ta nghĩ một phần ly hôn hợp đồng, sáng mai đưa tới, thuận tiện định nhất ban đi trước đều hải vé máy bay. Cúp điện thoại, Lâm Thanh Hạm đưa điện thoại di động tùy tay một ném, cả người như là đánh mất toàn bộ sức lực giống nhau, nằm ở trên giường. Cùng thời gian, Trương Huyền cũng nằm ở chính mình phòng trên giường, đưa điện thoại di động khởi động máy, vô số chưa tiếp điện thoại nhắc nhở tin nhắn vọt vào, tất cả đều là Lâm Thanh Hạm đánh, mà gần nhất một cái chưa đọc tin tức. Lão công, ngươi ở đâu, vì khen thưởng ngươi, hôm nay ta thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn thế nào? Trương Huyền nhìn này tin tức, trong lòng dâng lên một trận tự trách, hôm nay ở mưa thu ra kia một màn, hiện lên trong lòng, chính mình hôm nay cùng mưa thu chi gian sự, nói quá khứ sao? Tuy rằng chính mình ở thời khắc mấu chốt thanh tỉnh, cũng mặc kệ từ phương diện kia tới nói, vẫn là thực xin lỗi Lâm Thanh Hạm, này không có bất luận cái gì ngoại giới nhân tố, tất cả đều là chính mình khống chế không được. Lắc lắc đầu, vứt bỏ những cái đó có không tư tưởng, cấp Âu Nhân gọi điện thoại, nói hạ mưa thu sự, Âu Nhân lập tức ứng hạ. Nhà đầu này lòng tự trọng rất mạnh, không cần cho nàng quá nhiều trợ giúp, không phải phi bất đắc dĩ thời điểm, khiến cho nàng chính mình nỗ lực lên. Trương Huyền như vậy cùng Âu Nhân nói. Nằm ở trên giường, Trương Huyền nhìn phía trên điếu đỉnh, không khỏi có chút cảm thán. Vài phút sau, Trương Huyền vừa mới cắt đứt di động vang lên, điện báo người là Mã hội trưởng. Trương Huyền tiếp khởi điện thoại, Mã hội trưởng, làm sao vậy? Trương tiên sinh, người cái kia bằng hữu, vừa mới trộm mang theo nàng phụ thân, rời đi. Rời đi, ngươi chờ ta, lập tức đến. Trương Huyền nghe thấy cái này tin tức, một cái cá chép lộn mình từ trên giường lên, trực tiếp chạy đến bệnh viện. 10 phút sau, Trương Huyền đứng ở bệnh viện phòng điều khiển. Ở theo dõi thượng, Trương Huyền rõ ràng nhìn đến, mưa thu kia ấu tiểu thân thể, khiêng nàng hôn mê bất tỉnh phụ thân, thượng một chiếc xe taxi, hôm nay Trương Huyền bồi mưa thu cùng nhau thu thập dương hành lý, còn đặt ở trong phòng bệnh. Trương Huyền đi vào phòng bệnh, ở giường bệnh gối đầu hạ, Trương Huyền nhìn đến một trương tờ giấy thượng, chữ viết quyên tú, là mưa thu lưu lại. Trương ca, ta phụ thân tình huống, ta cũng coi như biết một ít, ngươi cùng Mã hội trưởng nói chuyện phiếm nói cái gì, ta đều nghe được, cảm ơn ngươi thiện ý nói dối, cũng cảm ơn ngươi chiếu cố, trong khoảng thời gian này, ta phiền toái ngươi quá nhiều, cũng đòi lấy ngươi quá nhiều, gặp được ngươi thực vui vẻ, ngươi là ta tại đây tòa thành thị chung, duy nhất lưu lại niệm tưởng, chúc ngươi hạnh phúc, Trương ca. Trương Huyền nhéo trong tay tờ giấy, ở tờ giấy phía trên, còn có vài giờ khô cạn nước mắt, Trương Huyền thậm chí đều có thể nghĩ đến mưa thu kia nha đầu, một bên gạt lệ, một bên viết xuống tờ giấy cảnh tượng. Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy mưa thu, chính mình là đội trưởng đội bảo an, nàng là trước đài, hơi chút đậu đậu nàng, nha đầu này liền xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Như vậy một màn, phảng phất giống như cách một thế hệ.
Trương Huyền đem trong tay này tờ giấy tỉ mỉ điệp hảo, cất vào đâu nội. Mã hội trưởng, đem xuất viện thủ tục cấp làm đi, nàng sẽ không đã trở lại. Một chiếc xử lý ngân châu xe taxi thượng, Mưa Thu lấy rớt chính mình di động tạp, một lần nữa đăng ký một cái xã giao tài khoản, nhìn mắt nằm tại bên người lâm vào hôn mê chung phụ thân, nước mắt không ngừng từ khuôn mặt chảy xuống. Mưa Thu di động bình bảo, là nàng lúc ấy cùng Trương Huyền cùng nhau hợp phách ảnh chụp. Chương 332 hiểu lầm lớn. Hôm sau sáng sớm, Trương Huyền từ trên giường bò dậy, nhìn hạ thời gian, buổi sáng 6 giờ rưỡi, thiên đã đại lượng. Trương Huyền thở dài, chính mình trong khoảng thời gian này, có điểm lười a, dĩ vãng lúc này quyền đều đánh xong, duỗi người, từ trong phòng đi ra, lại ngoài ý muốn phát hiện Lâm Thỉnh Hạm thế nhưng ở phòng khách ngồi. Lão bà, người khởi sớm như vậy, Trương Huyền có chút kinh ngạc hỏi, Lâm Thỉnh Hạm bưng lên trên bàn còn mạo nhiệt khí chén trà, mở miệng nói, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút. Ân, ngươi nói, Trương Huyền ngồi vào Lâm Thỉnh Hạm đối diện. Lâm Thỉnh Hạm thần sắc bình tĩnh từ phía sau lấy ra một phần ly hôn hiệp nghị, cái này ngươi ký, lúc ấy chúng ta từng có ước định, ngươi làm chúng ta Lâm ra tới cửa con rể, ta tùy thời có thể đưa ra ly hôn, thả ngươi không có quyền cự tuyệt, ta sẽ cho ngươi 100 vạn làm ra bồi thường. Ly hôn, Trương Huyền nhìn bị Lâm Thỉnh Hạm phóng tới trên mặt bàn kia phân ly hôn hiệp nghị, có điểm phản ứng không kịp. Có cái gì vấn đề sao? Lâm Thỉnh Hạm nhìn về phía Trương Huyền, đây là hiệp nghị trong vòng sự tình. Người chỉ lo làm theo mà thôi. Này, Trương Huyền cầm lấy kia phân giấy thỏa thuận ly hôn, tùy tay ném đến một bên, lão bà, có phải hay không xảy ra chuyện gì, làm gì muốn ly hôn a? Không xảy ra chuyện gì, chỉ là ta tưởng, không được sao? Lâm Thỉnh Hạm đứng lên, nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, ta sẽ đi ra ngoài mấy ngày, hiệp nghị thư ngươi ký, chờ ta từ bên ngoài trở về liền đi làm thủ tục, mấy ngày nay, ngươi liền chuẩn bị từ nơi này dọn đi thôi. Lâm Thỉnh Hạm nói xong, đi đến phòng ốc cửa, mở ra đại môn. Theo một trận motor tiếng gầm rú, Lâm Thỉnh Hạm điều khiển nàng màu đỏ rời đi. Trên xe, Lâm Thỉnh Hạm ánh mắt thỉnh thoảng liếc hướng ghế phụ phương hướng, không lâu phía trước, chính mình trên ghế phụ, còn ngồi một người nam nhân, mà về sau, người nam nhân này, cùng chính mình lại không có bất luận cái gì liên quan. Một loại nói không nên lời phiền lòng lan tràn ở Lâm Thỉnh Hạm trong lòng, nàng lại không chảy ra nước mắt. Tối hôm qua nàng, đã khóc đủ rồi. Trương Huyền đầy đầu mờ mịt ngồi ở trên sofa, nhìn Giang Tĩnh từ trước mắt đi ngang qua, cũng chiều ngoài phòng đi đến, hắn vội vàng đem Giang Tĩnh gọi lại. Giang Tĩnh, người có biết hay không Thanh Hạm nàng làm sao vậy? Giang Tĩnh lắc lắc đầu, không rõ ràng lắm, bất quá Lâm Tổng ngày hôm qua từ kia phiến lão phòng khu trở về lúc sau, liền vẫn luôn đều không thích hợp. Lão phòng khu, cái nào lão phòng khu? Trương Huyền nghi hoặc. Chẳng lẽ là Thanh Hạm gặp được chuyện gì? Giang Tĩnh suy nghĩ lần tới đáp, Ly Tân Khải khách sạn không xa kia phiến. Kia phiến, Trương Huyền một chút liền ý thức được, là Mưa Thu gia trụ nơi đó, vài giờ đi. Giang Tĩnh phỏng chừng một chút, đại khái vào buổi chiều 7 giờ nhiều đi. 7 giờ nhiều, Trương Huyền lẩm bẩm thời gian này, kia chẳng phải là chính mình vừa vặn bồi Mưa Thu đi thu thập đồ vật thời điểm, không xong, không phải là hiểu lầm đi. Trương Huyền vội vàng móc di động ra, cấp Lâm Thỉnh Hạm gọi điện thoại, vẫn luôn đều không người tiếp nghe, lại ở ứng dụng mạng xã hội thượng cấp Lâm Thỉnh Hạm đã phát tin tức, lại nghênh đón một cái màu đỏ dấu chấm than, chính mình đã bị đối phương xóa bỏ bạn tốt. Trương tiên sinh, ta trước ra cửa a. Giang Tĩnh cùng Trương Huyền chào hỏi, khai lên xe chiều sân bay phương hướng mà đi, nàng biết hôm nay Lâm Thanh Hạm muốn đi Đều Hải. Trương Huyền một người ở trong phòng, đi qua đi lại, hắn khẳng định. Chính mình ngày hôm qua bồi Mưa Thu về nhà thời điểm, tuyệt đối bị Lâm Thanh Hạm thấy được, nàng nhất định là hiểu lầm cái gì. Không được, việc này đến giải thích rõ ràng. Trương Huyền nhanh chóng mặc tốt quần áo, vừa mới mở ra ra môn, hắn nôn nóng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đối với nguy hiểm, Trương Huyền có viễn siêu thường nhân dự cảm, đây là hắn ở sinh tử chi gian lưu lại kinh nghiệm, ở như vậy ngay lập tức chi gian, Trương Huyền đột nhiên một cái trước nhào lộn. Theo tháp tháp hai tiếng vang lên. Liền ở Trương Huyền vừa mới đứng thẳng địa phương, xuất hiện hai cái lỗ châu mai. Sát thủ hai chữ, nháy mắt xuất hiện ở Trương Huyền trong lòng. Hắn căn bản không cần phân biệt phương vị, đều biết viên đạn là từ đâu đánh tới, đôi mắt hướng về phía trước phương một phiết, tại đây phiến khu biệt thự bên ngoài, là cư dân lâu, giờ phút này một đống tiểu cao tầng lầu 8, chính là Trương Huyền mục tiêu. Căn nhà kia lôi kéo bức màn, nhìn không tới tình huống bên trong. Đi!
đem người chảo ra tới. Trương Huyền vốn là có chút ác liệt tâm tình, rất dễ dàng đã bị sát thủ chọc giận. Ở Trương Huyền nói xong bắt người đệ tam phút, một đạo thân xuyên hắc y, mang mặt quỷ mặt nạ thân ảnh, dẫn theo một người tinh tráng hán tử, xuất hiện ở Trương Huyền trước người. Có thể nhìn thấy, tên này tinh tráng hán tử tứ chi đều đã bị phế đi, khóe miệng không ngừng lan tràn máu tươi. Hán tử nhìn Trương Huyền, ánh mắt lộ ra nhận mệnh thần sắc, a, ha ha, đã sớm nghe nói nữ nhân kia bên người có cao thủ bảo hộ, kết quả là vẫn là coi thường ngươi. Trương Huyền sắc mặt một bước tiến lên, một chân thật mạnh đá vào tên này hán tử bụng, đối phương kia một khuôn mặt tức khắc trướng thành màu gan heo, Trương Huyền này một chân, đem đối phương nội tạng đều hoàn toàn đá lạn. Một chân đá đi xuống, Trương Huyền phảng phất hả giận không ít, mặt vô biểu tình nhìn mắt này tinh tráng hán tử, chọn cái địa phương chôn. Thân xuyên hắc y, mang mặt quỷ mặt nạ thân ảnh gật gật đầu, một tay nhắc tới tinh tráng hán tử lưng quần, nhanh chóng rời đi. Trương Huyền đứng ở viện môn khẩu, cấp Bạch Trì gọi điện thoại, ta hiện tại phải biết rằng, Yến Kinh kia ra họ Tô cụ thể tình huống. Lão đại, người muốn động thủ sao? Ân, đính gần nhất kia phi cơ chuyến phiếu. Trương Huyền ngữ khí thực kiên định. Lão đại, ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng ngồi máy bay hảo. Bạch Trì ở trong điện thoại kiến nghị nói, căn cứ tin tức, những người đó đã chú ý tới ngươi tồn tại, chỉ là còn không rõ ràng lắm ngươi thân phận thật sự, ngươi muốn trực tiếp qua đi, cái gì điều tra không ra, hành động ẩn nấp điểm đi, phi cơ phương diện Hoa Hạ quản khống thực nghiêm, không hảo gian lận, ta an bài một chút. Hành, chờ ngươi tin tức. Đối với Bạch Trì kiến nghị, Trương Huyền vẫn là thực tiếp thu, hắn không phải cái nhất ý cô hành người. Quang Minh đảo sở dĩ cường hãn, không phải bởi vì một người cường đại, mà là đoàn đội cường đại, chính là một chuyện nhỏ, thông qua đoàn đội tới hoạt động, sở đạt tới hiệu quả, là hoàn toàn hai khái niệm. Bạch Trì cấp Trương Huyền an bài, là thông qua xe buýt rời đi Ninh Tỉnh, sau đó tự An Thị ngồi xe lửa. Hiện tại Trương Huyền nhất cử nhất động, đều bị người nhìn chằm chằm, Bạch Trì bọn họ biết, nhưng cố tình cái gì đều không thể làm, một khi bọn họ đem đối phương nhãn tuyến bắt được tới, liền sẽ rút dây động rừng. Trương Huyền rời đi thời gian, định ở buổi tối. Xác định chuyện này sau, Trương Huyền trước tiên đuổi tới Lâm Thị, muốn tìm Lâm Thanh Hạm giải thích một chút ngày hôm qua sự tình. Kết quả biết được, Lâm Thanh Hạm đã bước lên đi trước đều hải phi cơ, khi nào trở về, Lý Na cũng không xác định. Biết được tin tức này Trương Huyền, vô lực đứng ở công ty trước cửa, có vẻ phi thường mất mát. Buổi chiều, Vương Tùng Phượng chủ động đi vào Lâm Thị tập đoàn, tìm được Trương Huyền. Lấy ra một phần cổ quyền không ràng buộc tặng cùng hợp đồng. Chương 333 che giấu nguy cơ. Trương Huyền nhìn thấy Vương Tùng Phượng, vừa thấy đối phương kia có chút tái nhợt sắc mặt, liền minh bạch nữ nhân này, tuyệt đối là đi nếm thử làm phẫu thuật lấy trùng. Làm Vương Tùng Phượng loại người này giao ra cổ phần, trừ phi bức cho nàng cùng đường, nếu không nàng tuyệt đối không có khả năng đi vào khuôn khổ. Có này phân cổ phần chuyển nhượng hợp đồng. Trương Huyền tương đương với đem Trịnh Gia Sinh sát quyền to nắm ở trên tay, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đem nguyên bản thuộc về Vương Tùng Phượng này 20% cổ phần rút ra, Trịnh Gia tự nhiên mà vậy liền suy sụp. Vương Tùng Phượng dùng này phân cổ phần không ràng buộc tặng cùng hợp đồng, đổi về kia Trương Tiểu Cổ, có thể nói, lần này nàng, thật sâu lĩnh hội tới rồi cái gì kêu kén tự chói. Bắt được Tiểu Cổ sau trước tiên, Vương Tùng Phượng liền chuẩn bị phái người cầm đi trước Hằng Viễn Thương Mậu. Dùng để uy hiếp Tần Nhu, làm Tần Nhu rút đơn kiện, phóng thích Trịnh Sở. Nga, đúng rồi, có chuyện đến nói cho ngươi. Trương Huyền ở Vương Tùng Phượng rời đi trước, mở miệng nói, ngươi làm người cấp Hằng Viễn Tần Tổng hạ cổ, cũng bị ta bắt được tới. Trương Huyền nói, giống như một chậu nước lạnh tưới đến Vương Tùng Phượng trên đầu, làm Vương Tùng Phượng đương trường lăng ở nơi đó. Trương Huyền nhếch miệng, lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng, rời đi Lâm Thị công ty. Bạch Trì vì hắn tìm xe, đã đúng chỗ. Cùng thời gian, đều hải. Lâm Thanh Hạm giữa trưa liền đến nơi này, lần này tới đều hải, nàng đều không phải là đơn thuần vì trốn Trương Huyền, càng quan trọng một chút, là tìm người hùn vốn. Triệu Thị tuy rằng mới xuất hiện ngắn ngủn nửa tháng thời gian, nhưng đối Lâm Thị mang đến uy hiếp, ngoại giới đều xem rõ ràng, thân là Lâm Thị tổng tài Lâm Thanh Hạm, lại như thế nào không cảm giác được, ngắn ngủn nửa tháng. Khiến cho Lâm Thị thiếu mười mấy phần trăm thị trường số định mức, đến bây giờ, loại tình huống này còn ở liên tục lên men, nếu tùy ý Triệu Thị như vậy chèn ép đi xuống, Lâm Thị rất có thể sẽ xuất hiện nguy cơ. Triệu Thị xuất hiện, cho người ta cảm giác thật sự là quá quỷ dị, ai cũng không biết Triệu Thị mặt sau chạm rốt cuộc là ai, kia vừa ra tay liền 8 tỷ tài chính, chẳng sợ Lâm Thị đều làm không được,
phải biết rằng, hiện tại Lâm thị tổng tài sản, cũng liền vừa qua khỏi chục tỷ. Triệu thị thành lập ngày đầu tiên, liền cùng Lâm thị đánh lên cổ phiếu chiến, ở lần đó cổ phiếu chiến chung, Triệu thị cùng Lâm thị các tổn thất 300 triệu tả hữu. Đương Lâm thị cho rằng Triệu thị chỉ là tới chiếm cái đỉnh núi thời điểm, Triệu thị lấy khổng lồ tài chính, nện xuống mấy cái hạng mục, thậm chí liền hay không kiếm tiền đều không suy xét. Tiếp theo, một ít cùng Lâm thị hợp tác xí nghiệp, đều bị Triệu thị đào qua đi, ở ích lợi phân phối thượng, so Lâm thị ít nhất cao 10%. Toàn bộ Ngân Châu đất giá cả, bởi vì Triệu thị xuất hiện, bị xào tới rồi một cái đỉnh điểm, nguyên bản Lâm thị sắp 3.000 một bình bắt lấy mà, bởi vì Triệu thị xuất hiện, ước chừng tăng tới 5.000, cái này làm cho Lâm thị lại nhiều đầu mấy cái trăm triệu đi vào. Ở nhà xưởng xây dựng, thương phẩm tiến cử, mậu dịch con đường mặt trên, Lâm thị hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu đánh sâu vào cùng ảnh hưởng. Triệu thị có bao nhiêu có tiền, Lâm Thanh Hạm không biết, Triệu thị phía sau trạm chính là ai, Lâm Thanh Hạm cũng không biết, nàng chỉ biết, chính mình Lâm thị, không có bất luận cái gì át chủ bài, gặp được loại này đối thủ cường đại, hoặc là lựa chọn tử vong, hoặc là lựa chọn bùng nổ, lấy Lâm Thanh Hạm tính cách, tự nhiên sẽ không lựa chọn người trước, nàng muốn bùng nổ, đấu tranh rốt cuộc. Muốn cùng loại này thần bí tập đoàn tài chính đấu tranh, Lâm thị liền không thể lại đi đường xưa, không thể làm đâu chắc đấy, cần thiết làm được đột phá. Kỳ thật, Lâm Thanh Hạm lựa chọn tốt nhất, là ở Hàng thị, nếu có thể cùng Tiêu Sơn hợp tác, đối Lâm Thanh Hạm tới nói, tuyệt đối là một cọc chuyện tốt, nhưng Lâm Thanh Hạm vẫn là tưởng dựa vào chính mình, nàng bản nhân, chính là như vậy một cái hiếu thắng tính cách. Lâm Thanh Hạm có cái lão đồng học ở Đều Hải, phát triển còn tính không tồi, lần này tới, chính là hy vọng nàng cái này lão đồng học, giới thiệu chút doanh nhân cho nàng nhận thức, làm cho nàng có cùng người nói chuyện hợp tác cơ hội. Quốc tế đại đô thị, dòng người kích động. Lâm Thanh Hạm đứng ở một nhà khách sạn 5 sao trước cửa, bá ra điện thoại, na na, ta tới rồi. Tới rồi, ngươi từ từ, ta lập tức xuống lầu tiếp ngươi. Lâm Thanh Hạm điện thoại chung, vang lên một đạo tràn ngập kinh hỉ giọng nữ. Vài phút sau, một người trang điểm tiền vệ mỹ nữ xuất hiện ở khách sạn cửa, hướng Lâm Thanh Hạm vung cánh tay, Thanh Hạm. Na na, Lâm Thanh Hạm hơi hơi mỉm cười, đi đến mỹ nữ trước người, nhiều năm như vậy không thấy, người vẫn là nhất chiều kia một cái. Lâm Thanh Hạm nhìn đối phương thượng thân chỉ mặc một cái áo ngực, không khỏi có chút bội phục, chính mình liền không có như vậy dũng khí, hoặc là nói, từ nhỏ gia đình giáo dục, làm Lâm Thanh Hạm ở tư tưởng thượng là một cái thực bảo thủ nữ nhân. Người cũng giống nhau, là xinh đẹp nhất cái kia. Thái Na giữ chặt Lâm Thanh Hạm tay, đi, hôm nay bãi đều ước hảo, mặt trên có không ít công tử ca, lấy ngươi mị lực, muốn tìm người cho ngươi đầu tiền, kia không phải một giây sự sao. Không phải đầu tiền, là hợp tác, Lâm Thanh Hạm cố ý sửa đúng một chút. Ai nha, đều không sai biệt lắm lạp, Thái Na vẫy vẫy tay, dù sao có tiền lấy chính là lạc. Thái Na lôi kéo Lâm Thanh Hạm, chiều một cái yến hội thính đi đến. Còn chưa tới yến hội thính, Lâm Thanh Hạm là có thể nghe được bên kia truyền đến âm nhạc thanh. Thái Na đẩy ra yến hội thính đại môn, xa hoa trang hoàng ánh vào Lâm Thanh Hạm mi mắt, chẳng sợ Ngân Châu tối cao đương Tân Khải khách sạn, cũng so ra kém nơi này 1/3, cái loại này đập vào mắt liền cho người ta khí phái cảm giác, không phải dựa trang hoàng phong cách là có thể đôi ra tới. Yến hội thính bên hai căn thừa trọng trụ thượng, điêu khắc dương cánh phượng hoàng, độ có một chỉnh tầng kim, phú quý bức người. U, na na, đây là người bằng hữu A, là cái đại mỹ nữ A. Một người toàn thân trên dưới đều là hàng hiệu thanh niên đã đi tới, tò mò đánh giá Lâm Thanh Hạm, mỹ nữ ngươi hảo, ta kêu Ban Lỗ. Ngươi hảo, Lâm Thanh Hạm cùng đối phương nắm xuống tay, đương phát hiện Ban Lỗ muốn dùng sức bắt lấy chính mình bàn tay thời điểm, Lâm Thanh Hạm trước tiên một bước, đem tay nhỏ rút ra. Tâm tắc, là cái có tính cách nữ nhân, Ban Lỗ làm sao không có nhìn ra Lâm Thanh Hạm động tác nhỏ, chép chép miệng ba. Có cá tính có ích lợi gì à, thời đại này, có cá tính nữ nhân nhiều đi. Một bên, một người võng hồng mặt mỹ nữ thong thả ung dung đã đi tới, những cái đó nông thôn đến người, mới vừa vào thành, luôn thích biểu lộ một chút chính mình cá tính, kết quả đâu? Kết quả là, chỉ cần tiền tạp đúng chỗ, ta bảo đảm các nàng so với ai khác đều nghe lời. Ban Lỗ nghe được lời này, chỉ là cười cười, cũng không có phản bác, hắn cũng thực nhận đồng cái này võng hồng mặt nữ nhân cách nói. Cái loại này có tính cách nữ nhân, hắn Ban Lỗ thấy được quá nhiều, kết quả là, ở tiền tài trước mặt, kia cái gọi là tính cách, tất cả đều không còn nữa tồn tại. Nha, đây là từ đâu ra mỹ nữ A, phía trước chưa thấy qua. Lại một người thanh niên từ một bên đi tới,
này thanh niên toàn thân trang phấn, thêm lên vượt qua 50 vạn. Tuy rằng này yến thính mỹ nữ không ít, nhưng Lâm Thanh Hạm, tuyệt đối là nhất dẫn người chú ý cái kia, tinh xảo ngũ quan không thi phấn trang, liền không thua này yến hội thính bất luận cái gì một người, độc đáo khí chất làm nàng đứng ở chỗ này, như hạc trong bầy gà giống nhau. Chương 334 công địch. Một cái có thể làm ở đây nam nhân chuyên môn chú ý tới nữ nhân, liền nhất định sẽ trở thành toàn trường nữ nhân công địch, đây là vĩnh hằng bất biến đạo lý. Lâm Thanh Hạm đã đến, làm ở đây 80% nữ nhân, đều có nguy cơ cảm. Đây là một cái tràn ngập tiền tài hơi thở yến hội, nam nhân tư bản, ở chỗ trong tay bọn họ xí nghiệp, mà nữ nhân tư bản, chính là tự thân. Lâm Thanh Hạm, không thể nghi ngờ là cái này yến hội trong sảnh, tư bản nhiều nhất nữ nhân. Đây là ai a? Không phải vừa mới Na Na nói cái kia tới xin cơm đi. Một người mỹ nữ bước miêu bộ đi tới, thanh âm rất lớn. Cái gì xin cơm a? Nhân gia kia kêu tìm người đầu tư. Phía trước tên kia võng hồng mặt mỹ nữ phát ra một đạo âm dương quái khí thanh âm. Nga, đầu tư, ta thật chưa nói sai a, chính là tới xin cơm sao, khanh khách. Hai nữ nhân một người một câu, nhìn về phía Lâm Thanh Hạm thời điểm, trong ánh mắt đều tràn ngập khiêu khích. Muốn ta nói, tới xin cơm, cũng đừng quá có tính cách, muốn nhiều ít. 10 vạn vẫn là 20 vạn, bồi ban ăn ít bữa cơm, tùy tiện cũng liền thưởng ngươi. Lâm Thanh Hạm đứng ở nơi đó, nghe được lời như vậy, nàng nội tâm đệ nhất cảm thụ, chính là quay đầu rời đi, nhưng lý trí nói cho nàng, không thể làm như vậy. Ta là tới tìm người hợp tác, đây là ta danh thiếp. Lâm Thanh Hạm lấy ra tay bao, tự tay bao chung móc ra mấy tấm danh thiếp tới. Đứng ở Lâm Thanh Hạm người chung quanh xem Lâm Thanh Hạm cái này động tác, không ai tiến lên tiếp được nàng danh thiếp, ngược lại qua lại đối diện vài lần. Tên kia võng hồng mặt mỹ nữ, dẫn đầu phốc một tiếng bật cười, danh thiếp. Ta nói, ngươi là tới đậu bỉ sao? Nơi này ai muốn xem ngươi danh thiếp a? Thực sự có ý tứ, ngươi cảm thấy chính ngươi là thứ gì, còn muốn chúng ta tiếp ngươi danh thiếp? Là người nào đều có tư cách để danh thiếp? Một đạo thanh âm vang lên. Bên trong hỗn loạn châm chọc, đối với Lâm Thanh Hạm cái này ngoại lai người, đối với cái này về vẻ ngoài nghiền áp các nàng toàn thể nữ nhân, đang ngồi nữ tính, đều hy vọng nàng chạy nhanh rời đi. Thái Na có chút xấu hổ đứng ở một bên, hảo hảo, mọi người đều đừng nói nữa, Thanh Hạm là ta hảo bằng hữu, nàng lần này tới, chính là có cái tốt hạng mục, muốn tìm cái hợp tác đồng bọn, cái này liền không hàn huyên, mọi người đều trước nhận thức một chút, tới, Thanh Hạm, vị này chính là Tân Mầm. Thái Na cấp Lâm Thỉnh Hạm giới thiệu cái kia võng hồng mỹ nữ. Võng hồng mỹ nữ hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn tới Lâm Thanh Hạm liếc mắt một cái này làm cho Thái Na càng thêm xấu hổ. Cái này võng hồng mỹ nữ, tuy rằng tự thân không gì thế lực, mang nàng cùng trong vòng vài cái đại thiếu quan hệ đều nói không rõ, không gì người nguyện ý đắc tội nàng, bằng không ngày nào đó thổi thổi bên gối phong, cũng đủ người chịu được. Thái Na cười gượng hai tiếng, cấp Lâm Thỉnh Hạm giới thiệu hạ một người. Thanh Hạm, vị này chính là. Được rồi, đừng giới thiệu. Vừa mới châm chọc Lâm Thỉnh Hạm là xin cơm nữ nhân kia không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, cấp một ngoại nhân có cái gì hảo giới thiệu, ai còn không rõ ràng lắm cái ai a? Ngươi tới đòi tiền, liền làm tốt đòi tiền giác ngộ, ta cấp ban thiếu làm chủ, ngươi đương hắn bạn gái, này tiền, ban thiếu cho ngươi ra, 10 vạn vẫn là 50 vạn, tùy tiện. Ban Lỗ cười cười, hướng Lâm Thanh Hạm nói, mỹ nữ, tuy rằng nàng thay ta làm quyết định, nhưng ta cảm thấy cũng không tồi, thế nào, suy xét, cùng ta một đoạn thời gian, ngươi muốn tiền, ta cho ngươi đầu cũng có thể. Ha ha, này thổ nha đầu thật là đi rồi đại vận, có thể bị ban thiếu coi trọng, đời này đều không cần phấn đấu a. Một người nữ tính tuy rằng cười ha ha, nhưng từ nàng trong ánh mắt, vẫn là có thể nhìn ra một ít hâm mộ tới. Ban Lỗ ở cái này trong vòng, đều là tiếng tăm lừng lẫy đại thiếu, trong nhà gần 20 tỷ tài sản, tuyệt đối ngạo nhân. Lâm Thanh Hạm hơi hơi mỉm cười, ngữ khí lạnh băng nói, xin lỗi, ta đã kết hôn. Kết hôn, Ban Lỗ đánh giá Lâm Thanh Hạm, không sao cả a, ta không để bụng, ai nói ngươi kết hôn, liền không thể khi ta bạn gái. Ha ha, chính là a, ta nói mỹ nữ, ngươi này kết hôn mệt a, xem ra ngươi kia lão công cũng là cái kẻ bất lực, thế nhưng làm như vậy một vị mỹ nữ, ra tới giúp hắn thấu tiền. Lại một người đại thiếu đi rồi đi lên, vừa nói lời nói. Một bên tay liền không thành thật chiều Lâm Thanh Hạm trên cằm câu tới. Lâm Thanh Hạm lạnh lùng trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, một phen chụp bay đối phương bàn tay, ly ta xa một chút. U, tính tình còn rất đại,
bị Lâm Thanh Hạm chụp bay bàn tay đại thiếu, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn nàng. Đây là không trải qua quất a, lại một người, cố ý đem quất hai chữ cắn thực trọng, đưa tới một trận cuồng thiếu thanh. Ở đây người đều biết, này cái gọi là quất, là có ý tứ gì. Lâm Thanh Hạm nhìn ở đây những người này, giờ khắc này, nàng đột nhiên suy nghĩ, nếu Trương Huyền đi theo chính mình bên người, lúc này sẽ thế nào, hắn sẽ không chút nào cố kỵ đem trước mắt những người này toàn bộ giáo huấn một đốn đi. Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, dùng sức đem Trương Huyền thân ảnh từ chính mình trong đầu quên đi. Ta làm gì muốn suy nghĩ cái kia hoa tâm người, hắn nguyện ý cùng người khác ở bên nhau, liền phóng hắn đi. Ha ha, ta nếu là nàng lão công, nàng chịu thứ quất liền cho ta lấy cái mấy chục vạn trở về, ta chính là rất vui lòng a. Kia võng hồng mỹ nữ tân mầm nói. Ai nói không phải đâu, người nói đều làm người này ra tới, còn trang cái gì sói đuôi to, chính là tưởng đem chính mình bán cái giá cao sao. Nàng lão công cũng chính là cái phế vật. Châm chọc thanh lại lần nữa vang lên, tuy là Lâm Thanh Hạm lại có thể nhẫn, cũng tại đây ở không nổi nữa. Na na, ta liền đi trước. Mấy ngày nay ta đều sẽ ở Đều Hải, ước cái thời gian cùng nhau ăn cơm. Lâm Thanh Hạm cùng Thái Na nói một tiếng, xoay người liền phải rời đi. Đi, đi đâu a? Tên kia vừa mới bị Lâm Thanh Hạm chụp bay bàn tay đại thiếu một phen ngăn lại Lâm Thanh Hạm, người mới vừa đánh ta, hiện tại nói đi đã muốn đi. Nào có loại này đạo lý? Chính là, đánh người đã muốn đi a. Tân mầm đôi tay ôm ngực, mắt lé nhìn Lâm Thanh Hạm. Vây xem người. Cũng đều lộ ra một trận vui cười thanh, đối với bọn họ tới nói, Lâm Thanh Hạm chính là cái ngoài vòng người, nhìn Lâm Thanh Hạm ăn mệt, bọn họ đều còn cảm thấy rất có ý tứ. Tại đây yến hội thính tận cùng bên trong, còn có một cái tiểu biệt thính, này đừng thính tuy rằng không lớn, nhưng làm hiểu công việc người xem một cái, là có thể nhìn ra, này đừng thính tuyệt không phải người bình thường có thể tiến. Trước không nói này đừng thính cửa sổ dùng chống đạn pha lê, này vách tường chọn dùng cũng là một loại giá cao tài chất. Quang này đừng thính trên mặt đất phô thảm, chỉ là nho nhỏ một khối, liền giá trị liên thành, đã từng bán đấu giá giá cả đạt tới 320 vạn Mazi Kim, người thường dẫm lên đi, đều sẽ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Đừng trong phòng, có một trương bàn trà. Vài tên trung niên nam nhân ngồi ở trên bàn, lại chỉ là ngồi ở khách vị, chủ vị ngồi, là một người có phương Tây gương mặt trung niên nam nhân. Phí Lôi Tư tiên sinh, ngài lần này đã đến, thật là làm chúng ta lần cảm vinh hạnh. Ý Hiên cổ phần công ty hữu hạn ban tổng vẻ mặt lấy lòng tươi cười, hắn là ban lỗ phụ thân. Chương 335 đó là ta đại tẩu. Này gian đừng trong sảnh, Phí Lôi Tư ngồi ở chủ vị thượng, dùng lưu loát hoa hạ ngữ mở miệng nói, các ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta chính là lại đây chuyển một vòng, các ngươi nên thế nào liền thế nào. Phí Lôi Tư tuy rằng nói như vậy, nhưng ở đây này đó doanh nhân, ai dám có một tia thiếu cảnh giác a, nói trắng ra, bọn họ xí nghiệp hiện tại đều dựa vào trước mắt vị này tới giúp đỡ đâu, đối phương chỉ cần tâm tình hơi chút khó chịu một chút, nói ra triệt tư hai chữ, mọi người đều đến chết. Hảo, đều phóng nhẹ nhàng một chút, cái này quý báo biểu, các ngươi thống nhất nộp lên liền hảo, không cần thiết hiện tại liền cho ta xem, ta không cái này thời gian rỗi. Phí Lôi Tư đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo. Ban lỗ phụ thân, vội vàng chạy đến đường thính trước cửa, khom người thế Phí Lôi Tư đem đại môn mở ra. Đừng nhìn bọn họ trước mặt người khác, là thành công nhân sĩ, nhưng ở Phí Lôi Tư trước mặt, bọn họ vẫn là tương đương có tự mình hiểu lấy, thực minh xác biết, chính mình sở hữu tài sản, đối diện trước vị này Phí Lôi Tư tiên sinh tới nói, chín châu mất sợi lông mà thôi. Đừng thính môn mở ra, một trận ầm ĩ thanh truyền tiến Phí Lôi Tư trong tai. Cái gì phế vật, đồ đê tiện linh tinh từ, làm Phí Lôi Tư cảm giác thực chói tai. Sao lại thế này, Phí Lôi Tư nhíu nhíu mày. Nhìn về phía ban lỗ phụ thân. Ban lỗ phụ thân vội vàng lộ ra một bộ lấy lòng tươi cười, Phí Lôi Tư tiên sinh, ta lập tức đi xử lý. Ban lỗ phụ thân cười nịnh một tiếng sau, vội vàng hướng yến hội trong sảnh những cái đó vãn bối quát, đều xảo cái gì đâu, ban lỗ, ngươi cho ta lại đây. Đứng ở yến hội thính cửa ban lỗ vừa nghe chính mình phụ thân thanh âm, vội vàng chạy tới. Đồng thời, bởi vì ban lỗ phụ thân mở miệng, yến hội trong phòng ồn ào cũng giảm bớt rất nhiều. Sao lại thế này, xảo cái gì đâu, giống cái gì, ban lỗ phụ thân răn dậy một tiếng. Ban lỗ vội vàng cúi đầu, giải thích nói, ba, là có cái nữ nhân lại đây, nói làm đại gia cho nàng đầu tư, còn đặc biệt ngạo khí, cho nên. Ban lỗ không dám nói lời nói thật. Đầu tư, cái gì đầu tư,
Phí Lôi Tư tò mò hỏi một tiếng, "Ban, ta nhớ rõ, các ngươi công ty chính là làm đầu tư đi." "Là, là." Ban Lỗ phụ thân vội vàng gật đầu, theo sau vẻ mặt trách cứ đối Ban Lỗ nói, "Đối phương hợp tác kế hoạch là cái gì, ngươi đều hỏi sao?" Cúi đầu Ban Lỗ, trộm nhìn Phí Lôi Tư liếc mắt một cái, lại vội vàng đem ánh mắt thu hồi, thấp giọng nói, "Còn không có." "Vậy mau đi hỏi." Ban Lỗ phụ thân quát lớn một tiếng, ngay sau đó đối Phí Lôi Tư cười nói, "Phí Lôi Tư tiên sinh, bên này thỉnh." Phí Lôi Tư mới vừa gật đầu, lại nghe một trận thanh âm vang lên. "Được rồi, mau cút đi, hôm nay tính người vận khí tốt. Một cái nông thôn đến, thu hồi người tính cách đi. Trở về cho người kia phế vật lão công làm tư tưởng công tác, làm người buông ra một chút, một lần cho người cái mấy chục vạn, cũng không phải không được, ha ha ha." Một trận cười ầm lên tiếng vang lên. Lâm Thanh Hạm sắc mặt nhiều lần biến ảo, kỳ thật ở tới trước, cái này yến hội có ai, nàng đại khái đã hỏi thăm qua, trong lòng cũng có mấy cái hợp tác mục tiêu, cái kia Ban Lỗ gia ý hiên cổ phần công ty hữu hạn chính là cái không tồi đối tượng hợp tác. Chỉ tiếc, sự tình tiến hành, đều không phải là Lâm Thanh Hạm suy nghĩ như vậy. Yến hội thính đại môn mở ra, Lâm Thanh Hạm đi ra ngoài. Ở Lâm Thỉnh Hạm đi rồi, yến trong phòng vang lên một trận trách cứ thanh, cái kia võng hồng mặt mỹ nữ tân mầm nói, "Thái Na, người này Ngân Châu bằng hữu, không hiểu gì sự a." "Chính là, xin cơm nên có xin cơm thái độ mới đúng." Từng đạo thanh âm vang lên. Thái Na lắc lắc đầu, giải thích nói, "Các ngươi hiểu lầm, Thanh Hạm thật là tới tìm người hợp tác, nàng là Ngân Châu Lâm Thị tập đoàn người phụ trách." "Cái gì Lâm Thị tập đoàn, nghe cũng chưa nghe qua." Tân mầm cười nhạo một tiếng, "Còn có người nói cái kia Ngân Châu, một cái Tây Bắc tiểu thành thị đúng không? Kia thông võng sao, ha ha ha." Tân mầm cùng Thái Na thanh âm truyền tới Phí Lôi Tư trong tai. Ở nghe được Ngân Châu hai chữ thời điểm, Phí Lôi Tư liền ở lâu hạ tâm, lão đại của mình cũng ở cái kia thành thị, mà Thái Na trong miệng Lâm Thị tập đoàn, cùng với Thanh Hạm cái tên kia, làm Phí Lôi Tư trong lòng một trận mãnh nhảy, đây là đại tẩu. Phí Lôi Tư sắc mặt một trận mãnh biến, đại tẩu tại đây, bị người nhục nhã. Hắn đẩy ra trước người người, trực tiếp đi đến Thái Na trước mặt, mở miệng nói, "Nữ oa, người mới vừa nói người kia, là Ngân Châu Lâm Thị tập đoàn, có phải hay không kêu Lâm Thanh Hạm?" Thấy Phí Lôi Tư tiên sinh đối chính mình nói chuyện, Thái Na tức khắc có loại không biết làm sao cảm giác, vội vàng gật đầu, "Là, chính là nàng, Phí Lôi Tư tiên sinh, các ngươi nhận thức." "Đâu chỉ nhận thức, đó là ta đại tẩu." Phí Lôi Tư vẻ mặt phẫn nộ đáp lại. Nghe được Phí Lôi Tư lời này, toàn bộ yến hội trong phòng người, tất cả đều trong lòng nhảy dựng, cảm thấy đại sự không ổn. Phí Lôi Tư quay đầu nhìn về phía Ban Lỗ phụ thân, "Các ngươi thật là làm tốt lắm. Liền ta đại tẩu đều dám nhục nhã, này bút chướng, ta sẽ cùng các ngươi hảo hảo tính." Phí Lôi Tư nói xong, không có nhiều để ý tới này yến hội trong sảnh người, lập tức chạy ra yến hội thính, đuổi theo. Nhìn Phí Lôi Tư kia nôn nóng bộ dáng, yến hội trong phòng người, đều có chút dại ra. "Tình huống như thế nào?" "Phí Lôi Tư tiên sinh đại tẩu." Ban Lỗ phụ thân mình phát ra rất nhỏ run rẩy, hắn nhìn về phía chính mình nhi tử, hô hấp đều thô nặng không ít. "Ngươi làm cái gì?" "Làm cái gì? A, ta, Ban Lỗ không biết làm sao, cha, ta không biết a." "Không biết, hảo một cái không biết, ngươi có hiểu hay không, đắc tội Phí Lôi Tư tiên sinh, là cái dạng gì hậu quả? Các ngươi những người này, thật là vô pháp vô thiên. Chuyện này nếu giải quyết không được, các ngươi mọi người, đều trốn không thoát can hệ." Ban Lỗ phụ thân ánh mắt nhìn quét toàn bộ yến hội trong phòng mọi người, trong mắt tràn ngập lửa giận. Đồng dạng, những cái đó cùng Ban Lỗ cùng thế hệ doanh nhân, giờ phút này cũng đều ở phẫn nộ, này yến hội trong phòng người trẻ tuổi chung, cũng có bọn họ vãn bối, việc này nếu Phí Lôi Tư tiên sinh thật sự muốn truy cứu xuống dưới, ai đều không có hảo trái cây ăn. Phí Lôi Tư đuổi theo ra yến hội thính, liếc mắt một cái liền thấy được đi ở hành lang cuối Lâm Thanh Hạm. "Đại tẩu, đại tẩu!" Phí Lôi Tư một bên chạy một bên hô lớn. Này đại tẩu hai chữ Lâm Thanh Hạm nghe được. Căn bản là không ý thức được là có người ở kêu chính mình, cũng may thang máy không tới, nếu không Phí Lôi Tư thật đúng là đuổi không kịp nàng. "Đại tẩu, không nghĩ tới tại đây nhìn thấy ngươi." Phí Lôi Tư vào tới Lâm Thanh Hạm trước người. "Nha, Phí Lôi Tư." Lâm Thanh Hạm tuy rằng chỉ cùng Phí Lôi Tư ăn qua một bữa cơm, nhưng một chút liền nhận ra tới. "Ha ha, đại tẩu ngươi còn nhớ rõ ta à?" Phí Lôi Tư gãi gãi đầu, "Ta mới vừa ở cái kia yến hội đại sảnh. Nghe người ta nói ngươi đã đến rồi,
liền chạy nhanh đuổi tới. Lâm Thanh Hạm tự giễu cười một chút, nghe được không phải cái gì lời hay đi. Phí Lôi Tư vẫy vẫy tay, đều là một đám không đầu óc ngoạn ý, đại tẩu ngươi đừng để ý, ta nghe nói, ngươi là tới tìm người cho ngươi đầu tư a. Như thế nào, công ty gặp được cái gì vấn đề sao? Chương 336 cung kính thái độ. Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, cũng không có gì, công ty yêu cầu phát triển, tìm cá nhân hợp tác. Phí Lôi Tư nghe xong, nói, đại tẩu, ngươi trước đừng đi, cùng ta trở về, ta làm những người đó cho ngươi xin lỗi. Thôi bỏ đi, Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, nàng ra tới thời điểm, đã nghĩ đến chính mình khả năng sẽ chịu chút xem thường, chỉ là không nghĩ tới, sẽ là như thế này, chính mình hiện tại lại trở về, không phải cấp Phí Lôi Tư thêm phiền toái sao. Như thế nào có thể tính? Phí Lôi Tư trên mặt sinh ra tức giận, đi, đại tẩu. Thật sự không cần, Lâm Thanh Hạm một cái kính xua tay, còn có, ngươi cũng đừng gọi ta đại tẩu, ta cùng Trương Huyền hắn. Lập tức liền phải ly hôn. Đang nói ly hôn thời điểm, Lâm Thanh Hạm trong mắt, không tự chủ xuất hiện cô đơn thần sắc. Ly hôn, Phí Lôi Tư đôi mắt chừng lão đại, đại tẩu, ngươi có phải hay không cùng lão đại hắn có gì hiểu lầm a? Lão đại hắn như vậy ái ngươi, các ngươi. Các ngươi như thế nào liền phải ly hôn? Hắn yêu ta sao? Lâm Thanh Hạm cười cười, trong đầu lại hiện lên ngày hôm qua buổi chiều nhìn đến kia một màn, nếu hắn thật sự yêu ta, lại như thế nào sẽ cõng ta làm ra những việc này? Ái, tuyệt đối ái ngươi, Phí Lôi Tư không có do dự gật đầu, đại tẩu, ta chưa từng gặp qua lão đại hướng đối đãi ngươi giống nhau đối đãi người khác, hai ngươi phải có cái gì hiểu lầm, nhất định phải giải trừ a, nếu các ngươi thật ly hôn, ta bảo đảm lão đại nhất định sẽ điên. Hiểu lầm, Lâm Thanh Hạm lẩm bẩm một tiếng, nàng cũng nhiều hy vọng, đây là một hồi hiểu lầm a, nhưng cũng không phải, hắn thậm chí liền một câu nói thật cũng chưa nói cho chính mình. Yến hội thính đại môn mở ra, một đám người trẻ tuổi chạy ra yến hội thính, vừa mới còn vẻ mặt kiêu ngạo tân mầm, lúc này chạy ở đằng trước, vò tới Lâm Thanh Hạm trước người. Thực xin lỗi Lâm cô nương, là ta không hiểu chuyện, ngài tha thứ ta đi. Có thể nhìn thấy, tân mầm trên má, đã sưng đỏ. Hiển nhiên vừa mới bị người đánh quá, hiện tại chạy đến Lâm Thanh Hạm trước người, tân mầm một bên xin lỗi, một bên múa may bàn tay, dùng sức quất đánh chính mình mặt. Lâm Thanh Hạm bị trước mắt như vậy biến cố, làm đến sửng sốt. Vừa mới ở yến hội trong phòng, cái này tân mầm, có thể nói là thái độ nhất kiêu ngạo người. Lâm cô nương, thực xin lỗi, là ta sai rồi, ngài tha thứ ta đi. Vừa mới tên kia ngăn lại Lâm Thanh Hạm đường đi đại thiếu. Giờ phút này cũng thấp đầu, đứng ở Lâm Thanh Hạm trước người. Lâm cô nương, ta vì ta vừa rồi hành vi cảm thấy xin lỗi. Ban lỗ đồng dạng cúi đầu đứng ở Lâm Thanh Hạm trước người. Lâm Thanh Hạm nhìn trước mặt những người này, không biết bọn họ là sướng cái gì diễn, vừa mới còn đối chính mình ở trong lời nói mọi cách nhục nhã, hiện tại lại biểu hiện ra một bộ xin lỗi bộ dáng. Các ngươi còn có mặt mũi đứng, vừa mới ai đối Lâm cô nương nói năng lỗ mãng, đều quỳ xuống. Ban lỗ phụ thân một tiếng quát chói tai. Ban lỗ hai chân mềm nhũn, đương trường quỳ xuống, hai đầu gối rơi xuống đất, phát ra thình thịch một tiếng. Bao gồm vừa mới tên kia đại thiếu, tân mầm, cùng với cùng tân mầm cùng nhau, nói ra Lâm Thanh Hạm là tới xin cơm tên kia mỹ nữ, cũng tất cả đều quỳ gối Lâm Thanh Hạm trước mặt. Ban lỗ phụ thân vẻ mặt lấy lòng đối Phí Lôi Tư cười nói, Phí Lôi Tư tiên sinh, ngài xem, này đó vãn bối nhóm không hiểu chuyện, vừa mới đắc tội đại tẩu. Hiện tại thỉnh đại tẩu tùy ý trách phạt. Chậm, Phí Lôi Tư hừ lạnh một tiếng, ta đã làm người triệt tư, các ngươi mọi người, chờ gặp phải ngân hàng mắc nợ đi, có thể căng bao lâu, là các ngươi chính mình tạo hóa. Phí Lôi Tư nói, làm ban lỗ phụ thân, cùng với những cái đó vừa mới cùng nhau ngồi ở tiểu biệt đại sảnh người, tất cả đều sắc mặt mãnh biến, thật muốn triệt tư, kia ngân hàng cách xù cho vay, sẽ làm bọn họ cả đời này, đều không thể xoay người. Phí Lôi Tư tiên sinh, ngài đại nhân có đại lượng, tạm tha quá chúng ta một hồi đi. Thật là bọn nhỏ không hiểu chuyện a. Đúng vậy Phí Lôi Tư tiên sinh. Bỏ qua cho các ngươi. Phí Lôi Tư cười lạnh, này đã là bỏ qua cho các ngươi nên may mắn, ta đại ca không ở nơi này, nếu không liền các ngươi đối đại tẩu nói những lời này, tuyệt đối không thấy được mặt trời của ngày mai. Lâm Thanh Hạm nhìn trước mặt phát sinh sự, có chút hồi bất quá kính tới. Phí Lôi Tư, liền lần trước ở khách sạn. Cùng đại gia cùng nhau nói giỡn, kêu chính mình đại tẩu, còn chơi bảo bán manh người, hiện tại một câu, khiến cho này đó giá trị con người mấy chục tỷ các doanh nhân, mở miệng xin tha. Hắc hắc, cái kia đại tẩu,
Phí Lôi Tư đối Lâm Thanh Hạm cười, đại tẩu a, lão đại hắn người này, trong lòng tuyệt đối là ái ngươi, ngươi cũng đừng xúc động, cùng hắn nhiều tán gẫu một chút, hắn luôn thích đem chính mình tình cảm giấu ở trong lòng, như vậy, chúng ta trước cùng nhau ăn một bữa cơm, đem đầu tư sự giải quyết, ngươi quay đầu lại về nhà, lại cấp lão đại hắn một cái cơ hội. Phí Lôi Tư đối Lâm Thanh Hạm nói chuyện thái độ, lại lần nữa làm ban lỗ phụ thân đám người, ý thức được lần này sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng. Một cái có thể làm Phí Lôi Tư tiên sinh lấy lòng ngữ khí tới người nói chuyện, thế nhưng bị chính mình hậu bối, ở trong lời nói cấp xung đột. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, đi theo Phí Lôi Tư, một lần nữa chiều yến hội trong phòng đi đến. Ăn cơm thời điểm, Phí Lôi Tư làm cho Lâm Thanh Hạm mặt gọi điện thoại đi ra ngoài, làm trong điện thoại người phóng tin tức đi ra ngoài, nói chính mình đại tẩu tới tìm người nói chuyện hợp tác, cố ý hướng lập tức đến khách sạn tới. Phí Lôi Tư này điện thoại đánh ra đi, Lâm Thanh Hạm cơm còn không có ăn xong, liền nhìn đến một đám lại một nhóm người ùa vào yến hội thính. Những người này đầu tiên là đi đến Phí Lôi Tư trước mặt, cung kính hỏi một câu Phí Lôi Tư tiên sinh hảo, sau đó hướng Lâm Thanh Hạm đưa ra chính mình danh thiếp, Lâm nữ sĩ ngài hảo, ta đối ngài hợp tác kế hoạch phi thường có hứng thú, hy vọng có cái này vinh hạnh, có thể cùng ngài hợp tác. Lâm Thanh Hạm có chút ngây người nhìn đối phương truyền đạt danh thiếp, chính mình liền hợp tác kế hoạch là cái gì, từ đầu tới đuôi cũng chưa nói a. Nàng nhìn mắt đối phương danh thiếp thượng giới thiệu, đều Hải Hoan Hằng khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn, thị giá trị trăm tỷ xí nghiệp. Lâm nữ sĩ ngài hảo, ta là Ca Chiều chế tạo đồng sự Khang Thanh Vinh. Ca Chiều chế tạo, một cái trải rộng toàn hoa hạ xí nghiệp, đã từng có phỏng vấn đưa tin, Ca Chiều chế tạo này một năm, chỉ là phí, đều ở 300 triệu trở lên. Lâm nữ sĩ ngài hảo, ta là Bác Cường Mậu Dịch Tôn Bác, hy vọng cùng ngài hợp tác. Lâm Thanh Hạm nhìn chính mình trước mặt chất đống danh thiếp, này đó danh thiếp thượng, xí nghiệp quy mô nhỏ nhất, thị giá trị đều ở 800 triệu, mỗi một cái, đều là nghe nhiều nên thuộc xí nghiệp lớn. Này đó xí nghiệp, Lâm Thanh Hạm nếu có thể nói cái tiếp theo, có thể cùng Lâm Thị hợp tác, đối Lâm Thị tới nói, đều là thiên đại chuyện tốt. Mà hiện tại, thế nhưng có mười mấy gia, làm chính mình tùy tiện chọn lựa. Hơn nữa bọn họ thái độ, có thể nói được thượng là phi thường cung kính cùng thành khẩn. Lâm Thanh Hạm nhìn trước mặt Phí Lôi Tư, nàng đối Phí Lôi Tư thân phận, cảm thấy khiếp sợ. Thái Na đi đến Lâm Thanh Hạm bên người, lôi kéo Lâm Thanh Hạm ống tay áo, Thanh Hạm, người thật là có thể nhận a, rõ ràng nhận thức Phí Lôi Tư tiên sinh như vậy đại nhân vật, còn làm ta giúp ngươi giới thiệu hợp tác người. Phí Lôi Tư hắn rất có danh sao? Lâm Thanh Hạm khó hiểu hỏi. Nàng cũng rất muốn biết Phí Lôi Tư rốt cuộc là người nào, có thể làm nhiều như vậy xí nghiệp lớn người phụ trách tới chủ động kỳ hảo. Chương 337 thượng cổ mánh khóe bịp người. Nổi danh, Thái Na một bộ hoạt kiến quỷ bộ dáng nhìn Lâm Thanh Hạm, Thanh Hạm, người này vấn đề cũng liền hỏi ta, muốn hỏi người khác, người đến bị chê cười chết, Phí Lôi Tư tiên sinh sau lưng tập đoàn tài chính, tuy rằng không ai cũng không biết, hiện tại chỉ biết chính là, đều hải có rất nhiều đại hình xí nghiệp. Đều có Phí Lôi Tư tiên sinh đầu tư, chính là ban lỗ những người đó, tất cả đều là dựa vào Phí Lôi Tư tiên sinh, này Phí Lôi Tư tiên sinh một triệt tư, bọn họ liền tất cả đều đổ. Thanh Hạm, người tìm cái dạng gì lão công a, liền Phí Lôi Tư tiên sinh đều phải gọi đại ca người. Này, Lâm Thanh Hạm nhìn Phí Lôi Tư, nếu không phải hôm nay chứng kiến, nàng như thế nào đều không thể tưởng được, ngày đó ở Tân Khải khách sạn ghế lô còn chơi bảo bán manh người, thế nhưng có lớn như vậy năng lượng. Thái Na suy đoán, không phải là nước nào hoàng tử đi. Phí Lôi Tư tiên sinh cùng rất nhiều quốc gia hoàng thất đều có quan hệ mật thiết. Hoàng tử, Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, trong đầu không cấm xuất hiện Trương Huyền thân ảnh, liền hắn như vậy, động bất động xuyên cái bờ cát quần dép lào tán loạn, còn hoàng tử đâu? Thái Na lại đoán, đó chính là cái nào tập đoàn tài chính lớn người thừa kế. Cũng không phải, Lâm Thanh Hạm tiếp tục lắc đầu. Đó là ai a? Thái Na có chút nhụt chí, ở trong mắt nàng, cũng liền những cái đó tập đoàn tài chính người thừa kế, hoặc là hoàng thất hoàng tử có thể cùng Phí Lôi Tư tiên sinh xưng huynh gọi đệ, đến nỗi cái gì tiểu minh tinh gì, ở này đó kẻ có tiền trong mắt, chính là con hát mà thôi. Là, Lâm Thanh Hạm cắn cắn môi đỏ, một người bình thường. Người thường, Thái Na rõ ràng không tin, lừa ai ăn ngươi. Ban đêm 8 giờ, một chiếc xe buýt chạy ở Ngân Châu đi Thông An thị trên đường cao tốc. Trương Huyền ngồi ở xe buýt thượng, nhắm mắt giả ngủ. Bạch Trì nói cho Trương Huyền, âm thầm cái kia hướng Lâm Thanh Hạm động thủ người, giờ phút này nhìn chằm chằm hắn nhìn chằm chằm đến càng ngày càng gấp, muốn lặng yên không một tiếng động đi trước Yến Kinh,
cần thiết đến chú ý ẩn nấp hành tung, xe buýt không thể nghi ngờ là một loại thực tốt phương pháp. Trương Huyền nhìn thời gian, đại khái còn có một giờ, là có thể đến An Thị, xe buýt trạm cuối là An Thị ga tàu hỏa, cưỡi xe lửa, đi trước Yến Kinh, tuy rằng hao phí thời gian trường một chút, nhưng sẽ không bại lộ hành tung. Xe buýt người trên đều thực an tĩnh, loại này đường dài sẽ làm người có vẻ thực mỏi mệt. Trên xe, một người chát đuôi ngựa mắt to mỹ thiếu nữ hấp dẫn Trương Huyền lực chú ý. Cái này mỹ thiếu nữ ngồi ở Trương Huyền sườn hàng phía trước, ăn mặc một cái màu đen váy liền áo, làn váy lưu đến đầu gối chỗ, một đôi màu đen ngói miếng, phối hợp màu đen tiểu giày da, có vẻ nghịch ngợm đáng yêu. Trúc Linh, nhà đầu này, như thế nào sẽ tại đây xuất hiện? Trương Huyền trong miệng lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, liền ngồi ở hắn nghiêng sườn phương cái này tiểu lô ly, đúng là Trương Huyền một cái bạn tốt cháu gái. Trương Huyền lấy ra di động, bước lên một cái đặc thù trang web. Đây là một cái cùng loại với mạng xã hội đồ vật, mặt trên tuyên bố đồ vật, nếu bị người nhìn đến, sẽ chấn động. Treo giải thưởng A cấp đào phạm, tiền thưởng 500 vạn. Tìm 150 niên đại trở lên dã sơn tham, giá cả tùy ý khai. Dưới mặt đất thế giới, có như vậy một nhóm người, được xưng là thợ săn tiền thưởng, bọn họ có thể làm ra bất luận cái gì sự tình, chỉ cần tiền chạy đến vị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cái này trang web, chính là chuyên môn vì thợ săn tiền thưởng thiết lập, muốn tiến vào cái này trang web, cần thiết có chuyên gia giới thiệu, trải qua tầng tầng xét duyệt mới được, thả tự thân thực lực muốn đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Trương Huyền lật vài tờ, ở một cái tiền thưởng nhiệm vụ thượng, nhìn đến chính mình muốn tìm tin tức, hắn khóe miệng gợi lên một mặt cười, quả nhiên. Trúc gia lão gia tử, treo giải thưởng ngàn vạn, tìm cháu gái rơi xuống. Trương Huyền nhìn đang ở kia vui vui vẻ vẻ mân mê chính mình di động Trúc Linh, trong lòng cười, lão Trúc gia hỏa này, hiện tại phỏng trừng cấp muốn chết đi, này hòn ngọc quý trên tay có thể chạy này tới, khẳng định là chuồn êm ra tới. Trương Huyền đôi tay ôm lấy cái gáy, dựa nằm ở trên chỗ ngồi, lược có tính thú nhìn chằm chằm Trúc Linh, phát hiện cô nàng này chính chơi một khoản bắn nhau trò chơi, còn không dừng dùng giọng nói cùng trong trò chơi đồng đội giao lưu. Mau mau mau, 98K cho ta, tiểu ca ca. Cho ta được không sao? Trương Huyền lắc lắc đầu, hắn cảm giác, chính mình thật là có chút tách rời, hiện tại mọi người đều mê chơi trò chơi, hắn ngược lại là không có gì hứng thú. Buổi tối 9 giờ 20 phân, xe buýt ở An Thị ga tàu hỏa dừng lại. Trương Huyền đi đến lấy phiếu cơ trước, đưa vào Bạch Trì cho hắn cung cấp giấy chứng nhận hào, Trương Huyền nhìn đến, Trúc Linh cũng ở lấy phiếu, liếc mắt một cái, đối phương đi trước địa điểm, cùng chính mình giống nhau như đúc, đều là Yến Kinh. Xe lửa là buổi tối 10 giờ rưỡi, Trương Huyền muốn ở phòng đợi, ít nhất chờ đợi nửa giờ thời gian, xe lửa mới có thể tiến trạm. Tìm cái chỗ ngồi, Trương Huyền ngồi đi lên, tự hỏi hạ kế tiếp phải làm sự. Từ An Thị đến Yến Kinh, yêu cầu 2 ngày 2 đêm xe trình, Yến Kinh kia ra họ Tô tin tức, Bạch Trì cũng tất cả đều chia Trương Huyền, họ Tô ở Yến Kinh, là một đại gia tộc, thả gia tộc thế lực còn có chút cường. Thông qua các loại con đường, Trương Huyền còn hỏi thăm ra tới. Đối phương cùng thế giới ngầm chung Tô gia có chút quan hệ. Tô gia dưới mặt đất thế giới, cùng lưỡi dao sắc bén có không sai biệt lắm địa vị. Đương biết này đó sau, Trương Huyền trong lòng nghi hoặc càng sâu. Cho tới nay, Hoa Hạ rất ít có thế lực sẽ tham dự đến thế giới ngầm tranh đấu chung, bọn họ vì cái gì sẽ đối Lâm Thanh Hạm động thủ đâu. Trương Huyền kế hoạch, chính mình lần này đi, trước không nóng nảy đối Tô gia xuống tay, đến đem việc này làm minh bạch mới được, chỉ cần là về Lâm Thanh Hạm. Trương Huyền đều phải hỏi thăm rõ ràng mới được. Trương Huyền đang ở trong đầu tự hỏi chính mình nên làm như thế nào đâu, bên tai liền truyền đến một trận tiếng ồn ào. Đại thúc, này khẳng định là giả, nào có lon hoàn có thể đổi 5 vạn đồng tiền, ngươi nhưng đừng bị lừa. Đi đi đi, tiểu nha đầu ngươi biết cái gì, ngươi không phát tài đừng chống đỡ người khác phát tài a, không mua cho ta, ta nói lão đại ca, ngươi cho ta mua, 5.000 đổi 5 vạn, ngốc tử mới không làm đâu. Bán ta, ta muốn. Trương Huyền quay đầu vừa thấy, liền thấy một bên, chính vây quanh không ít người, một người ăn mặc mộc mạc, còn có một cái bao lớn đại tỷ, đang đứng ở nơi đó, một đám người đều vây quanh ở bên người nàng. Trương Huyền nhìn thoáng qua, đại khái minh bạch là chuyện như thế nào. Này đại tỷ uống coca, kết quả một khai lon kéo hoàn thượng biểu hiện trúng thưởng 5 vạn, đại gia không biết sao hồi sự, liền tìm người hỏi một chút, người kia nói. Đại tỷ trúng thưởng, trúng 5 vạn,
chỉ có thể ở bản địa đổi tặng phẩm, lấy bản địa thân phận chứng liền có thể. Đại tỷ nói chính mình không có bản địa thân phận chứng, người kia liền ý tứ chính mình 2.000 đồng tiền từ đại tỷ kia đem lon hoàn mua tới. Một bên một cái đại thúc nhìn đỏ mắt, đi lên nói chính mình nguyện ý ra 5.000, vẫn là tiền mặt. Đại tỷ vừa nghe lời này, liền đồng ý đem lon hoàn bán cho đại thúc. Kết quả nguyên bản ở một bên xem náo nhiệt Trúc Linh nhìn không được, liền ra tiếng nhắc nhở cái kia đại thúc. Trương Huyền bật cười, này đều có thể nói thượng cổ lưu lại mánh khóe bịp người, sao bây giờ còn có người hướng đi xứ đâu. Chương 338 rồng rắn hỗn tạp. Tiểu nha đầu, đừng quấy rối, lăn một bên đi. Trước hết mở miệng hỏi đại tỷ mua lon hoàn người kia chừng mắt nhìn Trúc Linh liếc mắt một cái. Tên kia ăn mặc mộc mạc đại tỷ, cũng hung tợn nhìn thoáng qua Trúc Linh, trong mắt tràn ngập uy hiếp hương vị. Trúc Linh đôi tay một chống nạnh, ta không lăn lại làm sao vậy, các ngươi này đó kẻ lừa đảo, nhân ra cực cực khổ khổ kiếm tiền, đều bị các ngươi lừa đi, các ngươi sẽ không sợ ra cửa bị xe đâm sao. Tiểu nha đầu, cút đi. Ở Trúc Linh phía sau, xuất hiện hai gã trung niên nam nhân, hai người tay chiều Trúc Linh trên người chộp tới. Giống nhau loại này hành lừa, đều là đội gây án, nhân số rất nhiều. Liền ở kia hai gã trung niên nam nhân tay sắp bắt được Trúc Linh trên vai thời điểm, Trương Huyền đột nhiên tễ lại đây, đem hai người tễ đến một bên đi. Đại thúc, không thể mua a, không tin ngươi dùng di động lên mạng tra một chút, như vậy mánh khóe bịp người nơi nơi đều là. Trúc Linh hoàn toàn không có ý thức được vừa mới đã có người phải đối chính mình động thủ, còn đứng ở nơi đó, khuyên tên kia muốn bỏ tiền trung niên nam nhân. Nguyên bản tên này trung niên nam nhân đều muốn trả tiền, kết quả bị Trúc Linh khuyên, sinh sôi đem tiền trang trở về, đối tên kia phụ nữ nói, đại muội tử, ta đây liền không mua đi, vị tiểu huynh đệ này cũng muốn, ngươi liền bán hắn hảo. Trung niên nam nhân chỉ một chút chính mình bên người người nọ. Không được, lão đại ca, phụ nữ lắc lắc đầu, mới vừa đều nói bán ngươi, liền bán ngươi, này yêm cũng không có bổn thị thân phận chứng, vô pháp lãnh tiền. Ai, tính tính, không mua. Trung niên nam nhân cũng có chút ý thức được không thích hợp, phất phất tay, chiều đám người ngoại đi đến. Đại ca, người đừng đi a, đại ca. Phụ nữ trung niên ngăn cản nửa ngày, cũng không ngăn lại. Mắt thấy tới tay vịt cấp bay, phụ nữ trung niên chờ một chúng đội, tất cả đều mắt mang lửa giận trừng mắt Trúc Linh. Trúc Linh như là không ý thức được phát sinh chuyện gì giống nhau, nhảy nhót đi đến một bên, lấy ra di động, vui vui vẻ vẻ chơi khởi trò chơi tới. Trương Huyền bất đắc dĩ cười, này thật đúng là một cái mới ra xã hội nha đầu. Mặc kệ nói như thế nào, Trương Huyền cùng Trúc Linh nàng ra ra quan hệ cũng không tệ lắm, tổng không thể nhìn lão hữu cháu gái ăn gì mệt, Trương Huyền liền ngồi đến ly Trúc Linh không xa vị trí. Không ra Trương Huyền sở liệu, vài phút sau, vừa mới kia phụ nữ trung niên, cùng với cái thứ nhất ra tiếng muốn mua phụ nữ trung niên cái kia lon hoàn thanh niên, bao gồm còn tưởng đối Trúc Linh xuống tay, kết quả bị Trương Huyền ngăn lại hai gã trung niên. Chiều Trúc Linh vây quanh lại đây. Tiểu nha đầu, liền ngươi thích xen vào việc người khác đúng không? Bốn người đứng ở Trúc Linh trước người, đem Trúc Linh vây quanh lên. Nguyên bản một ít ngồi ly Trúc Linh hơi gần người, giờ phút này đều dịch hạ mông, chiều một bên giật giật, sợ nơi này sự liên lụy đến chính mình. Trúc Linh ngẩng đầu nhìn mắt trước mắt mấy người, mắt to trung lộ ra khinh thường thần sắc, các ngươi này đó kẻ lừa đảo, liền biết lừa người thành thật, cái kia đại thúc vốn dĩ xuyên liền không tốt. Các ngươi còn lừa hắn tiền. Cùng ngươi có quan hệ sao? Thanh niên cười lạnh, nhéo nhéo chính mình nắm tay. Tiểu nha đầu, quản hảo chính ngươi đi, cùng lão tử đi. Một nam nhân trung niên bước đi đi lên, bắt lấy Trúc Linh cánh tay, ánh mắt lộ ra một lau xuống lưu thần sắc, người bộ dáng này nhưng thật ra không tồi, cũng có thể bán cái hảo giá cả. Các ngươi làm gì? Trúc Linh một phen ném ra trung niên nam nhân tay, lại vây quanh ở nơi này ta liền báo nguy. Báo nguy. Bốn người vừa nghe Trúc Linh nói, trên mặt đều không tự giác lộ ra một mạt ý cười. Phụ nữ trung niên nói, ngươi muốn báo nguy, chúng ta còn báo cảnh đâu. Tiểu Đỗ, ta nhớ rõ ngươi tỷ phu liền tại đây đương đội trưởng đúng không? Kia cần thiết, này một mảnh, ta nói tính. Thanh niên đầu một ngẩng, lộ ra một bộ ngạo nghễ, ngay sau đó gọi điện thoại đi ra ngoài. Thực mau, một người hơn 30 tuổi, thân xuyên nhân viên bảo vệ chế phục người đã đi tới, trong tay cầm cái bộ đàm. Nhìn uy nghiêm thực, hướng thanh niên hỏi, tiểu Đỗ, sao lại thế này, ai tại đây nháo sự? Tỷ phu, chính là nàng. Thanh niên duỗi tay, chỉ một chút Trúc Linh. Tên này nhân viên bảo vệ đội trưởng mắt lộ ra khó chịu ánh mắt, tiểu nha đầu, ta
ta hoài nghi ngươi hành lễ giữa mang theo vi phạm lệnh cấm vật phẩm, cùng ta hiệp trợ hạ điều tra. Nhân viên bảo vệ đội trưởng nói, liền đem Trúc Linh bối bọc nhỏ cầm lên. Ta nào có cái gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm, vừa mới đều qua an kiểm, ngươi cùng này đó kẻ lừa đảo chính là một đám. Trúc Linh đứng dậy, lớn tiếng nói. Ít nói nhảm, theo ta đi. Nhân viên bảo vệ đội trưởng bắt lấy Trúc Linh cổ áo, liền đem Trúc Linh chiều phòng cảnh vụ phương hướng đẩy đi. Chung quanh người nhìn, không có một cái dám ra tiếng, sợ đem chính mình liên lụy tới rồi. Vị này đồng chí, ta muội muội bao liền lớn như vậy điểm, các người muốn kiểm tra, hiện tại kiểm tra không được sao. Trương Huyền thanh âm, ở mấy người phía sau vang lên. Nhân viên bảo vệ đội trưởng quay đầu, nhìn mắt đứng ở chính mình phía sau Trương Huyền, nhíu mày nói, ngươi lại là người nào? Ta là nàng ca ca. Trương Huyền chỉ vào Trúc Linh nói, muốn kiểm tra, liền hiện tại kiểm tra hảo. Ta cho các ngươi đi phòng cảnh vụ, không nghe được sao? Nhân viên bảo vệ đội trưởng hét lớn một tiếng. Như vậy tiếng hô, dọa đứng ở bên cạnh Trúc Linh nhảy dựng. Trương Huyền đào đào lỗ tai mắt, giống cái gì giống a, muốn kiểm tra liền hiện tại. Ha ha, nhân viên bảo vệ đội trưởng cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi thực kiêu ngạo sao, chống đối cảnh vụ nhân viên đúng không, ngươi cho ta chờ. Nhân viên bảo vệ đội trưởng nói xong, liền cầm lấy bộ đàm, nói câu có người nháo sự. Thực mau, một đội nhân viên bảo vệ liền đã đi tới. Đem hai người bọn họ cho ta mang phòng cảnh vụ đi, ta hoài nghi này hai người trên người có dấu nguy hiểm vật phẩm, nếu dám phản kháng, trực tiếp đánh là được. Đúng rồi, cái kia nữ, nàng đem đồ vật tàng đến trong quần áo, từ từ đến đem nàng quần áo cởi, hảo hảo kiểm tra. Nhân viên bảo vệ đội trưởng quát chói tai một tiếng. Những cái đó tới rồi nhân viên bảo vệ, nhìn Trúc Linh kia đáng yêu bộ dáng, đều lộ ra một bộ chúng ta hiểu bộ dáng. Các vị đại ca, các ngươi nhưng đến hảo hảo cha a, đêm nay ta định rồi cái bao, tan tầm cùng nhau uống rượu. Tên kia hành lừa thanh niên nói một tiếng. Trong đó vài tên nhân viên bảo vệ, hiển nhiên cùng này thanh niên quan hệ không tồi. Hành, tiểu đỗ, yên tâm đi. Trong khoảng thời gian này sinh ý thế nào a? Thanh niên ha hả cười, ít nhiều chư vị đại ca chiếu cố. Trương Huyền hờ hững nhìn này hết thảy. An thị, làm một cái siêu đại đô thị, ga tàu hỏa loại địa phương này, vẫn luôn là rồng rắn hỗn tạp, người nào đều có, tồn tại như vậy hiện tượng, cũng không kỳ quái, rốt cuộc một ít làm người nhìn không có gì sự tình, trong đó mang đến ích lợi, đó là cự đại hóa. Một chúng nhân viên bảo vệ nhìn Trương Huyền, anh em, đi thôi, đi phòng cảnh vụ, đừng buộc chúng ta thỉnh ngươi đi a. Cái này thỉnh tự, bị cắn thực trọng. Trương Huyền không sao cả cười cười, vỗ vỗ Trúc Linh bả vai, đi thôi. Trúc Linh lắc lắc đầu, ta mới không cần đi, bọn họ rõ ràng chính là một đám. Kia làm sao bây giờ? Trương Huyền cười hỏi một tiếng, nhân gia hiện tại nói ngươi trang hàng cấm đâu. Ta phải cho ta thúc thúc gọi điện thoại. Trúc Linh lấy ra di động, bắt cái điện thoại đi ra ngoài. Chương 339 xe lửa thượng sát thủ. Nhân viên bảo vệ đội trưởng thấy Trúc Linh muốn gọi điện thoại, lập tức xông lên, muốn cướp đoạt Trúc Linh di động, kết quả bị Trương Huyền bắt lấy thủ đoạn. Làm gì, đoạt đồ vật? Trương Huyền nhướng mày. Trở ngại làm công, chúng ta có thể câu lưu ngươi, buông ra. Nhân viên bảo vệ đội trưởng hét lớn một tiếng. Trương Huyền quay đầu, thấy lúc này Trúc Linh đã bắt thông điện thoại, hơn nữa ở trong điện thoại nói cái gì, Trương Huyền lúc này mới buông ra nhân viên bảo vệ đội trưởng thủ đoạn, đi đến Trúc Linh bên người hỏi, người thúc thúc nói như thế nào? Trúc Linh trả lời nói, hắn nói làm ta đứng ở này đừng nhúc nhích, có người sẽ đến xử lý chuyện này. Trúc Linh vừa mới dứt lời, liền nghe cách đó không xa vang lên hét lớn một tiếng. Làm một chút, đều làm một chút. Theo sau, liền thấy một người thân xuyên thường phục trung niên nam nhân, vẻ mặt nôn nóng chạy mau lại đây. Nguyên bản kiêu ngạo nhân viên bảo vệ đội trưởng đám người, vừa thấy tên này trung niên nam nhân, vội vàng thay một bộ cung kính thần sắc, nghiêm nói, trưởng ga hảo. Trung niên nam nhân xem cũng chưa xem nhân viên bảo vệ đội trưởng mấy người, hai mắt mọi nơi quét một vòng, lớn tiếng hỏi, vị nào là Trúc Linh Trúc cô nương? Ta chính là, Trúc Linh duỗi khởi tay nhỏ. Trúc cô nương, ngài hảo, là Trúc tiên sinh để cho ta tới, ngài ở chỗ này là gặp được cái gì khó khăn sao? Trung niên nam nhân thực khách khí hỏi hướng Trúc Linh. Nhân viên bảo vệ đội trưởng vừa thấy trung niên nam nhân này phiên thái độ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút tái nhợt. Là những người này, Trúc Linh duỗi tay một lóng tay nhân viên bảo vệ đội trưởng mấy người, bọn họ liên hợp kẻ lừa đảo, lừa người khác tiền, ta
ta vạch trần bọn họ liền nói ta mang theo hàng cấm. Quả thực vô pháp vô thiên, trung niên nam nhân quát lên một tiếng lớn, xoay đầu trừng mắt nhân viên bảo vệ đội trưởng đám người, hành lừa. Bôi nhỏ, cả gan làm loạn, ta xem các ngươi trên người này quần áo, xem như bạch xuyên. Tất cả đều đến phòng cảnh vụ, chờ đợi xử lý. Nhân viên bảo vệ đội trưởng đám người sợ tới mức cả người phát run, đại khí cũng không dám xuyễn một chút, bọn họ sao có thể nghĩ đến, trước mặt cái này tiểu cô nương, một chiếc điện thoại liền đem trưởng ga gọi tới, lại còn có làm trưởng ga như vậy cung kính. Trung niên nam nhân răn dậy xong, lại nhìn về phía Trúc Linh, lộ ra một bộ tươi cười, Trúc cô nương, ngài xem nên xử lý như thế nào những người này đâu. Trúc Linh không sao cả vẫy vẫy tay, ai nha, ta mới mặc kệ đâu. Dù sao không thể làm cho bọn họ tiếp tục hại người thì tốt rồi, ta đi rồi. Trúc Linh trên lưng chính mình bọc nhỏ, nhảy nhót hướng tiến trạm khẩu đi đến. Trương Huyền bật cười, Trúc gia năng lượng vẫn là đại A. Vừa mới phát sinh chuyện này, đối Trương Huyền vẫn là Trúc Linh tới nói, đều bất quá là cái nhạc đệm, nhưng đối nhân viên bảo vệ đội trưởng đám người tới nói, bọn họ cả đời này, phỏng chừng cũng liền tài này, Trúc gia người tự mình phóng lời nói, trưởng ga có thể dễ dàng buông tha những người này. Đều có quỷ. Trương Huyền đi vào sân ga, xe đã tiến trạm, kiểm phiếu, Trương Huyền chiều một đoạn giường mềm thùng xe đi đến, giường mềm không gian tư mật, không dễ dàng lộ diện, cũng có thể càng tốt che giấu chính mình hành tung. Trương Huyền mới vừa tiến giường mềm ghế lô môn, liền nhìn đến một người nghịch ngợm tiểu loli đang ngồi ở ghế lô chung mặt khác trên một cái giường. Gì, tiểu ca ca, người cũng này xe tuyến A, Trúc Linh nhìn đến Trương Huyền, tò mò hỏi một tiếng. Ân. Ta đi Yến Kinh, Trương Huyền gật gật đầu, cố ý hỏi, người đâu? Trúc Linh vừa nghe, lộ ra hưng phấn biểu tình, oa, ta cũng là A, quá xảo đi. Trương Huyền mỉm cười gật gật đầu, là Đinh Xảo. Trương Huyền nhận thức Trúc Linh lại không quen biết Trương Huyền, nếu Trúc Linh biết, trước mắt người này, cùng chính mình ra ra quan hệ thực tốt lời nói, khẳng định trước tiên liền lưu, nàng lần này trộm đi ra tới còn không có chơi đủ đâu, mới không nghĩ nhanh như vậy đã bị ra ra mang về. Tiểu ca ca, người mới vừa giúp ta, từ từ ta thỉnh ngươi ăn cơm. Trúc Linh híp mắt cười. Trương Huyền gật gật đầu, cũng chưa nói cái gì, hướng trên giường một nằm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hơn 10 giờ tối, thiên đã hoàn toàn đen đi xuống. Trương Huyền nằm ở trên giường, nghe bên tai truyền đến Trúc Linh dễ nghe thanh âm, đảo cảm thấy lần này đi ra ngoài, còn tính không tồi, không có trong tưởng tượng như vậy nhàm chán. Mơ mơ màng màng chung, Trương Huyền dần dần đã ngủ. Đêm dần dần thâm, xe lửa phát ra kho trì thanh âm, toàn bộ thùng xe nội, một mảnh yên tĩnh, Trúc Linh cũng chơi mệt mỏi, đắp cẳng chân, nằm ở trên giường, trong suốt nước miếng từ khóe miệng chảy ra. Đang ở ngủ say Trương Huyền, tại đây một khắc bỗng nhiên trợn mắt, thân hình nhanh chóng từ trên giường nhảy lên, theo sau không có phát ra một chút tiếng vang, đi đến giường mềm ghế lô cửa, tinh tế nghe. Hàng năm sinh tử chinh chiến, làm Trương Huyền thần kinh phá lệ mẫn cảm. Chẳng sợ đang ở ngủ say hắn, chỉ cần có một chút nguy hiểm hơi thở, liền sẽ lập tức từ ngủ say trung tỉnh lại. Trương Huyền nghe được, có lưỡng đạo huyền chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân ở ghế lô ngoại vang lên, chính theo chính mình nơi cái này ghế lô mà đến. Trương Huyền hít sâu một hơi, ở đối phương bước ra bước tiếp theo khi, hắn đột nhiên kéo ra ghế lô môn, một tay đi phía trước dò ra. Ghế lô đứng hai người, hiển nhiên không có ý thức được sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy biến cố, một người phản ứng không kịp. Trực tiếp bị Trương Huyền nắm cổ, mặt khác một người, tắc bay nhanh lui về phía sau, kéo ra khoảng cách. Trong bóng đêm, Trương Huyền liếc mắt một cái, ngoài cửa này hai người, mỗi người trong tay đều nắm một phen chủy thủ, có thể đem chủy thủ mang lên xe lửa, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Lại xem, này hai người hai chân thô tráng, bàn tay sinh ra vết chai, tuyệt không phải bình thường ăn trộm một loại. Các ngươi là người nào? Trương Huyền thanh âm trầm thấp quát. Bị Trương Huyền tạp trụ yết hầu người nọ, sắc mặt đỏ lên, dùng sức muốn bẻ ra Trương Huyền tay, lại căn bản làm không được. Mặt khác một người nói, tiểu tử, chúng ta mục tiêu là bên trong cái kia nữ oa, cùng ngươi không có quan hệ, không cần tự tìm phiền toái. Ngượng ngùng, con người của ta, chính là thích phiền toái. Trương Huyền nhếch miệng cười, bỗng nhiên ra quyền, đánh hướng bị chính mình nắm người nọ bụng. Trương Huyền này một quyền đánh vào đối phương trên người. Làm đối phương liền tiếng kêu thảm thiết đều phát không ra, thở dốc đều cảm thấy khó khăn. Mặt khác một người thấy thế, cầm chủy thủ liền chiều Trương Huyền đâm tới, bị Trương Huyền một cái đạn chân đá vào ngực, bay ngược đi ra ngoài.
Cơ hồ có thể nói là ở ngay lập tức chi gian, Trương Huyền liền đem hai gã sát thủ thu phục. Đối mặt này hai người, Trương Huyền không có một chút lưu tình, nhìn mắt ngoài cửa sổ, bởi vì xe lửa bay nhanh chạy, ngoài cửa sổ cảnh sát cũng ở bay nhanh xẹt qua, Trương Huyền chém ra hai nhớ thủ đao, phân biệt chém vào hai người trên cổ, theo sau đưa bọn họ ném vào phòng vệ sinh, hai thanh chủy thủ, cũng đều đặt ở này hai người trên người, chờ sáng mai nhân viên bảo vệ nhìn đến, tự nhiên sẽ đem này hai người mang đi. Trương Huyền ở làm những việc này thời điểm còn suy nghĩ một chút, nếu tóc đỏ tại đây, chỉ sợ sẽ trực tiếp đem này hai người xé nát, thông qua phòng vệ sinh xuống nước bài xuất ngoài xe. Trúc gia, đều không phải là cái gì bên ngoài thượng tập đoàn tài chính, mà là nội tình đã lâu cổ võ gia tộc, có thể đối Trúc gia động thủ người, so sánh với cũng đều đến từ cổ võ gia tộc người động thủ, tử thương đều sẽ không kinh động xã hội. Ghế lô nội, Trúc Linh đang ở hô hô ngủ nhiều. Đối bên ngoài phát sinh hết thảy, căn bản không biết tình. Chương 340 Nam Cung Vũ. Hai ngày hành trình, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, cũng liền như vậy qua đi. Hai ngày này, Trương Huyền vẫn luôn đều tự cấp Lâm Thỉnh Hạm đánh điện thoại, nhưng Trương Huyền phát hiện, Lâm Thỉnh Hạm giống như đã đem chính mình dãy số cấp kéo đen, khi nào đánh đều là đã đóng cơ, ứng dụng mạng xã hội thượng, Trương Huyền cũng phát ra vô số lần bạn tốt xin, cũng đều không có thông qua. Trương Huyền thở dài, đưa điện thoại di động tắt máy, hắn cái này dãy số, tới rồi Yến Kinh liền không thể dùng, thực dễ dàng bị người điều tra ra. Đối với những cái đó đại gia tộc tới nói, một chút gió thổi cỏ lay là có thể tiến vào bọn họ nhãn tuyến, Trương Huyền tuy rằng cường đại, nhưng đối thủ cũng không phải ngốc tử, nếu Trương Huyền lại dùng Ngân Châu Hào, ở hiện tại loại này thời điểm, đối phương thực dễ dàng là có thể liên tưởng đến hắn. Xe lửa vào buổi chiều 7 giờ thời điểm, tới Yến Kinh trạm. Hai ngày này hành trình, Trúc Linh mỗi ngày đều lôi kéo Trương Huyền nói chuyện phiếm, ở chung còn tính không tồi. Tiểu ca ca, đi lạp, thỉnh ngươi ăn đốn tốt, thuận tiện lại giới thiệu cái xinh đẹp tỷ tỷ cho ngươi nhận thức, ta cho ngươi nói, ta chính là tương đương giảng nghĩa khí. Trúc Linh vỗ chính mình tiểu bộ ngực, làm ra một bộ hào khí biểu tình. Hành, Trương Huyền gật gật đầu. Ở xe lửa thượng đụng tới sát thủ sau, Trương Huyền liền nghĩ muốn liên hệ một chút Trúc gia người. Làm cho bọn họ đem vị này gia tộc tiểu công chúa bảo vệ tốt, sát thủ là gì thân phận, Trương Huyền cũng không biết, hắn tổng không có khả năng nhìn cái này lão hữu hòn ngọc quý trên tay đã chịu nguy hiểm. Trúc Linh nhảy nhót đi ở Trương Huyền phía trước, ra ga tàu hỏa, đánh chiếc xe. Sư phụ, đi số 3 lộ. Số 3 lộ. Trương Huyền vừa nghe cái này địa chỉ, đều có thể nghĩ đến, Trúc Linh nói cho chính mình giới thiệu cái kia tỷ tỷ, là ai? Nam Cung Vũ. Nam Cung gia đại tiểu thư. Trúc Linh tới Yến Kinh, có thể tìm cũng chính là nàng. Bất đồng với Ngân Châu loại này tam tuyến tiểu thành thị, giống Yến Kinh loại địa phương này, có thể nói là ngọa hổ tàng long, mặc kệ là Tô gia, vẫn là Nam Cung gia, đều có cổ võ gia tộc bối cảnh. Số 3 lộ ở Yến Kinh trung tâm thành phố, xe taxi ở một cái tên là Phủ Thành tiểu khu trước cửa dừng lại. Trương Huyền nhìn mắt này tiểu khu môn đầu. Đại khí hai chữ dưới đáy lòng không tự giác liền toát ra tới. Cùng thạch đại môn có thể cất chứa 10 người song song đi vào, đại môn hai bên, các lập có một con thạch sư, sinh động như thật. Phủ thành ở toàn bộ Yến Kinh, đều là tương đương nổi danh tiểu khu, nơi này phòng ở, mỗi mét vuông giá trung bình đều ở 9 vạn năm tả hữu, làm người chùn bước, ở nơi này người, phi phú tức quý. Trúc Linh cõng nàng bọc nhỏ, đứng ở tiểu khu trước cửa chờ đợi. Không một hồi. Một người dáng người cao gầy mỹ nữ, xuất hiện ở Trương Huyền tầm mắt giữa. Một đầu đen nhánh tóc đẹp khoác ở sau đầu, theo nàng mỗi một bước đi lại, tóc đẹp đều sẽ phát sinh nhẹ nhàng mà nhảy lên, nàng ăn mặc một cái có chứa hán phục phong cách màu trắng váy dài, tóc mai thượng cắm có một cây ngân bạch ngọc châm, như vậy phong cách, nếu người khác truyền ra đi, khẳng định sẽ đưa tới một trận khác thường ánh mắt, nhưng ở nàng trên người, lại làm người không cảm giác được một chút biệt nữ, ngược lại cảm thấy, như vậy nữ nhân. Nên như vậy trang điểm, trên người nàng mang theo kia cổ khí chất. Cho người ta cảm giác chỉ có một chữ, tiên. Nữ nhân đi đến Trúc Linh trước mặt, nhẹ nhàng mở miệng, nàng thanh âm như không cốc u lan, như nước như ca, Trúc nhà đầu, người lại là gạt ngươi ra ra chạy ra đi. Nữ nhân thanh triệt sáng ngời đồng tử, sáng như đầy sao, hơi hơi mỉm cười, hai mắt mị thành trăng non trạng, phảng phất kia giữa tháng linh vận đều biểu lộ ra tới. Trúc Linh đáng yêu chu lên cái miệng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ thượng toàn là ủy khuất, lão nhân lại không cho ta ra tới chơi, ta chỉ có thể chính mình trộm chạy ra lạp,
Vũ tỷ tỷ, ngươi cũng không thể nói cho ta ra ra a. Ngươi a, Nam Cung Vũ vươn ngón tay ngọc, nhẹ nhàng điểm Hạ Trúc Linh cái trán, ngươi chừng nào thì mới có thể không cho ngươi ra ra nhọc lòng đâu. Trúc Linh nghịch ngợm phun ra đầu lưỡi nhỏ, đúng rồi Vũ tỷ tỷ, đây là Trương Huyền tiểu ca ca. Nam Cung Vũ hướng Trương Huyền duỗi tay, ngươi hảo, ta là Nam Cung Vũ. Ngươi hảo, Trương Huyền nhẹ nhàng nắm lấy Nam Cung Vũ cặp kia nhu đề, nhìn đối phương kia không thể bắt bẻ dung nhan, tính tính toán, gần 3 năm không có gặp qua nàng a. Trương Huyền còn có thể rõ ràng nhớ rõ cuối cùng thấy Nam Cung Vũ kia một lần, nàng một chút Nam Cung đại tiểu thư bộ dáng đều không có, chết sống muốn xốc lên chính mình mặt nạ, thậm chí còn lấy chết tương bức, kết quả là Trương Huyền cũng chưa tháo xuống mặt nạ, còn hỏi nàng một câu, gặp qua địa ngục hành giả người đều phải chết, người muốn chết sao? Trương Huyền thậm chí đều có thể nhớ lại Nam Cung Vũ lúc ấy kia một bộ sợ hãi biểu tình. Trương Huyền tiểu ca ca, người cười trộm cái gì đâu? Trúc Linh nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò nhìn Trương Huyền. Ta có sao? Trương Huyền vội vàng thu liễm một chút chính mình trên mặt tươi cười, vừa định đến trước kia sự, không tự giác liền bật cười. Đương nhiên là có lạp, cười nhưng rõ ràng, người có phải hay không bị Vũ tỷ tỷ mê hoặc, nói cho ngươi, Vũ tỷ tỷ còn không có bạn trai Nga. Trúc Linh không ngừng cấp Trương Huyền xử ánh mắt. Nam Cung Vũ duỗi tay, chụp hạ Trúc Linh cái chán, ngươi nhà đầu này, liền thích lấy ta trêu đùa, nói đi, muốn ăn nhà ai bữa tiệc lớn. Trúc Linh đầu riêu cùng chống bỏi dường như, ta không ăn bữa tiệc lớn, ta muốn đi xem đánh nhau. Nam Cung Vũ nghe được lời này, bất đắc dĩ thở dài, nhà đầu, ngươi không ăn, ngươi bằng hữu dù sao cũng phải ăn đi, chờ cơm nước xong, cũng làm cho ngươi bằng hữu sớm một chút đi nghỉ ngơi. Chúng ta lại đi xem đánh nhau, thế nào? Trúc Linh nhìn mắt Trương Huyền, vừa định nói tốt đi, kết quả Trương Huyền liền dẫn đầu mở miệng, không có việc gì, ta vừa vặn cũng không đói bụng, đi trước xem đánh nhau đi, xem xong lại ăn cũng có thể. Trương Huyền nói xong câu đó khi, có thể rõ ràng nhìn đến, Nam Cung Vũ sắc mặt trở nên có chút khó coi. Vừa mới Nam Cung Vũ nói câu nói kia ý tứ, chính là này cái gọi là đánh nhau, không nghĩ mang Trương Huyền đi. Cổ võ gia tộc đồ vật, là người thường sở không hiểu biết, cổ võ gia tộc người, cũng sẽ không mang người thường tham dự đến trong đó. Nếu Trương Huyền phía trước không có đụng tới kia hai gã sát thủ, hắn cũng lười đến cùng này hai cô nương đi nhìn cái gì đánh nhau, kia cổ võ gia tộc đệ tử, tuy rằng đánh kịch liệt, nhưng ở Trương Huyền trong mắt, vẫn là cùng con nít chơi đồ hàng giống nhau. Bất quá hiện tại biết Trúc Linh có nguy hiểm, Trương Huyền tự nhiên không có khả năng tùy tiện liền rời đi, chờ cái gì thời điểm Trúc gia người tới. Hắn khi nào đi? Trúc Linh có chút khó xử nhìn mắt Nam Cung Vũ, Vũ tỷ tỷ, nếu không chúng ta liền cùng đi đi. Ai, Nam Cung Vũ thở dài, thật là phục ngươi rồi, vậy đi thôi. Trúc Linh nói xem đánh nhau địa phương, cũng không phải cái gì ẩn nấp nơi, mà là một nhà vật lộn câu lạc bộ. Nhà này vật lộn câu lạc bộ thành viên, cơ hồ tất cả đều là cổ võ gia tộc đệ tử. Giống bình thường tập đoàn tài chính, xem vãn bối có hay không tiền đồ. Đều là muốn xem vãn bối kinh thương đầu óc, làm chính trị đầu óc chờ, nhưng cổ võ gia tộc, thực lực quyết định hết thảy, mỗi một người cổ võ gia tộc đệ tử, bọn họ lớn nhất mục tiêu, chính là làm chính mình biến cường. Chương 341 thực bình thường. Nam Cung Vũ mở ra một chiếc Maserati ngừng ở này gian vật lộn câu lạc bộ trước cửa, nhìn này câu lạc bộ trước chạy băng băng đại G, các loại siêu chạy, Nam Cung Vũ thân là Nam Cung gia đại tiểu thư, khai chiếc Maserati có thể xưng được với là điệu thấp. Nam Cung Vũ thanh danh, ở trong vòng cũng là phá lệ vang dội, này xuất chúng khí chất, xinh đẹp bề ngoài, bao gồm Nam Cung đại tiểu thư thân phận, đều làm nàng người theo đuổi vô số, chẳng qua, lại nhiều người theo đuổi, Nam Cung Vũ cũng không một cái có thể coi trọng. Trúc Linh vừa đến vật lộn câu lạc bộ, liền có vẻ thực hưng phấn, câu lạc bộ chung, có người ở bao cát trước luyện quyền, có người cầm một ít tập thể hình thiết bị, còn có người ở trên lôi đài, tiến hành một chọi một, nhị đối nhị, hoặc là thiếu đối nhiều quyết đấu. Trúc Linh hưng phấn chạy đến lôi đài trước, nhìn trên lôi đài người, trong miệng không ngừng kêu đánh hắn, tấu hắn linh tinh nói, mắt to trung tràn ngập hưng phấn thần thái. Trái lại Nam Cung Vũ, liền có vẻ hứng thú toàn vô. Trương Huyền cũng là như thế, chọn một chương sofa, ngồi ở mặt trên. Trúc Linh nhìn một hồi, phát hiện cùng nhau tới ba người, liền chính mình tại đây hưng phấn lại kêu, tức khắc cảm thấy có chút không thú vị, nàng chạy đến Nam Cung Vũ trước mặt. Vũ tỷ tỷ, ngươi như thế nào một chút hứng thú đều không có a? Nam Cung Vũ nhìn mắt lôi đài, hơi hơi mỉm cười, quá yếu. Nhược,
Trúc Linh theo Nam Cung Vũ vừa mới ánh mắt nhìn thoáng qua, Nam Cung Vũ nói quá yếu cái kia, vừa mới ở trên lôi đài một đôi tam đều không rơi hạ phong. Trúc Linh cười khổ một chút, Vũ tỷ tỷ, không phải nhân gia quá yếu, là ngươi trong lòng kỳ vọng quá cao, ngươi tổng lấy người khác cùng người kia so, nếu ai đều giống hắn như vậy cường, trên thế giới cũng sẽ không chỉ có một Quang Minh đảo chủ a. Hắn, Nam Cung Vũ ánh mắt sâu kín, ngươi nói hắn còn nhớ rõ ta sao? Không biết, Trúc Linh lắc lắc đầu, Vũ tỷ tỷ, đó là Quang Minh đảo chủ a, được xưng trên thế giới mạnh nhất nam nhân, bên người khẳng định mỹ nữ vô số lạp, nghe ông nội của ta nói, hắn đều đã mất tích vài tháng, như vậy nhiều người đều ở tìm hắn, đến bây giờ đều không có tin tức, muốn gặp đến hắn, thật sự quá khó khăn, ngươi không thể lão nghĩ cái loại này người. Nam Cung Vũ nhìn Trúc Linh, mở miệng hỏi, nhà đầu, ngươi gặp qua biển rộng mở mang sau, còn sẽ vì bình thường sông nước cảm thấy hưng phấn sao? Trúc Linh mắt to trung xuất hiện thần sắc nghi hoặc, Vũ tỷ tỷ, ý gì a? Ngươi còn nhỏ, Nam Cung Vũ hơi hơi mỉm cười, xoa xoa Trúc Linh đầu, mau đi, xem xong chúng ta đi ăn cơm. Nam Cung, ngươi đã đến rồi, đến đây lúc nào, một đạo kinh hỉ thanh âm, từ vừa mới Nam Cung Vũ sở xem cái kia trên lôi đài truyền đến. Liền thấy vừa mới tên kia một tá tam còn không rơi hạ phong thanh niên, một cái vượt qua nhảy xuống lôi đài, chiều Nam Cung Vũ đi tới. Bồi nha đầu này đến xem, Nam Cung Vũ chỉ hạ Trúc Linh. U, này không phải Trúc gia lão gia tử hòn ngọc quý trên tay sao? Như thế nào, trộm đi ra tới chơi? Thanh niên nhìn mắt Trúc Linh. Trúc Linh bĩu môi, Tô Tranh, người đem miệng cho ta quản nghiêm điểm, đừng nói chuyện lung tung. Ha ha, Tô Tranh không thèm để ý cười một tiếng, một lần nữa nhìn về phía Nam Cung Vũ, hỏi, Nam Cung, người cảm thấy ta vừa mới đánh thế nào? Cũng không tệ lắm. Nam Cung Vũ nói câu trường hợp thượng nói. Đã từng, Nam Cung Vũ nhìn thấy qua thế giới đứng đầu chiến đấu, cùng như vậy chiến đấu so sánh với, Tô Tranh bọn họ này lôi đài đánh, liền cùng đùa giỡn giống nhau. Tô Tranh ánh mắt tùy ý quét một chút, vừa vặn nhìn đến ngồi ở Nam Cung Vũ bên cạnh trên sofa Trương Huyền, vị này huynh đệ, giống như phía trước chưa thấy qua a. Là không có, ta lần đầu tiên tới, cùng các nàng cùng nhau. Trương Huyền gật gật đầu, đánh giá cái này Tô Tranh. Tô ra người, cũng chính là hắn lần này tới mục tiêu. Tô Tranh vừa nghe Trương Huyền là cùng Nam Cung Vũ cùng nhau tới, trong mắt tức khắc tràn ngập địch ý, lần đầu tiên tới. Này câu lạc bộ cũng không phải là ai đều có thể tới đi. Tô Tranh lời này, chủ yếu vẫn là nói cho Nam Cung Vũ nghe. Trương Huyền cũng nghe hiểu Tô Tranh ý tứ trong lời nói, nhưng vẫn là cố ý nói, có ý tứ gì. Này vật lộn giải trí bộ, ta còn không thể đến xem. Ha ha, nhìn xem, ngươi có thể xem hiểu, không hiểu trang hiểu, Tô Tranh khinh miệt nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, cố ý tìm tra, đơn giản là Trương Huyền cùng Nam Cung Vũ cùng nhau đã đến. Ta luyện qua một đoạn thời gian, đảo có thể xem hiểu một ít. Trương Huyền cười cười, ngươi đánh, thực bình thường. Trương Huyền khiêu khích nhìn Tô Tranh liếc mắt một cái. Trương Huyền lời này vừa ra, ngồi ở bên cạnh Nam Cung Vũ, không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt. Tô Tranh trên mặt xuất hiện tức giận, trừng mắt Trương Huyền, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi đánh, thực bình thường, giống như con nít chơi đồ hàng giống nhau, có cái gì vấn đề sao? Trương Huyền nhướng mày. Sõng sạc, Tô Tranh quát lên một tiếng lớn, ngươi nói ta đánh giống nhau, kia không bằng, thử xem. Hảo a, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, tưởng như thế nào đánh? Đơn giản, Tô Tranh cười lạnh một tiếng, nhéo nhéo quyền. Đánh tới một người nằm sấp xuống mới thôi. Hảo a, Trương Huyền lên tiếng, nhe răng, ngay sau đó, một quyền chiều Tô Tranh trên mặt đánh đi. Ở Tô Tranh nhằm vào Trương Huyền nói chuyện kia một khắc, Trương Huyền liền tưởng hảo tự mình mặt sau kế hoạch, cùng với làm chính mình chủ động đi tiếp xúc Tô gia, chỉ bằng bị động làm Tô gia tới tiếp thu chính mình. Đánh Tô gia người, là nhất mau lẹ nhanh chóng phương pháp, hơn nữa ở chỗ này đánh, còn sẽ không khiến cho đối phương tính cảnh giác. Trương Huyền này một quyền đánh đột nhiên, tốc độ tấn mãnh, mau đến Tô Tranh chỉ có thể khó khăn lắm phản ứng, tới né tránh. Đây là Trương Huyền che giấu thực lực kết quả, nếu không chỉ cần một chút, Tô Tranh phải bị đánh nằm sấp xuống. Tô Tranh né nhanh qua Trương Huyền này một quyền, vừa mới chuẩn bị đánh trả, Trương Huyền lại là một chân đá tới, ở giữa Tô Tranh ngực. Tô Tranh không có ngoài ý muốn bị Trương Huyền một chân đá phiên. Trường hợp như vậy đã khiến cho cái này câu lạc bộ nội còn lại người chú ý. Tô Tranh vừa mới ở trên lôi đài, lấy một địch tam không rơi hạ phong, thực lực của hắn,
đặt ở những người này chung, xưng được với là số một số hai, hiện tại lại bị người một chân đá phiên, tự nhiên khiến cho không ít chú ý. Làm cho nhiều người như vậy mặt bị một cái người xa lạ đá vào ngực, làm Tô Tranh mặt mũi không ánh sáng, hắn một cái cá chép lộn mình từ trên mặt đất lên, chiều Trương Huyền công tới. Nhìn Tô Tranh động tác, Trương Huyền từ đầu đến cuối liền đều ngồi ở trên sofa. Người động tác quá chậm, Trương Huyền nhẹ nhàng mở miệng, ở Tô Tranh vò tới trước mặt hắn khi, lại lần nữa một chân đá ra, chuẩn chuẩn đá vào Tô Tranh đầu gối chỗ. Chính về phía trước hướng Tô Tranh, một cái lảo đảo, liền như vậy chính chính quỳ gối Trương Huyền trước mặt. Như vậy một màn, làm cho cả vật lộn trong quán người, đều mở to hai mắt nhìn. Tô Tranh trong lòng cảm thấy một trận khuất nhục, làm cho nhiều người như vậy mặt, còn có chính mình thích nữ nhân cũng ở, chính mình thế nhưng làm ra động tác như vậy. Tô Tranh hét lớn một tiếng, đang muốn đứng dậy. Nhỏ yếu, Trương Huyền khinh thường cười, hắn thanh âm rõ ràng truyền tiến Tô Tranh trong tai, ngay sau đó, Trương Huyền đứng dậy, thuận thế dùng đầu gối đỉnh ở Tô Tranh hàm dưới. Chương 342 có để ta đi. Trương Huyền tuy rằng ở lực đạo thượng lưu thủ không ít, nhưng ở động tác mặt trên, lại một chút không có nương tay, hắn mỗi một lần tiến công, đều là yếu hại vị trí. Này một đầu gối trên đỉnh đi, làm nguyên bản quỳ gối kia Tô Tranh, cả người đều lăng không ngửa ra sau qua đi, theo sau thật mạnh ngã trên mặt đất. Này một đầu gối đâm muốn đặt ở người thường trên người, phỏng chừng trực tiếp liền ngất đi qua. Tô Tranh rốt cuộc là luyện qua, quỳ dạp trên mặt đất, đôi tay giãy giụa suy nghĩ muốn bỏ dậy. Trương Huyền đứng dậy sau, búng búng cổ tay áo cho bụi, theo sau đi đến Tô Tranh trước mặt, một chân hung hăng đá vào Tô Tranh sườn lặc. Còn giãy giụa suy nghĩ muốn đứng dậy Tô Tranh, bị Trương Huyền này một chân đá đến cả người đều lướt ngang mấy mét, hoàn toàn bò không đứng dậy. Trương Huyền này một loạt động tác, xem ở người ngoài trong mắt, trong đầu thẳng tắp nhảy ra mấy cái từ ngữ. Quyết đoán, cường đại, tàn nhẫn. Nam Cung Vũ nhìn đứng ở kia Trương Huyền, trong mắt tản mát ra khác thường thần sắc. Ở như vậy trong nháy mắt, Nam Cung Vũ đem trước mắt người này, cùng trong trí nhớ kia đạo thân ảnh, trùng hợp tới rồi cùng nhau. Bọn họ là giống nhau quyết đoán, ở ra tay trong quá trình, không cho đối thủ lưu lại bất luận cái gì cơ hội, giống nhau cường, ít nhất, hiện tại Trương Huyền, là nghiền áp Tô Tranh. Đương nhiên, loại cảm giác này cũng gần là trong nháy mắt, Nam Cung Vũ đương nhiên sẽ không cho rằng, trước mắt người này, có thể cùng vị kia Quang Minh đảo đảo chủ so sánh với. Trương Huyền đánh bại Tô Tranh trường hợp, không thể nghi ngờ là làm người chấn động, đây là hoàn toàn nghiền áp. Trương Huyền khẽ cười một tiếng, nhìn dáng vẻ, là ta thắng. Qua, Trúc Linh hai mắt tỏa ánh sáng la lên một tiếng, tiểu ca ca, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy a. Trương Huyền lắc lắc đầu, là hắn quá yếu. Trương Huyền nói như vậy, làm vật lộn trong quán còn lại người, đều có chút hổ thẹn, bọn họ đều là cổ võ gia tộc đệ tử, đánh tâm nhãn. Liền có loại cao nhân nhất đẳng cảm giác, nhưng hiện tại, bọn họ giữ người xuất sắc, bị một cái không biết tên ngoại lai người nhẹ nhàng đánh bại, càng quan trọng là, người này còn không phải cổ võ giới, ít nhất, bọn họ trước nay đều không có nghe nói qua có như vậy một nhân vật. Làm sao bây giờ, Tô Tranh nhìn dáng vẻ thương không nhẹ a? Một người nhìn về phía Tô Tranh nơi địa phương, giờ phút này Tô Tranh quỳ dạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, nếu không phải hắn không phải phát ra trầm thấp thống khổ thanh. Khả năng mọi người đều cho rằng hắn đã chết cũng nói không chừng, rốt cuộc Trương Huyền vừa mới kia mấy chiêu, chiêu chiêu đều đánh vào yếu hại. Kêu Tô gia người đến đây đi, lần này Tô Tranh bị người đánh, Tô gia người khẳng định sẽ không dễ dàng liền tính. Hai người giao lưu một chút, lấy ra di động, thông chi này Tô gia người. Nam Cung Vũ đứng dậy, hỏi hướng Trúc Linh, nhà đầu, còn xem sao? Không xem liền đi thôi. Không nhìn, không nhìn, không ý gì. Trúc Linh liên tục lắc đầu, gặp qua Trương Huyền vừa mới như vậy ra tay phương thức, lại xem những cái đó lôi đài so đấu, thật liền cảm giác nắm tay đều mềm như bông. Nam Cung Vũ gật gật đầu, đi thôi. Nói, Nam Cung Vũ liền đi đầu, chiều câu lạc bộ đại môn đi đến. Từ từ, một người duỗi tay, ngăn cản Nam Cung Vũ. Như thế nào, Nam Cung Vũ cười cười. Nam Cung cô nương, người có thể đi, nhưng hắn không thể đi. Ngăn lại Nam Cung Vũ người nọ. Nhìn về phía Trương Huyền, hắn đánh Tô gia người, nếu như vậy đi luôn, ta tin tưởng, Nam Cung cô nương người cũng đến bị liên lụy thượng. Nam Cung Vũ mày liễu hơi nhíu, mặt mang nghi hoặc, bọn họ chẳng lẽ không phải bình thường quyết đấu sao? Là bình thường quyết đấu, người nọ gật gật đầu, ngay sau đó lại nói, nhưng Tô gia người, không thể đụng vào.
Tại đây tiếng người âm rơi xuống sau, lại đi ra mấy người, đem câu lạc bộ đại môn lấp kín, ý tứ thực rõ ràng, không cho Trương Huyền đi. Các ngươi quả thực là không nói lý. Trúc Linh phồng má tử, rõ ràng là bình thường quyết đấu, dựa vào cái gì không cho người đi. Không có biện pháp, nói chuyện người nọ cũng lộ ra một bộ bất đắc dĩ biểu tình, ai làm hắn đánh chính là Tô gia người đâu. Trúc Linh bả vai run lên, chuẩn bị lại mở miệng khi, bị Trương Huyền ngăn lại. Trương Huyền vỗ vỗ Trúc Linh bả vai, hướng đổ ở cửa những người đó cười nói, các ngươi là cảm thấy, các ngươi có thể ngăn lại ta. Này! Trương Huyền lời này, cấp đổ ở cửa những người đó hỏi sửng sốt. Đúng vậy, bằng vào chính mình đám người, có thể ngăn lại nhân gia sao? Liền nhân gia vừa mới kia thân thủ, đánh chính mình đám người còn không cùng chơi giống nhau. Ngươi nếu đi rồi, đến chính mình suy xét hậu quả. Trước hết nói chuyện người nọ, chỉ có thể nâng ra Tô gia tới áp Trương Huyền, ta không biết ngươi là ai, nhưng ta biết, mặc kệ ngươi có cái gì thân phận, đắc tội Tô gia, ở Yến Kinh cái này địa phương, ngươi đều đừng nghĩ hỗn đi xuống. Ai, hảo đi, Trương Huyền thở dài một tiếng, gật gật đầu, ta đây liền không đi rồi. Thấy Trương Huyền chịu thua, những cái đó đổ ở cửa người, trên mặt lộ ra vui mừng. Nam Cung Vũ còn lại là có chút thất vọng lắc lắc đầu, người này tuy rằng cùng chính mình trong lòng kia bóng dáng, rất nhiều địa phương đều phi thường tương tự, nhưng chính mình trong lòng người nọ, hắn cũng sẽ không chịu thua. Nam Cung Vũ ý tưởng này mới ra, Trương Huyền thanh âm, lại một lần vang lên. Nếu các ngươi không cho ta đi, ta đây liền lại đánh hắn một đốn hảo. Trương Huyền thanh âm này, dọa vật lộn trong quán người nhảy dựng, ánh mắt toàn nhìn về phía Trương Huyền. Hắn có ý tứ gì? Đây là tưởng cùng Tô gia đối nghịch không thành. Trương Huyền nhéo nhéo nắm tay, đi đến còn quỳ rạp trên mặt đất Tô Tranh trước người, bắt lấy Tô Tranh cổ áo, giống như xách gà con giống nhau, không chút nào cố sức đem Tô Tranh xách lên tới. Có thể nhìn đến, hiện tại Tô Tranh đã phi thường suy yếu, một chút sức lực đều xử không ra, nếu hiện tại Trương Huyền buông ra hắn cổ áo, hắn sẽ ở trước tiên một lần nữa bỏ đến trên mặt đất. Trương Huyền bắt lấy Tô Tranh cổ áo, mở miệng nói, ngươi kêu Tô Tranh đúng không, ta trước cho ngươi giải thích một chút ha, này không phải nói ta muốn đánh ngươi, mà là có người không nghĩ làm ta đi, nếu thuyết phục biết người nhà ngươi lại đây, ta tưởng, người nhà ngươi cũng không thể đến không một chuyến không phải. Nếu không đem ngươi đánh đến tàn nhẫn điểm, người nhà ngươi không phải bạch chạy này một chuyến sao? Trương Huyền tiếng nói vừa dứt, liền thấy hắn bắt lấy Tô Tranh đầu tóc, đem Tô Tranh đầu, hướng tới bên cạnh vách tường, dùng sức khái đi lên. Một tiếng đông thanh âm, phảng phất ở mọi người trong lòng vang lên giống nhau, làm vật lộn trong quán những người đó, không khỏi đánh cái giật mình, đây là thật sự muốn cùng Tô gia liều mạng rốt cuộc a. Nam Cung Vũ một đôi mắt đẹp nhìn Trương Huyền, trong miệng lẩm bẩm, giống, thật sự là quá giống. Theo Tô Tranh đầu cùng vách tường mãnh liệt va chạm, một mạt đỏ tươi từ Tô Tranh trên đầu chảy xuống dưới. Tô Tranh bản nhân, còn lại là một chút năng lực phản kháng cũng chưa, liền ở vừa mới, hắn xương sườn đều bị Trương Huyền đá chặt đứt. Trương Huyền đem Tô Tranh tùy tay chiều trên mặt đất một ném, kia bộ dáng giống như ném rác rưởi giống nhau, vỗ vỗ tay, lại lần nữa nhìn về phía trước cửa, hiện tại làm ta đi rồi sao? Ngươi, ngươi, phía trước nói chuyện người nọ, hiện tại nhìn về phía Trương Huyền, thanh âm đều có chút nói lắp. Ngươi quả thực là chơi với lửa. Còn không cho ta đi, Trương Huyền nói, lại đem Tô Tranh xách lên, chiều một bên cái bàn đi qua. Mọi người theo bản năng nhìn về phía Trương Huyền trước người cái bàn kia, ánh mắt tỏa định ở kia sắc bén góc bàn thượng. Chương 343 ta dạy cho ngươi. Tuy nói hiện tại Trương Huyền còn không có làm ra cái gì tới, nhưng mọi người căn cứ vừa rồi Trương Huyền động thủ khi tàn nhẫn trình độ, đại khái đều có thể nghĩ đến, người này kế tiếp muốn làm cái gì. Gần chỉ là vài phút, Trương Huyền liền cho người ta đắp nặn ra một cái hình tượng, một cái không động thủ tắc lấy, một khi động thủ, liền lôi đình vạn quân hình tượng. Nhìn kia sắc bén góc bàn, Trương Huyền bắt lấy Tô Tranh đầu tóc, đem đối phương đầu, nhắm ngay kia nhất sắc bén địa phương, mãnh khái đi xuống. Không cần, một người lá gan có chút tiểu nhân nữ sinh, giờ phút này đều nhìn không được thét chói tai ra tới. Cũng có một bộ phận người, đều nhắm hai mắt lại, sợ tới mức thân mình một run run. Mắt thấy Tô Tranh đầu liền phải cùng kia sắc bén góc bàn tương chạm vào, có một số người, thậm chí ở trong đầu đều hiện ra Tô Tranh vỡ đầu chảy máu một màn. Thời khắc mấu chốt, hét lớn một tiếng truyền đến. Tiểu bối, dừng tay. Tô Tranh đầu ở khoảng cách góc bàn còn thừa không đến 1 cm thời điểm, ngừng lại, cái này làm cho rất nhiều người đều đại tùng một hơi.
Trương Huyền quay đầu đi, thấy một người thân xuyên màu đen thường phục trung niên nam nhân, chính vẻ mặt tức giận trừng mắt chính mình. Trương Huyền nhìn đối phương, mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngươi là thứ gì? Trương Huyền nói, làm vật lộn trong quán người đồng thời cả kinh, dám như vậy cùng Tô Võ nói chuyện. Tô Võ cũng không phải là cái gì hảo tính tình a, tiểu tử này xong đời. Có một số người, trên mặt đã lộ ra vui sướng khi người gặp họa thần sắc, chờ xem Tô Võ ra tay. Tô Võ sắc mặt không vui nhìn Trương Huyền, ngươi là nhà ai tiểu bối? Cái gì nhà ai? Trương Huyền vẻ mặt kỳ quái. Một người đi đến Tô Võ bên người, ở Tô Võ bên tai nói chút cái gì, Tô Võ gật gật đầu, hướng Trương Huyền nói, khó trách to gan như vậy, nguyên lai chính là cái không biết trời cao đất dày mao đầu tiểu tử, chúng ta Tô ra người ngươi cũng dám đánh. Trương Huyền cười nhạo một tiếng, có ý tứ, là người này, kêu cùng ta quá hai chiêu, chẳng lẽ muốn ta chạm kia làm hắn đánh. Tô Võ gật đầu, đương nhiên, trước nay đều là ta Tô ra đánh người khác, không có người dám đụng đến bọn ta Tô ra. Thật là khí phách ha. Trương Huyền nhếch miệng, chẳng qua, nhà các ngươi người, cũng liền ngoài miệng có thể nói, trên tay công phu, cũng không thế nào. Càn rỡ, Tô Võ hét lớn một tiếng, bước chân liền động, chiều Trương Huyền chạy như điên mà đến. Trương Huyền hiện tại sở trạm địa phương, khoảng cách vật lộn quán đại môn, bất quá mười mấy mét, Tô Võ cơ hồ ở 2 giây trong vòng, cũng đã vọt tới Trương Huyền trước mặt, một quyền chiều Trương Huyền mặt tạp tới. Đối mặt Tô Võ này một quyền, Trương Huyền tùy tay đem Tô Tranh ném đến một bên, chính mình bước chân liên tục lui về phía sau, hắn muốn thấy rõ Tô Võ con đường, đây cũng là Trương Huyền thói quen, mỗi gặp được tân địch nhân, Trương Huyền đều phải thăm dò đối phương quyền cước kịch bản, một phương diện vì về sau đối địch làm chuẩn bị. Về phương diện khác, cũng là Trương Huyền chậm rãi cường đại lên kinh nghiệm. Tô Võ quyền cước tương thêm, tốc độ thực mau, chiều Trương Huyền thân thể các bộ vị đánh đi. Trương Huyền bay nhanh né tránh, người ở bên ngoài xem ra, là Trương Huyền bị đánh không hề có sức phản kháng. Vừa mới còn như vậy kiêu ngạo, cho rằng có bao nhiêu lợi hại, kết quả là cũng cứ như vậy. Chính là, thật cho rằng này thiên hạ hắn lão đại đâu, vừa thấy chính là chưa thấy qua cái gì việc đời. Chính mình luyện chút quyền cước, thật sự cảm thấy thiên hạ vô địch. Có rất nhiều người giáo dục hắn. Từng đạo châm chọc thanh từ quan chiến trong đám người vang lên. Tô Võ cũng là càng đánh càng dũng, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, mỗi nhất chiêu, đều chỉ hướng Trương Huyền thân thể nhất bạc nhược địa phương. Cố lên a, Trương Huyền tiểu ca ca. Trúc Linh ở một bên nhéo nắm tay, cấp Trương Huyền cổ vũ. Nam Cung Vũ mắt đẹp mang theo tò mò nhìn Trương Huyền, nàng muốn biết. Người thanh niên này, rốt cuộc có hay không cùng Tô gia thế hệ trước chống lại thực lực, Tô Võ tuy rằng ở Tô gia cùng thế hệ giữa, không phải thực lực mạnh nhất, nhưng cũng có chút đại biểu tính. Trương Huyền bị Tô Võ bước đến một góc chung, lại không đường lui. Chạy, này đến chỗ ngoặt, xem hắn còn như thế nào chạy. Biết cái này kêu cái gì sao? Cái gì? Đóng cửa đánh chó. Ha ha! Một trận cười ầm lên tiếng vang lên. Vừa mới Trương Huyền mang cho bọn họ áp lực, thật sự là quá lớn, một cái danh đều chưa biết cùng thế hệ người, thậm chí đều không phải cổ võ thế gia, liền đem bọn họ này đó gia tộc con cháu áp không dám ngẩng đầu, làm cho bọn họ cảm giác phá lệ nghẹn khuất, hiện tại nhìn đến Trương Huyền bị người thu thập, bọn họ trong lòng đều có một loại khó có thể nghiêm minh vui sướng. Tiểu bối, này một quyền, làm ngươi minh bạch, cái gì kêu nhân ngoại hữu nhân? Tô Võ quát lên một tiếng lớn, dùng sức đánh ra một quyền. Hắn kết luận Trương Huyền không có bất luận cái gì đường lui, này một quyền, dùng toàn thân sức lực, muốn một quyền liền phế bỏ Trương Huyền hành động năng lực. Trương Huyền lui về phía sau bước chân, cũng tại đây một khắc, bỗng nhiên một đốn, hắn đã thấy rõ Tô Võ con đường, hướng Tô Võ cười, người quá yếu. Trương Huyền trên mặt tươi cười, làm Tô Võ trong lòng sinh ra một cổ dự cảm bất hảo, nhưng lực lấy phát đến, không đường thối lui, một quyền hung hăng oanh ra. Bang! Một tiếng vang nhỏ. Mọi người nhìn đến, Tô Võ này toàn lực oanh ra một quyền, thế nhưng bị Trương Huyền chỉ vươn một bàn tay, liền cấp cầm, thả vô luận Tô Võ dùng như thế nào lực, kia nắm tay đều không thể lại về phía trước một phân. Trương Huyền lắc lắc đầu, tốc độ quá chậm, lực lượng quá nhẹ, quyền không phải như vậy ra, tới, ta dạy cho ngươi. Ngươi tự rơi xuống, Trương Huyền chụp bay Tô Võ nắm tay, theo sau chính mình nhất quyền, bước chân rất nhỏ chia thoái phía sau, lấy đai lưng lực, một quyền thật mạnh oanh ra. Này một quyền, tuy là quan chiến người, đều có thể nghe được một trận phá tiếng gió khởi. Trương Huyền nắm tay, đánh chúng ở Tô Võ ngực, trực tiếp đem Tô Võ oanh bay ra 3 mét xa, làm này ngã ngồi trên mặt đất.
như vậy một màn, làm vây xem người sững sờ, đều có điểm không thể tin được. Tình huống như thế nào? Tô Võ bị người một quyền liền cấp giải quyết. Hảo ra, Trúc Linh vui vẻ kêu một tiếng. Nam Cung Vũ nhoẻn miệng cười, một cái như vậy giống người của hắn, nên như vậy thắng hạ. Trương Huyền lắc lắc tay, hướng Tô Võ đạo, lúc này mới kêu ra quyền, đã hiểu sao? Tô Võ che lại ngực, sắc mặt khó coi từ trên mặt đất bò lên, nhìn chằm chằm Trương Huyền, người rốt cuộc là người nào? Cái gì người nào? Trương Huyền đầy mặt kỳ quái, các ngươi này đó chơi vật lộn, còn phải dò hỏi tới cùng. Tô Võ hừ lạnh một tiếng, ngươi không muốn nói, cũng không cái gọi là, ở Yến Kinh, còn không có chúng ta Tô gia cha không ra sự. Tô Võ nói xong, trừng mắt nhìn mắt vật lộn quán cửa người, quát, làm hắn đi. Đổ ở cửa những người đó, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đối diện vài lần, đều không có nói chuyện. Trương Huyền cường đại, đã ra ngoài bọn họ dự kiến, liền Tô gia trường đồng lứa người, thế nhưng đều không phải đối thủ của hắn. Trúc Linh đầy mặt vui vẻ, nhảy nhót đi đến Tô Võ trước mặt, các ngươi xấu hổ không xấu hổ a, tiểu nhân đánh không lại gọi tới lão, lão vẫn là đánh không lại, ai? Được rồi nha đầu, đi thôi. Nam Cung Vũ lôi kéo Trúc Linh cánh tay, ý bảo nàng bớt tranh cãi. Trúc Linh thè lưỡi, Trương Huyền tiểu ca ca, đi lạp, chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn. Chương 344 hướng trên người hắn đẩy. Trương Huyền ba người rời đi vật lộn quán. Tô Võ nhìn mắt quỳ dạp trên mặt đất, đã lâm vào hôn mê Tô Tranh, hướng bên cạnh nhân đạo, đưa hắn đi bệnh viện. Tô Võ nói xong, bàn tay vung lên, rời đi vật lộn quán. Ra quản môn, Tô Võ thượng một chiếc chạy băng băng S600. Thế nào, ở chạy băng băng hàng phía sau, ngồi một người tóc có chút hoa dâm lão nhân. Cha, không biết từ nào toát ra một cái tiểu tử, rất mạnh, ta không đánh quá. Tô Võ trên mặt có chút hổ thẹn. Ha ha, lão nhân loát chính mình dâu, cười hai tiếng, Giang Sơn đại có tài người ra, trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, người bị một cái tiểu bối đánh bại, cũng không có gì, trên thế giới này, lợi hại người rất nhiều, đừng quên, Ngân Châu kia nữ hoa bên người, cũng có một người cao thủ. Tô Võ ánh mắt có chút âm trầm nói, kia hiện tại làm sao bây giờ? Ta mới vừa nhìn đến, Trúc gia cái kia nữ hoa, cũng ở bên trong. Nàng cũng ở, lão nhân nhíu nhíu mày. Người phái ra đi người, lại thất bại. Đúng vậy, Tô Võ gật đầu. Lão nhân không nói gì, suy tư một phen, vừa mới cái kia tiểu tử, lai lịch không rõ, trong khoảng thời gian này, chúng ta trước không cần trêu chọc, vạn nhất lại liên lụy ra tới nhà ai, xử lý không tốt, như vậy đi, lại phái một nhóm người, buổi tối đối cái kia họ Trúc nhà đầu động thủ, thuận tiện thông chi một chút Trúc ra kia lão đông tây, đem việc này, hướng hôm nay kia tiểu tử trên người đẩy là được, lái xe đi. Lão nhân nói xong, vỗ vỗ chủ điều khiển ghế dựa, này chiếc chạy băng băng S600 phát động. Trương Huyền ba người ngồi ở một nhà hoàn cảnh còn tính yêu nhã nhà ăn, ăn không muốn quá nhiều, ba người, bốn cái đồ ăn. Trương Huyền tiểu ca ca, người thế nhưng như vậy lợi hại, ta cũng chưa nhìn ra tới. Trúc Linh thần thái phi dương nhìn Trương Huyền, vẻ mặt hưng phấn, còn không có từ vừa mới so đấu chung phục hồi tinh thần lại, trong đầu còn nghĩ phía trước kia một màn đâu. Nam Cung Vũ ăn khẩu đồ ăn, có chút tò mò hỏi, công phu của ngươi là từ đâu học? Khi còn nhỏ thường xuyên đánh nhau, sau khi lớn lên đi học điểm tự do vật lộn cùng tán đánh. Trương Huyền giải thích một tiếng, kỳ thật hắn nói cũng không tồi, chỉ là hắn trong miệng đánh nhau, cùng người bình thường lý giải không giống nhau. Đúng không? Nam Cung Vũ đem đũa tiêm đặt ở bên môi, vẻ mặt hồ nghi nhìn Trương Huyền, ta như thế nào không tin đâu. Trương Huyền một đốn vô ngữ, trợn trắng mắt. Làm gì muốn ngươi tin tưởng? Trương Huyền này một câu, cấp Nam Cung Vũ nghẹn không biết nên nói chút cái gì, nàng thật là lần đầu nhìn thấy người như vậy, không, là lần thứ hai, phía trước còn có một người, đang nói chuyện thời điểm, liền sẽ động bất động nghẹn chính mình nói không ra lời. Giống, thật sự là quá giống. Nam Cung Vũ nhìn Trương Huyền, trước mặt người này, lại cùng nàng trong trí nhớ kia đạo thân ảnh trùng hợp lên, đồng dạng làm việc phong cách. Đồng dạng không sợ gì cả, liền nói chuyện đều như vậy giống. Nhẹ nhấp một ngụm chiếc đũa đầu, Nam Cung Vũ lại lần nữa mở miệng, người tới Yến Kinh, là du lịch. Ân, Trương Huyền gật gật đầu, tới bên này chuyển chơi chơi. Ta đối Yến Kinh rất quen thuộc, không bằng ta mang ngươi chuyển đi. Nam Cung Vũ mở miệng. Nam Cung Vũ nói, đem Trương Huyền đều nói một ngốc, nàng mang chính mình chuyển. Trương Huyền trong lòng vui vẻ, vốn dĩ hắn còn nghĩ.
muốn lấy cái dạng gì lấy cớ đi theo Trúc Linh bên người đâu, thậm chí cùng Nam Cung Vũ đãi ở một khối, như vậy Tô gia mới có thể nhanh nhất tìm tới chính mình, hiện tại này cơ hội liền tới rồi. Vậy đa tạ, vừa vặn ta đối Yến Kinh không thân, có ngươi như vậy cái đại mỹ nữ bồi, nhưng thật ra vinh hạnh của ta. Trương Huyền khẽ cười một tiếng, gật đầu ứng hạ. Cơm chiều qua đi, Trương Huyền tìm một nhà khoảng cách phủ thành rất gần khách sạn làm nghỉ ngơi, Trúc Linh tắc cùng Nam Cung Vũ cùng nhau về nhà, ba người ước sáng mai tái kiến. Đêm dài, Ngân Châu sân bay, Lâm Thanh Hạm đi xuống phi cơ, lái xe hướng ra mà đi. Dọc theo đường đi, Lâm Thanh Hạm trong lòng có chút thấp thỏm, kia phân ly hôn hiệp nghị, hắn ký sao? Xe tiến tiểu khu, tốc độ hiển nhiên chậm lại không ít, đường đến khu biệt thự thời điểm, Lâm Thanh Hạm nhìn đến, vốn nên sáng ngời phòng ốc, lúc này là đen nhánh một mảnh. Lâm Thanh Hạm thở dài, lẩm bẩm, hắn hẳn là đã đi rồi đi. Đem xe đình hảo, mở ra phòng môn, một loại quạnh quẽ cảm giác nảy lên trong lòng, nhìn không có một bóng người phòng, Lâm Thanh Hạm trong lòng, có cổ sâu kín mất mát. Một đêm lặng yên qua đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thanh Hạm đi đến công ty, bí thư Lý Na đi vào Lâm Thanh Hạm văn phòng chung, cho nàng hội báo hai ngày này công tác. Lâm Tổng, người rời đi mấy ngày nay, Triệu thị cơ hồ ở các phương diện đều cho chúng ta gây áp lực, nguyên bản chúng ta nắm chắc miếng đất kia, bởi vì Triệu thị cắm một tay, hiện tại giá cả ước chừng bỏ thêm 30%, lại bắt lấy tới, cơ hồ không có gì lợi nhuận, còn có lần trước cái kia mậu dịch con đường, Triệu thị so với chúng ta nhiều cấp đối phương cung cấp 5%, đối phương đã cự tuyệt chúng ta hợp tác rồi. Lâm Thanh Hạm nghe Lý Na hội báo, này đó ở phía trước đủ để cho nàng đau đầu không thôi vấn đề. Phóng tới hiện tại, đã không phải cái gì vấn đề. Này đó danh thiếp ngươi lấy qua đi, làm nghiệp vụ bộ xem một chút, nhà ai cùng chúng ta hạng mục nhất gần sát, cùng đối phương liên hệ hợp tác. Lâm Thanh Hạm đem một sấp danh thiếp lấy ra tới phóng tới trên bàn. Lý Na gật gật đầu, tiếp nhận danh thiếp, tùy tiện liếc mắt một cái, lại có chút sững sờ, Lâm Tổng, này. Làm sao vậy? Lâm Thanh Hạm một bên mở ra máy tính, một bên hỏi. Này đó xí nghiệp. Đều là cùng chúng ta hợp tác, Lý Na nhìn trong tay danh thiếp, có điểm không thể tin được, Lâm Thị tuy rằng là Ngân Châu long đầu xí nghiệp, nhưng cũng chỉ giới hạn trong Ngân Châu mà thôi, cùng đều hải những cái đó xí nghiệp lớn so sánh với, trung gian kém không phải nhỏ tí tẹo, nhưng hiện tại, chính mình trong tay này đó danh thiếp, tất cả đều là cái loại này thị giá trị trăm tỷ xí nghiệp lớn. Ân, ngươi làm nghiệp vụ bộ chính mình chọn đi, Lâm Thanh Hạm gật gật đầu. Lý Na hít sâu một hơi. Bằng phẳng một chút trong lòng chấn động, minh bạch. Lý Na mới vừa đi đến văn phòng trước cửa, bị Lâm Thanh Hạm gọi lại, đúng rồi, Trương Huyền hắn. Ngươi gần nhất thấy sao? Trương tiên sinh ở ngươi đi đều hải ngày đó liền rời đi, cụ thể đi đâu, ta cũng không biết. Lý Na lắc đầu trả lời nói. Hảo, đã biết, ngươi đi vội đi. Lâm Thanh Hạm phất phất tay. Chờ Lý Na rời đi sau, Lâm Thanh Hạm lấy ra di động, nhìn Trương Huyền số điện thoại. Thật lâu không có ra tiếng. Yến Kinh. Buổi sáng 9 giờ. Nam Cung Vũ lái xe, mang theo Trương Huyền cùng Trúc Linh hai người, đi trước một ít điểm du lịch. Nói là mang Trương Huyền đi dạo, trên thực tế, đều là Trúc Linh muốn đi đâu, hai người bồi nàng đi. Phú tỷ tỷ, người mang theo Trương Huyền tiểu ca ca, có phải hay không muốn cho hắn ở kia sự kiện thượng giúp người một chút a? Trúc Linh chớp mắt to. Nam Cung Vũ mặt đẹp không ngọn nguồn đỏ lên. Theo sau có chút bất đắc dĩ nói, kia làm sao bây giờ, người chẳng lẽ muốn xem người Vũ tỷ tỷ gả cho như vậy một cái người đáng ghét. Hắc hắc, người nọ chán ghét ta hay không không biết, dù sao Trương Huyền tiểu ca ca không chán ghét. Hắn, Nam Cung Vũ liếc liếc mắt một cái đi ở phía sau Trương Huyền, hắn cũng rất chán ghét. Nam Cung Vũ theo như lời chán ghét, không phải chỉ Trương Huyền, mà là chỉ thông qua Trương Huyền, làm chính mình không tự chủ nghĩ đến người kia. Chương 345 khi ta bạn trai. Yến Kinh cái này địa phương, muốn nói có thể chơi, kỳ thật cũng không phải rất nhiều, phần lớn đều là một ít ngắm cảnh a, có chứa kỷ niệm ý nghĩa địa phương. Dọc theo đường đi, Trúc Linh nhà đầu này, díu dít nói cái không ngừng, cùng Nam Cung Vũ đi cùng một chỗ, hai cái hoàn toàn bất đồng nữ nhân, đưa tới không ít tỷ lệ quay đầu, một nữ nghịch ngợm đáng yêu, một nữ phiêu nhiên như tiên. Trương Huyền một đường ít nói, nhưng đối đi địa phương cũng rất có hứng thú. Nhiều năm như vậy, Trương Huyền tuy rằng đi địa phương không ít, có thể nói thế giới các nơi chạy một lần, nhất phồn hoa địa phương, hắn đãi quá, hưởng thụ quá, nhất khổ địa phương, hắn cũng đãi quá, nhưng cố tình không có hảo hảo thưởng thức quá một lần cảnh sắc.
mau đến giữa trưa, Nam Cung Vũ di động tiếng chuông không ngừng vang lên. Trương Huyền tuy rằng nghe không được Nam Cung Vũ nói gì đó, nhưng có thể nhìn ra, nàng gọi điện thoại thời điểm, trong mắt tràn ngập không kiên nhẫn thần sắc, cắt đứt điện thoại sau, Nam Cung Vũ đơn giản đưa điện thoại di động tắt máy. Làm xong này hết thảy sau, Nam Cung Vũ nhìn về phía Trương Huyền, nhấp nhấp môi đỏ. Mỹ nữ, có việc muốn tìm ta hỗ trợ? Trương Huyền chủ động hỏi một tiếng. Nam Cung Vũ hơi hơi sửng sốt, theo sau gật đầu. Là có cái tiểu vội, người có thể hay không, khi ta? Nam Cung Vũ chần chờ một tiếng, bạn trai. Xin lỗi a, Trương Huyền lắc lắc đầu, ta kết hôn. Nam Cung Vũ một cái kính xua tay, giải thích nói, không phải làm ngươi thật khi ta bạn trai, là làm ta ba xem một cái, nhà của chúng ta, tôn trọng võ phong, ta ba một hai phải làm ta gả cho một cái đánh quyền lợi hại người, nhưng ta lại không thích hắn, ngươi có thể giúp ta sao? Nam Cung Vũ cũng không biết nên như thế nào cấp Trương Huyền giải thích cổ võ gia tộc sự, chỉ có thể dùng một câu tôn trọng võ phong tới khái quát. Trương Huyền trong lòng trộm nhạc, này ba năm không gặp, Nam Cung Vũ hắn cha vẫn là như vậy a. Hy vọng nhà mình cô nương tìm một cái quyền cước công phu lợi hại người trẻ tuổi, phía trước nàng cha còn cầm Nam Cung Vũ ảnh chụp, thượng quang minh đảo chọn rể đi đâu, cuối cùng sinh sôi bị Nam Cung ra mấy cái thế hệ trước người bắt trở về, nghe nói diện bích tư quá một tháng, xem ra hiện tại, như cũ không sửa a. Trương Huyền cố ý hỏi, cho ngươi giới thiệu cái đánh quyền lợi hại. Đối phương lấy quá cái gì thưởng sao? Thưởng, Nam Cung Vũ cảm thấy chính mình có điểm cùng Trương Huyền nói không rõ, cổ võ thế gia đệ tử, là không cho tham gia cái gì tán đánh a, tự do vật lộn loại này hạng mục, không có gì thưởng, hắn liền toàn ra đều là luyện võ. Nga, hành, không thành vấn đề, Trương Huyền so cái ok thủ thế, này nói như thế nào cũng là năm đó cùng chính mình mông mặt sau đã khóc con sên, có thể giúp vẫn là muốn bang sao. Thấy Trương Huyền đáp ứng xuống dưới, Nam Cung Vũ cũng là trong lòng vui vẻ. Đơn giản đem mới vừa tắt đi di động một lần nữa mở ra, bắt cái dãy số qua đi, ngươi ở nhà chờ, ta hiện tại liền dẫn hắn trở về. Nam Cung Vũ đánh xong này điện thoại sau, cảnh khu cũng không đi, lái xe mang theo Trúc Linh cùng Trương Huyền liền hướng ngoại ô đi. Trúc Linh tưởng tượng lập tức muốn phát sinh như vậy có ý tứ sự tình, cũng là có vẻ thực kích động. Trương Huyền còn nhớ rõ, Nam Cung gia nhà cửa là ở ngoại ô, có một chỗ trang viên, một ít cành lá tán khá lớn cổ võ thế gia. Bây giờ còn có lưu lại một tòa trang viên truyền thống, gia tộc vãn bối đi nội thành cư trú, trưởng bối đều sẽ ở trong trang viên dưỡng lão, ăn cái gì cũng đều chính mình loại, chú ý một cái tự cấp tự túc, cũng ngụ ý đem cổ võ tiếp tục phát dương quang đại. Nam Cung Vũ lái xe đi vào trang viên cửa, trang viên đại môn chói chặt. Nam Cung Vũ ấn số hạ loa, đại môn cũng chưa mở ra ý tứ. Phỏng chừng hệ thống lại ra vấn đề, chúng ta đi qua đi thôi. Nam Cung Vũ nói. Mở cửa xe, xuống xe. Ở Nam Cung gia đại môn bên cạnh, có một cái cửa nhỏ, có thể cho người tiến vào. Cái này trang viên, Trương Huyền phía trước liền tới quá, hiện tại xem, cùng trước kia cơ hồ không có khác nhau, chính là một khối loại ớt cay điển hiện tại loại cà chua, toàn bộ trang viên, cho người ta một loại cổ hương cổ sắc cảm giác. Nam Cung Vũ đi ở trang viên nội, ánh mắt có chút nghi hoặc, kỳ quái, như thế nào một người đều không có. Bình thường tới nói. Nam Cung gia trang viên, từ bảo mẫu đến đầu bếp, lại thêm Nam Cung Vũ cha mẹ, cùng với một ít trưởng bối, có mười mấy cái, nhưng hiện tại nhìn qua, toàn bộ trang viên đều có vẻ phi thường trống trải. Nam Cung Vũ đi đến một gian trước phòng, vừa định mở cửa. Cẩn thận, Trương Huyền đột nhiên một tiếng quát chói tai, dùng sức kéo một phen Nam Cung Vũ, một khối thân thể mềm mại thuận thế nhào vào Trương Huyền trong lòng ngực, Trương Huyền bước chân hơi hơi một trượt. Giây tiếp theo. Liền ở Nam Cung Vũ vừa mới sở trạm địa phương, đại môn bị người từ bên trong đá văng, xuất hiện một phen trói lọi chủy thủ. Tiểu tử, phản ứng còn rất nhanh, một đạo khàn khàn thanh âm vang lên, từ phòng trong, đi ra một người thân xuyên hắc y, mang theo mặt nạ bảo hộ người. Vừa vặn, Nam Cung gia đại tiểu thư chính mình đã trở lại, cũng đỡ phải chúng ta đi tìm, một lưới bắt hết. Ở Nam Cung Vũ phía sau cách đó không xa, lại đi ra vài đạo thân ảnh. Trong tay đều cầm lưỡi dao sắc bén, khảm đao, côn bổng một loại. Nhận mệnh đi, Nam Cung đại tiểu thư, một đạo tiêm tế tiếng cười vang lên. Tổng cộng mười mấy đạo thân ảnh, hình thành một vòng tròn, đem Trương Huyền ba người vây quanh ở trong vòng, tất cả đều che mặt, thấy không rõ bộ dáng. Nam Cung Vũ sắc mặt ửng đỏ từ Trương Huyền ngực đứng dậy, nhìn quét này hơn 10 người liếc mắt một cái, như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt thần sắc khẩn trương biến đổi,
hướng trong đó một người lắc lắc đầu. Người nọ nhìn đến Nam Cung Vũ động tác, cố ý đem đầu uốn éo, hướng Trương Huyền quát, tiểu tử, chúng ta chỉ cần trước mặt cái này nữ oa, cùng ngươi không quan hệ, hiện tại lăn, còn kịp. Ách, Trương Huyền nhìn thoáng qua, mặt mang tò mò hỏi, các ngươi đây là, cướp bóc. Là tới lấy mệnh, một người cầm khảm đao, về phía trước một bước. Ai, Trương Huyền thở dài, ta liền không lăn đi, các ngươi này đó hại dân hại nước, còn không đến mức làm ta lăn. Hại dân hại nước, cầm đao người nọ vừa nghe Trương Huyền nói, tức giận không đánh một chỗ tới, tức khắc múa may trong tay khảm đao, chiều Trương Huyền trên người bổ tới. Tại đây người xuất đao thời điểm, đứng ở hắn phía sau người nọ lấy cực thấp thanh âm nhắc nhở nói, cẩn thận một chút, đừng thương đến người. Trương Huyền gặp người cầm đao chiều chính mình bổ tới, không lùi mà tiến tới, một bước tiến lên, theo sau đá ra một chân, người nọ còn không có đem đao huy hạ, đã bị Trương Huyền một chân đá bay đi ra ngoài. Thẳng đến cầm đao người nọ té ngã trên đất, dư lại mười mấy danh hắc y nhân mới phản ứng lại đây. Nha ha, vẫn là cái ngạnh cha, đại gia cùng nhau thượng. Mười mấy danh hắc y nhân liếc nhau, đồng thời chiều Trương Huyền vây công mà đến. Trúc Linh ở một bên xem sốt ruột. Vũ tỷ tỷ, đây là có chuyện gì a? Nam Cung thúc thúc bọn họ sẽ không ra ngoài ý muốn đi, Trương Huyền tiểu ca ca như thế nào đánh thắng được nhiều người như vậy a? Nam Cung Vũ trợn trắng mắt, yên tâm đi, ngươi Nam Cung thúc thúc bọn họ đang cùng ngươi Trương Huyền tiểu ca ca đánh nhau đâu. A, Trúc Linh có chút phản ứng không kịp, nàng nhìn những cái đó hắc y nhân, Vũ tỷ tỷ, ngươi nói những người này chính là Nam Cung thúc thúc bọn họ. Nam Cung Vũ thở dài, nhận mệnh gật gật đầu. Quán thượng như vậy mê chơi người một nhà, có đôi khi đích xác làm người thực buồn rầu. Chương 346 ba phần vừa lòng. Nam Cung gia, ở cổ võ thế gia chung, coi như là một đại gia tộc. Nam Cung Vũ cho người ta ấn tượng, đều là cái loại này tiểu thư khuê các, chi thư đạt lý cảm giác, bao gồm Nam Cung gia, cũng cho người ta một loại trang trọng cảm giác. Nhưng trên thực tế, Nam Cung gia cho người ta trang trọng. Đều là Nam Cung Vũ cái này Nam Cung gia đại tiểu thư một tay đắp nặn lên, chân chính hiểu biết Nam Cung gia người, sẽ phát hiện, này toàn gia, đều thuộc về ngoan đồng cấp bậc. Liền nói Nam Cung Vũ lão cha, đường đường Nam Cung gia gia chủ, không nói cổ võ nhiều lợi hại, ít nhất, hắn cũng là cái tay cầm mấy trăm trăm triệu tài sản lão tổng, liền như vậy một cái đại tổng tài, cầm chính mình nữ nhi ảnh chụp đi ra ngoài chiêu tế. Hơn nữa Nam Cung gia, một người mê chơi còn chưa tính, nói quá khứ. Cố tình trừ bỏ Nam Cung Vũ bên ngoài, cả nhà đều mê chơi, Nam Cung Vũ thường xuyên đều sẽ cảm thấy chính mình cùng người nhà không hợp nhau. Nhìn trước mặt này đó thân xuyên hắc y, giả mạo bọn cướp người nhà, Nam Cung Vũ che cái chán, thật là không lời nào để nói. Tiểu tử, quyền cước không tồi. Ăn ta một quyền. Mấy người chiều Trương Huyền công tới, phản bị Trương Huyền một quyền lại một quyền trùy ở trên mặt. Ban đầu, này hơn 10 người còn ở lưu thủ, sợ thương đến Trương Huyền. Kết quả đánh bọn họ phát hiện, người thanh niên này, hoàn toàn so cổ võ thế gia chung cùng thế hệ người muốn lợi hại nhiều, dần dần buông ra, cũng không lưu thủ. Mà khi bọn họ không lưu thủ lúc sau lại phát hiện, chính mình thế nhưng vẫn là đánh không lại. Mười mấy cá nhân, vây công một người tuổi trẻ người, ngạnh sinh sinh một quyền cũng chưa đánh tới nhân gia trên người, lại xem phía chính mình, đã liền ba bốn ngã xuống đất không dậy nổi. Nam Cung Kính Vân càng đánh càng kinh hãi. Đồng thời trong lòng cũng càng vui mừng, hắn nhất hy vọng nữ nhi tìm một cái quyền cước công phu tốt, hắn thực hiểu biết chính mình nữ nhi, không thích cổ võ, liền ái cầm kỳ thư họa một loại, nhưng cổ võ thế gia, này không tiếp thu cổ võ nói như thế nào quá khứ, Nam Cung Kính Vân liền đem đối nữ nhi hy vọng, phóng tới về sau con rể trên người. Hiện tại Trương Huyền thân thủ, làm Nam Cung Kính Vân tương đương vừa lòng, một chút đều không thèm để ý chính mình thế nhưng không phải một cái vãn bối đối thủ. Này tương lai con rể càng lợi hại, hắn càng cao hứng a. Nam Cung Kính Vân còn chính mỹ tư tư nghĩ đâu, liền cảm giác trên mặt một trận đau nhức. Uy, đánh cướp thời điểm cũng không nên thất thần a. Trương Huyền nhắc nhở một tiếng. Hảo tiểu tử, đến phiên ngươi giáo dục ta tới, xem quyền. Nam Cung Kính Vân hét lớn một tiếng, lại lần nữa chiều Trương Huyền đánh đi. Mười mấy cá nhân đánh một người, thấy thế nào đều là Trương Huyền hoàn cảnh xấu, nhưng chỉ có đương sự rõ ràng. Đại ca, làm sao bây giờ, căn bản không phải đối thủ a, ta nhi tử hai con mắt đều thanh, còn đánh sao? Nam Cung Vũ nhị thúc trong thanh âm đều mang theo một loại nói không nên lời chua xót. Đánh, khẳng định đến đánh, này chúng ta phải bị một cái tiểu bối phóng phiên, về sau nói ra đi, ném chết người,
Nam Cung Kính Vân cắn răng, đau khổ chống đỡ. Đại ca, tam muội lại ngã xuống a, người hỏi không hỏi Vũ Nhi, tiểu tử này cái gì lai lịch, nhà ai hậu bối cũng chưa nói như vậy có thể đánh đi. Nam Cung Kính Vân đột nhiên lắc đầu, không biết, từ từ cho hắn ấn ngầm hỏi lại. Nam Cung Vũ Nhị thúc thở dài, ai ấn ai an này. Một bên Nam Cung Vũ nhìn hiện tại trường hợp, che lại đôi mắt. Trúc Linh biểu tình có chút phấn khởi, Vũ tỷ tỷ, Nam Cung thúc thúc bọn họ tất cả đều bị tấu. Trương Huyền bắt lấy một người, đột nhiên huy quyền, mắt thấy nắm tay liền phải tạp đến một người trên mặt, người nọ vội vàng ra tiếng, không đánh, không đánh. Trương Huyền nắm tay, thật đúng là liền ngừng lại. Ra tiếng người nọ đem trên mặt khăn trùm đầu một chích, là một người thanh niên, đầy mặt xanh tím, bên trái mặt còn hoàn toàn sưng lên, hướng chính mình phía sau hô, đại bá, khảo nghiệm cái con rể mà thôi, lại đánh tiếp, một nhà đều đến chết này. Nói chuyện người này, là Nam Cung Vũ Đường ca. Không đánh, ta cũng không đánh, còn nói buổi tối đi hẹn hò đâu, hiện tại cái này làm cho ta lấy cái gì đi hẹn hò a? Ta thiên, nhiều hậu phấn đều không lấn át được. Một người nữ tính mở miệng, cũng đem khăn trùm đầu hái được xuống dưới, đồng dạng đầy mặt xanh tím, là Nam Cung Vũ Đường tỷ. Có một người đi đầu, còn lại người, đều dần dần đem khăn trùm đầu hái xuống, không ai bình yên vô sự. Vừa mới nhìn qua, là bọn họ mười mấy đánh Trương Huyền, trên thực tế, rõ ràng là Trương Huyền một người đấm bọn họ mười mấy, Nam Cung gia mỗi người trên mặt đều quải thải. Trái lại Trương Huyền, một chút việc đều không có. A ha ha ha, ha ha ha. Nam Cung Kính Vân phát ra một trận xấu hổ tiếng cười, một phen gỡ xuống khăn trùm đầu, lộ ra hai cái gấu trúc mắt. Ai nha nha, hiện tại người trẻ tuổi, thật là lợi hại a, không nghĩ tới ta một phần mười trình độ, thế nhưng còn không phải ngươi này người trẻ tuổi đối thủ, không tồi, không tồi. Phụt, Nam Cung Vũ Nhị thúc không có nhịn xuống, cười ra tiếng tới, vội vàng che thượng miệng. Nam Cung Vũ buồn bực mở miệng, ba, các ngươi muốn chơi đủ rồi nói, chúng ta liền chuẩn bị ăn cơm đi. Ngươi nhà đầu này, Nam Cung Kính Vân lộ ra trách cứ ánh mắt, này như thế nào có thể kêu chơi đâu. Cái này kêu khảo nghiệm a, chúng ta là nhìn xem ngươi cái này bạn trai, có hay không trách nhiệm tâm sao, hắn biểu hiện, ta còn là có ba phần vừa lòng. Trương Huyền nghẹn trong lòng ý cười, vừa mới những người này xuất hiện thời điểm, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Mặc kệ là từ trong phòng đánh lén Nam Cung Vũ kia một đao, vẫn là những người này vây quanh chính mình, Trương Huyền đều không có cảm giác được chút nào sát ý, hiện tại vừa thấy, quả nhiên không phải cái gì thật bọn cướp. Nhìn Trung Hoa Hạ sở hữu cổ võ thế gia, cũng liền Nam Cung gia có thể làm ra loại sự tình này tới đi. Nam Cung Kính Vân đám người, là không có gặp qua Trương Huyền. Hoặc là nói, cổ võ thế gia chung, bọn họ này đồng lứa, còn không có tư cách nhìn thấy danh hiệu là Quang Minh đảo chủ Trương Huyền. Chỉ có Nam Cung Kính Vân phụ thân kia đồng lứa người, chỉ có mấy người may mắn gặp qua Trương Huyền gương mặt thật. Cái này, Vũ Nhi a, tới, đem người bạn trai cho chúng ta đại gia giới thiệu một chút. Nam Cung Kính Vân bàn tay vung lên. Thúc thúc người hảo, ta kêu Trương Huyền. Trương Huyền chủ động duỗi tay. Trương Huyền, ân, không tồi. Nam Cung Kính Vân đi đến Trương Huyền trước người, vỗ vỗ Trương Huyền bả vai, tiểu tử không tồi, người trách nhiệm tâm, vẫn là làm ta thực vừa lòng. Chỉ là ngươi này quyền cước công phu có chút kém a, đến nhiều luyện luyện, bằng không chờ ta dùng ra hai thành trình độ thời điểm, ngươi chỉ sợ liền một quyền đều ngăn không được. Là, Trương Huyền liên tục gật đầu. Một bên Nam Cung ra người, đều tao ngượng ngùng nghe đi xuống. Hành, vậy ăn cơm đi. Nam Cung Kính Vân bàn tay vung lên. Vài phút sau, Trương Huyền ba người, cùng với hơn 10 người mặt mũi bầm dập Nam Cung người nhà, ngồi ở một trương hình tròn trên bàn cơm. Trên bàn đồ ăn thực phong phú, không phải cái gì quý báu đồ ăn phẩm, đều là Nam Cung gia chính mình gieo trồng. Cái kia Trương Huyền a, trong nhà thói quen ăn một ít chính mình gieo trồng đồ vật, người cũng đừng ghét bỏ. Nam Cung Kính Vân lấy ra một lọ rượu tới. Như thế nào sẽ, loại này thiên nhiên màu xanh lục thực phẩm, ở địa phương khác muốn ăn cũng ăn không đến. Trương Huyền vẫy vẫy tay, chỉ là có cái vấn đề. Chương 347 Bình Phong nội người. Nam Cung Kính Vân đem bình rượu mở ra, cái gì vấn đề, ngươi nói. Nam Cung thúc thúc, các ngươi khảo nghiệm, còn không có kết thúc sao? Trương Huyền tò mò hỏi một tiếng. Cái gì khảo nghiệm, Trương Huyền lần này cấp Nam Cung Kính Vân hỏi ngốc, hắn nhìn trên bàn những người khác toàn lắc lắc đầu. Thật sự không có sao, Trương Huyền lại lần nữa ra tiếng, xác nhận một chút. Không có, tuyệt đối không có. Nam Cung Kính Vân dùng sức lắc lắc đầu.
Tiểu Trương, ngươi còn hỏi cái này làm gì, tới, chúng ta uống rượu, uống rượu. Nếu không có, Trương Huyền khóe miệng một liệt, giây tiếp theo, hắn như mũi tên rời dây cung giống nhau, từ trên chỗ ngồi lao ra, hướng trong phòng một phiến bình phong phóng đi. Này bình phong là từ đá cẩm thạch điêu khắc mà thành, độ dày đạt tới 70cm, chiều cao 2m, chạm khắc rồng phượng, ở Nam Cung gia đã có mười mấy năm. Trương Huyền vọt tới trước tấm bình phong, bỗng nhiên oanh ra một quyền, thật mạnh đánh vào bình phong thượng. Kia bày biện ở Nam Cung gia mười mấy năm đá cẩm thạch bình phong, ở Trương Huyền này một quyền hạ, tự Trương Huyền quyền mặt chỗ, ra nẻ mở ra. Này, Nam Cung gia mọi người kinh ngạc nhìn Trương Huyền, không rõ hắn làm gì vậy. Nhưng giây tiếp theo, mọi người, đều minh bạch. Một bóng người, từ sắp vỡ vụn bình phong giữa bay nhanh vụt ra, chiều đại môn phương hướng mà đi. Này bình phong 70cm, đường bên trong bị đào rỗng sau, hoàn toàn có thể ở bên trong cất chứa một người, tiến hành trốn tránh, Nam Cung gia mọi người ai cũng không có dự đoán được, khi nào bình phong trung thế nhưng nhiều một người. Ngăn lại, đừng làm cho hắn chạy, Nam Cung Kính Vân hét lớn một tiếng. Chạy không được, Trương Huyền tự tin nói. Bình phong vỡ vụn, Trương Huyền tùy tay nắm lên một khối đá vụn, bất quá ngón cái lớn nhỏ, dùng sức bắn ra. Đá vụn chiều bóng người nơi phương hướng bắn nhanh mà đi, chuẩn chuẩn đánh vào đối phương chân cong chỗ. Đang ở bôn đào bóng người thân thể một cái trước khuynh, lảo đảo vài bước. Cũng liền ở đối phương bước chân lảo đảo hết sức, Trương Huyền một bước bước lên trước, bắt lấy này cổ áo. Nam Cung gia mọi người lúc này mới thấy rõ đối phương trông như thế nào, đây là một cái bọn họ chưa từng có gặp qua thanh niên. Trương Huyền bàn tay ở đối phương vòng eo sờ soạng một phen. Theo sau đem một phen màu đen 54 súng lục, vứt trên mặt đất. Thương! Nhìn Trương Huyền tìm ra đồ vật, Nam Cung gia mọi người hít hà một hơi. Một người cầm súng tránh ở bình phong chung, hắn muốn làm cái gì, không cần nói cũng biết. Nam Cung thúc thúc, các người thật sự không quen biết người này. Trương Huyền bắt lấy đối phương cổ áo, hỏi lại một tiếng. Nam Cung Kính Vân lắc đầu, tuyệt không nhận thức. Không quen biết, vậy là tốt rồi làm. Trương Huyền khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, duỗi tay bắt lấy đối phương cánh tay, dùng sức một ninh. Trương Huyền này động tác, làm Nam Cung gia một ít tiểu bối theo bản năng nhắm hai mắt, chờ bọn họ đem đôi mắt mở khi, Trương Huyền đã đem tên này sát thủ hai tay hoàn toàn vặn gãy. Sát thủ thống khổ tiếng gào vang vọng ở Nam Cung gia trong đại sảnh. Nhìn Trương Huyền này quyết đoán tàn nhẫn bộ dáng, Nam Cung gia mọi người không tự giác run lập cập, nếu vừa mới đánh nhau thời điểm. Chính mình phải bị tới thượng như vậy một chút, cũng không phải là cái gì chuyện tốt ha. Trương Huyền đem đã bị phế đi hai tay sát thủ giao cho Nam Cung Kính Vân trong tay, Nam Cung thúc thúc, nếu không quen biết nói, ngươi liền phải hảo hảo hỏi một câu. Nam Cung Kính Vân sắc mặt có chút âm trầm, lão nhị, đem hắn trước đưa tới hầm. Hảo, Nam Cung Vũ nhị thúc gật gật đầu, bắt lấy sát thủ cổ áo, đem này lôi ra ngoài cửa lớn. Nhìn tên kia sát thủ. Cùng với trên mặt đất kia đem 54 súng lục, Nam Cung gia mọi người đều có chút nghĩ mà sợ, bọn họ ai đều không có phát hiện này bình phong nội người, nếu không phải Trương Huyền, hôm nay ai cũng nói không hảo sẽ phát sinh cái gì, Trương Huyền này phiên cảm thức lực, làm cho bọn họ bội phục. Trương Huyền a, hôm nay thật là ít nhiều ngươi, Nam Cung Kính Vân vỗ vỗ Trương Huyền bả vai, tự đáy lòng nói, vừa mới phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn cũng vô tâm tình tiếp tục khoác lác. Nam Cung Vũ mắt đẹp trung tia sáng kỳ dị liên tục, Trương Huyền mỗi một lần biểu hiện, đều ra ngoài nàng dự kiến, từ ngày hôm qua mới vừa thấy Trương Huyền, chỉ đương hắn là một người bình thường, lại đến bây giờ, Trương Huyền mỗi một lần biểu hiện, đều làm Nam Cung Vũ lau mắt mà nhìn. Nguyên bản chuẩn bị cùng Trương Huyền hảo hảo uống thượng hai ly Nam Cung Kính Vân, bởi vì sốt ruột muốn đi thẩm tên kia sát thủ, cơm cũng không ăn mấy khẩu, liền chạy đến hầm đi. Trương Huyền cũng có thể lý giải Nam Cung Kính Vân. Mặc cho ai ra loại sự tình này, đều không thể nói không chút nào để ý. Ở Nam Cung ra cơm nước xong, Trương Huyền hỏi Nam Cung Vũ muốn Trương Nặc danh điện thoại tạp, sau đó cấp Bạch Trì gọi điện thoại. Trương Huyền điện thoại đánh qua đi, còn không có ra tiếng, Bạch Trì thanh âm liền ở trong điện thoại vang lên, lão đại, người đây là đến Nam Cung ra. Người đều đã biết, có thể không biết sao Bạch Trì ở điện thoại kia đầu trợn trắng mắt, Tô gia đệ tử ở vật lộn quán bị người hành hung. Tô võ đồng dạng bị một người tuổi trẻ người đánh bại, không phải ngươi còn có thể có ai a? Nói ngươi như thế nào cùng Trúc gia kia nha đầu đi một khối đi, nha đầu này chính là cái phiền toái tinh, nghe nói cấp Trúc gia lão nhân kia dâu đều mau nhổ sạch. Trên đường gặp, đơn giản liền ở một khối, đúng rồi,
người cấp Trúc gia lão nhân kia nói một chút, có người muốn giết hắn cháu gái, làm hắn tra một chút việc này, còn có, làm người ở Yến Kinh thả ra tin tức đi, liền nói Nam Cung Vũ tìm cái thân phận không rõ tiểu tử nghèo, khả năng gần nhất liền phải đính hôn. Trương Huyền cấp Bạch Chỉ Giao đãi nói, lão đại, người đây là muốn cho Tô gia chủ động tới tìm ngươi phiền toái a? Bạch Chỉ có chút khó hiểu, nói như vậy, không phải bất lợi với ngươi cha cái kia muốn hại tẩu tử người sao? Trương Huyền theo bản năng lắc lắc đầu, không có biện pháp, ta hiện tại cũng một chút manh mối đều không có, lớn như vậy cái Tô gia, muốn thật muốn đối Thanh Hạm động thủ, không cần thiết sợ hãi rụt rè đi tìm sát thủ, nhất định là mỗi một người muốn đối Thanh Hạm bất lợi, ta chỉ có thể nghĩ cách trước tiếp xúc Tô gia, lại chậm rãi đem dấu ở âm thầm người kia bắt được tới. Hành, ta hiện tại liền tìm người đem tin tức thả ra đi, bất quá lão đại, cứ như vậy, những cái đó phiền toái đã có thể nhiều lạc. Trương Huyền cười, hỏi, ta như là sợ phiền toái người sao? Cùng Bạch Chỉ trò chuyện sau khi kết thúc, Trương Huyền nhìn màn hình di động, theo bản năng đem Lâm Thanh Hạm số điện thoại thua đi lên, chờ đợi vài giây sau, lại đem điện thoại xóa rớt, đóng lại di động. Hiện tại hiển nhiên còn không phải cùng Lâm Thanh Hạm liên hệ thời điểm. Ở Yến Kinh, có hai đại cổ võ thế gia, một cái là Nam Cung gia, một cái là Tô gia. Này hai nhà, ở vào Yến Kinh lạng cái đối lập phương hướng, đều có một tòa trang viên, đối ngoại, hai nhà cũng các có một cái đại tập đoàn, này tập đoàn, cơ hồ đều là bên trong gia tộc người. Loại này cổ võ thế gia, có rất nhiều chi thứ, chi nhánh, này đó chi thứ chi nhánh, đều sẽ bị tiếp nhận đến tập đoàn chung công tác. Nam Cung gia cùng Tô gia tập đoàn, có thể nói là danh xứng với thực gia tộc xí nghiệp, từ công ty trước đài đến bộ môn giám đốc, đều là một nhà ba người cũng nói không chừng đâu. Tô gia trong trang viên. Tô Võ ngồi ở trong viện, phẩm ly trà, ánh mắt lạnh lùng nhìn di động thượng ảnh chụp,